Quý bác sĩ dược sĩ thân mến, xin kính mời quý bác sĩ dược sĩ chọn vị trí phù hợp và kiểm tra đường truyền Internet ổn định để tham dự chương trình một cách trọn vẹn nhất. Xin chân thành cảm ơn. Quý bác sĩ dược sĩ thân mến, chương trình hội thảo trực tuyến dapagliflozin bước cùng bệnh nhân trong tối ưu hóa điều trị suy tim sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Xin kính mời quý bác sĩ dược sĩ chọn vị trí phù hợp và kiểm tra đường truyền Internet ổn định để tham dự chương trình một cách trọn vẹn nhất. Xin chân thành cảm ơn. Lúc nói tôi có cần cầm không? Hay là không cần? Lúc mà tôi nói này, tôi có cần cầm micro này không? Thank you.
Quý bác sĩ dược sĩ thân mến, chương trình hội thảo trực tuyến Dapagliflozin bước cùng bệnh nhân trong tối ưu hóa điều trị suy tim sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Xin kính mời quý bác sĩ dược sĩ chọn vị trí phù hợp và kiểm tra đường truyền Internet ổn định để tham dự chương trình một cách trọn vẹn nhất. Xin chân thành cảm ơn. Chương trình hội thảo trực tuyến Dapagliflozin bước cùng bệnh nhân trong tối ưu hóa điều trị suy tim xin phép được bắt đầu. Hành trình của bệnh nhân suy tim vẫn còn đó những gánh nặng với mong ước được bước tiếp những bước chân bình dị. Liệu có thêm bước tiến nào giúp cải thiện tử vong để bệnh nhân sống lâu hơn? Cải thiện triệu chứng để bệnh nhân có cuộc sống tốt hơn? Và giảm nhập viện để bệnh nhân có thể sống bên cạnh người thân và gia đình. Xin kính chào quý bác sĩ dược sĩ đang theo dõi chương trình hội thảo trực tuyến Dapagliflozin bước cùng bệnh nhân trong tối ưu hóa điều trị suy tim, được phối hợp tổ chức bởi Hội Tim Mạch Học Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam. Lời nói đầu tiên, Hoàng Vĩnh xin được thay mặt cho ban tổ chức chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý bác sĩ dược sĩ đang tham dự trực tiếp trên toàn quốc. Chúc cho hội thảo của chúng ta thành công rực rỡ. Như quý bác sĩ dược sĩ đã biết, suy tim diễn tiến cuối cùng trong chuỗi bệnh lý tim mạch với tỷ lệ ngày càng tăng và ảnh hưởng nặng đến tiền lượng và chất lượng sống của bệnh nhân. Với sự phát triển không ngừng của y học, sự thay đổi của khuyến cáo và ra đời nhiều liệu pháp điều trị tiên tiến giúp cải thiện tiên lượng và chất lượng sống của bệnh nhân suy tim. Hội thảo hôm nay cũng không ngoài mục đích đó. Với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước, hy vọng sẽ mang đến cho quý bác sĩ dược sĩ nhiều thông tin, kinh nghiệm hữu ích trong điều trị suy tim. Và sau đây, Hoàng Vĩnh xin phép được giới thiệu thành phần tham dự. Về phía chủ tọa, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đặng Văn Phước, Chủ tịch Hội Tim Mạch Học Việt Nam. Về phía các báo cáo viên, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Subodh Verma, Giáo sư Đại học Toronto, Canada, bác sĩ phẫu thuật Bệnh viện St. Michael, Chủ tịch Hội Nghiên cứu Phẫu thuật Tim Mạch Canada. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch Học Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Văn Sĩ, Chủ nhiệm Bộ môn Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Quỳnh Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng xin được hân hạnh giới thiệu sự hỗ trợ phiên dịch của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đỗ Đức Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía AstraZeneca Việt Nam, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam và các thị trường mới nổi khu vực châu Á. Phần đầu tiên, chúng tôi xin được mời ông Nitin Kapoor sẽ phát biểu đôi lời để khai mạc chương trình. We would like to invite Mr. Nitin Kapoor to deliver a welcome speech. Excellencies, distinguished healthcare professionals, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank each and every one of you for being here with us today. Having accompanied Vietnam's healthcare system and society since 1994,
AstraZeneca has been doing the very best to bring innovative medicines and uplift the domestic pharmaceutical industry to improve patients' lives. The journey could not have been successful without the contributions of healthcare leaders and doctors here. So our most sincere thanks to all of you. Cardiovascular diseases and diabetes contribute and account for almost 35% of all deaths in Vietnam, placing a huge medical and financial burden on patients, their families, their loved ones, and the healthcare system. As part of our long-term commitment to Vietnam, we are making every effort to provide the most advanced treatment to help address this disease burden. Amongst our arsenal of pioneering solution is Forxiga, the very first SGLT2 inhibitor that was launched here in Vietnam in 2016, indicated for diabetic patients. Not only does this medicine help control blood sugar levels, but also protects the patients from serious cardio and renal complications. The introduction of SGLT2 inhibitor, or Forxiga, has changed the treatment paradigm for diabetes. It has become the co-first-line medicine to combine with metformin to establish comprehensive management of diabetes. Today marks such a meaningful step of Forxiga as it becomes the first SGLT2 inhibitor whose indication has been approved as a treatment for patients with heart failure with reduced ejection fraction. As we are now one step closer to making a sizable impact to patients' lives by improving their prognosis, as well as providing a much needed treatment to provide them with a better quality of life. Forxiga has been approved in more than 77 countries around the world for the treatment of adults patients with heart failure with reduced ejection fraction. And here in Vietnam, its new indication is also covered by insurance, ensuring that patients can easily access the medicine. At this conference today, under the leadership of Professor Phuc and our global and local experts, we aim to discuss valuable insights of clinical practice with you and our valued healthcare professionals. On this great partnership, we hope together Forxiga can continue its journey of accompanying heart failure patients on their next step of fight against heart failure. Xin được cảm ơn ông Nitin Kapoor, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đặng Vạn Phước, Chủ tịch Hội Tim Mạch Học Việt Nam phát biểu mở màn chương trình. Xin được trân trọng kính mời. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt tới các báo cáo viên. Lời đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chào nồng nhiệt tới các báo cáo viên cùng toàn thể tất cả các đồng nghiệp tham dự hội thảo Dapagliflozin bước cùng bệnh nhân trong tối ưu hóa điều trị suy tim với sự đồng hành của Hội Tim Mạch Học Việt Nam với công ty AstraZeneca. Như chúng ta đã biết, trong tất cả các bệnh lý thì bệnh lý tim mạch vẫn là bệnh lý hàng đầu dẫn tới các nguyên nhân tử vong. Đã có rất nhiều các tiến bộ trong y khoa nhằm làm giảm thiểu vấn đề này, nhưng đó là một khó khăn rất lớn và luôn luôn các bệnh lý tim mạch luôn luôn là một gánh nặng cho các nền y tế và y học ở các nước. Chúng ta đã biết rằng trong các bệnh lý thì thường gặp nhất là tăng huyết áp, sau đó tới bệnh tim thiếu máu cục bộ và những bệnh tim khác nữa. Hậu quả cuối cùng của cái vòng xoắn bệnh lý của các bệnh lý tim mạch này là nó dẫn tới rối loạn chức năng của tim, và cuối cùng từ những suy tim nhẹ cho đến suy tim nặng, suy tim giai đoạn cuối và tử vong là kết thúc rất thường của bệnh lý này. Suy tim là một trong những vấn đề vấn nạn rất là lớn, mặc dù có rất nhiều các tiến bộ, nhưng tới bây giờ các anh chị cũng thấy 50% những bệnh nhân suy tim đã tử vong sau 5 năm, mặc dù chúng ta đã điều trị hết sức. Do đó, cho nên điều trị suy tim, ngăn chặn sự tiến triển của suy tim, cải thiện cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân suy tim cũng là một mục tiêu rất lớn của y khoa. Những thay đổi ngày hôm nay chúng ta thấy thực sự nó là kết quả của các công trình nghiên cứu rất lớn trên thế giới, những công trình nghiên cứu khoa học rất chặt chẽ, và chúng ta đã có được những công trình này.
những thuốc men phải được thử nghiệm rất là kỹ càng và đều nhằm những mục tiêu. Không những mục tiêu là chúng ta điều trị được các triệu chứng suy tim, mà nó làm sao phải nhắm tới cái chỗ là tăng lượng cuộc sống, chất lượng cuộc sống của bệnh nhân bằng cách giảm thiểu những số lần nhập viện cho bệnh nhân và giảm được tất cả các biến chứng, đặc biệt là biến chứng tử vong do tim mạch. Giờ đây, với sự phát triển của khoa học, chúng ta đã chứng kiến được sự ra đời của rất nhiều các thứ thuốc mới, và tất cả các thứ thuốc đó, đặc biệt có cái loại thuốc dapagliflozin nằm trong cái nhóm SGLT2 inhibitor, một trong thứ thuốc đã đóng góp một bước ngoặt lớn trong điều trị suy tim. Đặc biệt là những thứ thuốc này đã đi vào trong danh sách, nhanh chóng đi vô trong danh sách các hướng dẫn của các tổ chức và các hội tim mạch thế giới rất là lớn. Và đặc biệt, những thứ thuốc này cũng nhanh chóng được phê duyệt, đề xuất và phê duyệt tại Bộ Y tế của Việt Nam cho vấn đề thực hành trên lâm sàng, đã mở ra cơ hội rất là nhiều cho vấn đề điều trị và theo dõi các bệnh nhân suy tim. Để các tiến bộ của các hướng dẫn quốc tế, của các hội chuyên khoa rất lớn trên thế giới như là ACC, ASA và ESC của châu Âu, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần có những thông tin rất lớn, và đó chính là mục tiêu của buổi hội thảo ngày hôm nay. Buổi hội thảo ngày hôm nay có sự tham gia của các chuyên gia trong nước và ngoài nước, và đặc biệt có giáo sư tiến sĩ bác sĩ Rudolf Werner, là giáo sư về Đại học Toronto, Canada, cùng với tất cả các vị giáo sư, các vị đồng ngành trong Hội Tim Mạch Việt Nam của chúng ta là tham gia trong hội này. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các báo cáo viên, và đặc biệt cảm ơn các quý đồng nghiệp đã bỏ thời gian quý báu cuối tuần để tham dự hội thảo dapagliflozin, bước cùng bệnh nhân tối ưu hóa điều trị suy tim. Chúng ta có thể dùng một tầng hệ khác là đồng hành cùng với bệnh nhân trong vấn đề tối ưu hóa điều trị suy tim. Và sau đây, để bắt đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng mời giáo sư tiến sĩ bác sĩ Rudolf Werner, một trong những nghiên cứu viên chính của rất nhiều các thử nghiệm quốc tế về vấn đề suy tim, sẽ trình bày bài báo cáo SGLT2 inhibitor, nền tảng mới trong điều trị suy tim. Chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư. Hello, ladies and gentlemen, welcome to this presentation entitled SGLT2 Inhibitors, a new standard of care in heart failure with a reduced ejection fraction. My greetings to all of you from Toronto, Canada. I hope you're doing well. I very much look forward to seeing all of you, hopefully this year or next year. Really happy to see that the COVID-19 pandemic is gradually getting better. I'm going to tell you a really wonderful story of SGLT2 inhibitors in the treatment of heart failure with a reduced ejection fraction. And I've had the great privilege of being involved in the heart failure trials of SGLT2 inhibitors, the DAPA-HF trial, the ongoing DELIVER trial, the EMPEROR reduced, EMPEROR preserved, and SOLOIST clinical trials. Now, I think you'll all agree that no matter where you live in the world, heart failure is a growing and recalcitrant problem. It shortens life, it's very costly, and the risk persists despite the best treatments that we have. You know, we have ACE inhibitors and ARNIs and beta blockers and MRA, and unfortunately, we tend to use them sort of sequentially as opposed to all together. And that's something that you're going to see has changed in the recent guidelines. But despite those therapies, heart failure with a reduced ejection fraction carries a poor prognosis, and therefore we need solutions to improve outcomes in this population. Now, I'm sure you're all aware of the SGLT2 inhibitor class of medications. These were drugs that were shown in people with diabetes to prevent heart failure. That's where the story really started. The question was, can they be
treatments for established heart failure. You know, the question specific was, can these drugs be used to treat prevalent heart failure rather than just prevent incident heart failure? And the second important question was whether SGLT2 inhibitors could be used in all comers with and without diabetes. And that is what we set out to evaluate in the first trial called DAPA-HF that I'm going to describe in great detail to you today. But I want to just give you the landscape of the trials that we have conducted. So the DAPA-HF trial was the first trial to report the effects of dapagliflozin or Farxiga in patients with heart failure and a reduced ejection fraction of less than 40%. That was followed by the EMPEROR reduced trial and the SOLOIST trials, which have evaluated ambulatory patients and in-hospital patients with SGLT2 and SGLT2, SGLT1 inhibitors. And these were done on top of standard of care. So the DAPA-HF trial, which we published in the New England Journal of Medicine on November 21st, 2019, is a landmark clinical trial that has changed guidelines and clinical practice throughout the world. And I'm delighted that in Vietnam, you actually have this medication now approved for the treatment of heart failure with a reduced ejection fraction. And I'm going to hopefully convince you by the end of today's presentation that this must be one of the foundational therapies that we all use in patients with heart failure and a reduced ejection fraction. So what did we do? We took, you know, about 5,000 patients, 4,744 patients with heart failure and a reduced ejection fraction. We treated them with standard of care, ACE inhibitors, beta blockers, MRA, and we treated them also in some cases with dapagliflozin or placebo. And as you can see, over a median follow-up that was just short of 2 years, that there was a 26% reduction in the primary outcome of CV death and heart failure hospitalizations, a highly statistically significant result, and a number needed to treat of only 21 in favor of dapagliflozin versus placebo. What was really important for all of you to note is that this is the trial that has also shown a significant reduction in cardiovascular death of 18% with a statistically significant result and a 30% reduction in worsening heart failure events. What is equally impressive is that there was a 17% reduction in death from any cause with dapagliflozin versus placebo. Now, was there any downside? And the question of volume depletion comes up. And I'm pleased to tell you that from a tolerability standpoint, there is no other heart failure therapy that we currently have that has the tolerability that is similar to dapagliflozin or an SGLT2 inhibitor. If you look at volume depletion side effects, there were no different. Volume depletion serious adverse events were no different, and volume depletion adverse events leading to treatment discontinuation were also not different between the two groups. The other question is, what about kidney safety, renal safety? And here, as you know, in heart failure with a reduced ejection fraction, we're often, struggling with therapies from a renal standpoint. But what we found here was really remarkable, that renal serious adverse events were cut in half with dapagliflozin. Serious acute kidney injury was also 50% lower with dapagliflozin, and doubling of serum creatinine was also markedly lower with dapagliflozin compared to placebo. So
essentially, we found a new therapy for HFrEF complementary to standard of care with no volume or renal related toxicity, if anything, better renal safety. Well, then we embarked on trying to answer the second question, and I was really honored to co-lead this analysis with Dr. Mark Petrie. And we published this result in JAMA, where we asked the question, did diabetes status matter or not? And what we found was incredible, that dapagliflozin's efficacy in heart failure with a reduced ejection fraction had absolutely no bearing on whether people had diabetes or not, whether their A1C was 5 or 7 or 9 or 12. It did not matter. The efficacy of dapagliflozin was entirely consistent across the spectrum of hemoglobin A1C. So now we have identified a new therapy for HFrEF that is equally effective in people with and without diabetes. There is no hypoglycemia in people without diabetes. In fact, in people with no diabetes, there is actually no difference in the hemoglobin A1C, and there is a mild reduction in hemoglobin A1C seen in people with diabetes. So oftentimes doctors wonder, you know, is this drug going to cause hypoglycemia in someone who does not have diabetes? And the answer to that question is absolutely not. Now, throughout the world, people are getting older, and therefore understanding whether this therapy is effective in elderly people is incredibly important. And that's what we did in the DAPA-HF trial. We showed that at any age, including people 70, 80, and even up to 90, that the efficacy was maintained in the entire cohort, even in elderly people. And most importantly, when you look at volume depletion side effects in people over the age of 75, there was no excess of volume depletion. What about renal side effects in people who were over the age of 75? Please notice very carefully that there was a 10-fold lower rate of renal side effects in people who were elderly and a 7-fold lower rate of doubling of serum creatinine. So the drugs or dapagliflozin is safe in people who are elderly. If anything, it is protective from a kidney standpoint, in addition to being protective from a heart failure standpoint. And I think this is a really transformative result for this group of patients. Now, having shown you this incredible data, the question is, what about quality of life? In heart failure, making people feel better is incredibly important. And what we found in the DAPA-HF trial was that very soon after treatment initiation, there was a significant improvement in the patient-reported KCCQ symptom score, such that a greater number of patients reported a 5, 10, or 15 point or greater improvement in their quality of life, yielding only an NNT of 14, 15, or 18, respectively. Now, for all of you as cardiologists or doctors taking care of heart failure, you may wonder, I already have other therapies. I have ACE inhibitors, I have beta blockers, I have MRA. Is this benefit of dapagliflozin really seen on top of background therapy or not? And we actually showed that very nicely in this sub-analysis, where we now have taken patients who are on an ACE inhibitor, beta blocker, and MRA,
triple combination, we actually see that the benefit of dapagliflozin is maintained. We even have people on RNA beta blocker and MRA, and the benefit is maintained. In fact, it doesn't matter, ladies and gentlemen, how and what patients are being treated with, the benefit is entirely complementary and in addition to the background therapy. Therefore, what I'm arguing for today is the addition of dapagliflozin in addition to any background therapy in patients with heart failure and a reduced ejection fraction. Men and women both derive equal benefit when it comes to dapagliflozin in HFrEF. This is an important observation given the fact that sometimes gender can make a difference, particularly in the context of HFpEF. We have another recent analysis, which we're really excited about, and it's the anemia analysis, which suggests that both people with and without anemia derive benefit, but dapagliflozin actually corrected anemia in a significant number of patients. And this is because it raises the hematocrit. And, you know, when we have patients with HFrEF who are anemic, this is yet another favorable outcome of this therapy. Now, how quickly is the benefit observed? And I was involved in this paper that we published in JAMA Cardiology just recently, where we show something really important. And I'd like to call your special attention to this, that when we focus on the first 100 days after treatment initiation, we found that by day 28, the p-value achieved statistical significance. In less than 1 month, dapagliflozin was able to demonstrate morbidity and mortality benefit. So there's no time to wait. This therapy needs to be included early on in the treatment of HFrEF. I'd like to also remind you that if you have patients that have had a prior heart failure hospitalization, let's say more than 12 months ago, or a heart failure hospitalization less than 12 months ago, they tend to derive a really marked benefit of dapagliflozin. You know, so everyone with heart failure and a reduced ejection fraction derives a benefit, but it seems that the hottest patients derive even a greater benefit of dapagliflozin in this regard. Now, many of you know that heart failure with a reduced ejection fraction can have different etiologies. It can be related to an ischemic etiology. It can be related to a non-ischemic etiology like a hypertensive cardiomyopathy. But irrespective of how the ejection fraction is reduced, irrespective of the etiology of HFrEF, there is a consistent benefit of dapagliflozin across these two endpoints. Therefore, the therapy can be used in all types of patients with HFrEF. Now, many of you are probably used to using mineralocorticoid receptor antagonists, which are really important medications in HFrEF. And what we have found is that when we use dapagliflozin in DAPA-HF along with an MRA, what do you worry about when you use an MRA? Well, you're worried about patients developing hyperkalemia. And in fact, when you add dapagliflozin to an MRA, the incidence of hyperkalemia is lower. The incidence of severe hyperkalemia of more than 6 millimole is also lower. And this is a really important attribute of dapagliflozin because it actually makes room, if I may, for the addition of an MRA without having to be concerned about, the risk of hyperkalemia.
Now, what about prevention of diabetes? And I'm really excited about this publication from the DAPA-HF that we published in Diabetes Care. And in this paper, we looked at people who did not have diabetes at baseline. You know, about 50% of people did not have diabetes. And what we found was that when we used dapagliflozin, there was a 32% lower incidence of diabetes. So there's a prevention signal of new diabetes in patients without diabetes at baseline. Can doctors use dapagliflozin in people who have new heart failure or patients who have really a long history of heart failure? Was the question that we addressed here in this paper in Circulation Heart Failure, where we demonstrate that the duration of heart failure, 0 or 1 year or 2 years or 5 years, does not matter. All types of patients with heart failure and a reduced ejection fraction derive benefit from this therapy. I also want to discuss with you the data on the kidney function. First and foremost, we found that for this outcome of doubling of serum creatinine, a very important measure of renal protection, in patients with HFrEF, dapagliflozin was associated with a 44% reduction in doubling of serum creatinine. Really, really profound result in favor of dapagliflozin. And you know that these drugs are renal protective. I want to remind you, we enrolled people down to a GFR of 30 mils per minute. And therefore, this therapy should be used all the way down to that GFR without any concern of acute kidney injury, and knowing that this therapy is profoundly renal protective. Patients down to a GFR of 30 derived a similar benefit of dapagliflozin for the primary outcome. In fact, those patients in the lower GFR range tended to have an even higher benefit. As you can see here, the hazard ratio was the lowest in that population. These are the sickest of the sick patients, and I urge you not to withhold dapagliflozin in such patients who can derive tremendous benefit from a heart failure and a renal point of view. Now, what about diuretic use over time? And again, we used to say stop diuretics, decrease the dose, and I don't say any of that anymore, because when we look at diuretic dose changes in DAPA-HF, we see the following. And that is that the vast majority of people really maintained the same dose of diuretic. There was a small reduction in furosemide equivalent doses that was statistically significant, but there was no prescription of decreasing furosemide when patients were randomized to treatment. So I encourage you that unless there is significant hemodynamic concerns or someone is overtly hypovolemic, that continuing with the doses of diuretic is important. Now, one of the most frequently asked questions is, what about sacubitril valsartan? And we have found that there was an entirely consistent benefit of dapagliflozin, even in those patients who were on an ARNI compared to those who were not on an ARNI. Now, we've also tried to evaluate the efficacy according to the left ventricular ejection fraction. And you can see here that if someone's EF is 40 or 30, or 20, or even less than 20, the benefit of dapagliflozin is seen consistently when assessed in a continuous fashion across the range of ejection fractions. So putting this all together, colleagues, what about just saying, is dapagliflozin effective across all levels of risk in patients with HFrEF? And for that, we have
address this using the MAGIC risk score. And what we have demonstrated is that there was an entirely consistent benefit of dapagliflozin in all patients across the MAGIC or the PREDICT heart failure risk scores. So based on these data, and I haven't shown you all of the data, the United States FDA extended the indication for dapagliflozin not only to type 2 diabetes, but now as a treatment for heart failure. And it was a treatment for heart failure to reduce the rates of CV death and heart failure in people with and without diabetes down to a GFR of 30 mils per minute. So this is a really, really important, rigorous, practice-changing and paradigm-shifting study for many reasons. It's a large trial, multi-center, multi-country. It has a persuasive p-value. It's internally consistent in all subgroups. It has a large effect size. It reduces mortality in HFrEF. It does that on top of excellent background therapy. It improves quality of life. The benefits are similar in people with and without diabetes. There's an approximately 50% reduction in acute kidney injury, and it is entirely safe. And based on that, Professor Braunwald and Professor Bhatt and I wrote, in Cell Metabolism, the DAPA-HF trial, a momentous victory in the war against heart failure, and echoed a new way of thinking about foundational therapy in heart failure with a reduced ejection fraction, moving away from a sequential approach, moving away from a vertical integration approach, moving towards a holistic horizontal integration pathway where all of these therapies are around the patient at the same time, as opposed to being incorporated sequentially, saying that the foundational pillars must include dapagliflozin with or without diabetes based on these criteria. Now, I was also involved in the sister trial called Emperor Reduced, which we published in the New England Journal of Medicine, and that demonstrated in a slightly more advanced group of patients with HFrEF, a reduction in the primary outcome with empagliflozin. And when you compare the two trials, they are very similar in terms of their primary outcome. However, in the DAPA-HF trial, where we show a significant reduction in CV death, in the Emperor Reduced trial, there was a numeric but not significant reduction in cardiovascular death. We then went on and did another trial called the Soloist Worsening Heart Failure trial. And in this trial, we enrolled patients in hospital and shortly after hospitalization. And we found that sotagliflozin, irrespective of ejection fraction in the context of worsening heart failure, reduced total events by 33%. So I would urge you that because sotagliflozin is not available, those of you who are seeing patients in hospital after someone has been stabilized, but prior to discharge, I would strongly recommend that you initiate dapagliflozin. And we are doing that now, that we are doing it really with a lot of comfort, that a patient comes in, is hospitalized for heart failure, is stabilized, and now prior to discharge, if the patient is de novo, we try to get them on all four medications. And if we can only get them on a few, an SGLT2 inhibitor has become one of our first therapies that we use in this population. So the journey of SGLT2 inhibitors and heart failure management has been really wonderful. It started with trials that really looked at diabetic patients and showed prevention of heart failure. And at the end, it is now shown that we can treat established heart failure in people
with and without diabetes. So it's been a serendipitous and wonderful journey. The Canadian guidelines were the first to say a new way to treat heart failure. These are standard therapies. You know, as they say, I love my children equally. An ACE inhibitor is no better than a beta blocker, is no better than an MRA, is no better than an SGLT2 inhibitor. They're all equal and they're all important and they're all complementary. And one does not come before the other. They all need to be integrated as quickly as possible in the management of patients with heart failure and a reduced ejection fraction. The European Society of Cardiology in 2021, ACE-ARB, beta blocker, MRA, SGLT2, you can see that there's no more vertical integration. It's one level playing field in this population. And when you look at the actual guidelines for HFrEF, dapagliflozin and empagliflozin are recommended in patients with HFrEF to reduce the risk of heart failure hospitalization and death with a class 1A recommendation. Now, those of you who are wondering whether comprehensive disease modifying therapies actually make a difference in HFrEF, that has been evaluated, and you can see that there is an overall survival benefit of about 6.5 years in patients who get the comprehensive therapy, including an SGLT2 inhibitor and an MRA. So a 55-year-old individual can live an additional 6.3 years by incorporating these therapies in a comprehensive fashion in HFrEF. So I really want you all to remember, you know, when I went to medical school, and I'm sure this applies to many of you too, we were taught start with an ACE inhibitor, you know, go to a beta blocker or start with a beta blocker, then up titrate, then add one, then go to the next. This kind of system is a recipe for failure. It does not allow for us to really aggressively intervene and try to restore and protect patients with HFrEF. We need to think about heart failure with reduced ejection fraction as being surrounded with different strategies that are complementary. It's like chemotherapy, complementary chemotherapy for heart failure, a RAS blocker, an SGLT2 inhibitor, an MRA, a beta blocker, neprilysin inhibitor, that are complementary in action. And the order in which the treatments are given should depend on the speed of onset and the size of benefit, and of course, on the tolerability. So I would argue, as Professor McMurray has said, why not use an SGLT2 inhibitor early or even as the first therapy in HFrEF? Just because it's the last trial to have reported does not mean that it has to be the last agent to be added. It could very well be one of the first therapies to be used in HFrEF. It's one dose, no dose titration required, 10 milligrams. It can and should be started in hospital or in the community. The benefit is seen really early. The tolerability is amazing. There's no effect on blood pressure, maybe a couple of points. It has a dominant benefit to preserve renal function. It does not increase potassium. If anything, it reduces potassium when added with an MRA. And therefore, this new approach of an expedited or an accelerated integration is what we are really hoping for. And one very clear message is that this pathway needs to be abolished. This sequential pathway is one that just promotes inertia and is not effective. I'm a big fan of the accelerated pathway in de novo patients with heart failure, beta blocker, SGLT2 inhibitor as initial
therapy, followed by an ACE/ARB and, you know, a neprilysin inhibitor, an MRA, as long as these treatments can be integrated very, very quickly. Get all the players on the table and try to achieve 4 drugs in 4 weeks. Are you up for the challenge? That's what we would like to see in patients with HFrEF. Now, just yesterday, we have published a paper in JACC/BTS talking a bit about how to integrate these 4 therapies in 4 weeks. And what we've said is that if you have a de novo patient with heart failure, you can initiate within 2 to 4 weeks all of these 4 therapies. If you have a patient who has acute heart failure, who's come to hospital, you want to initially stop the ACE and ARB, continue the beta blocker, and initiate in hospital an ARNI, an SGLT2 inhibitor, and at discharge, an MRA. And likewise, if someone has chronic heart failure, you should stop the ACE and ARB, initiate an ARNI and an SGLT2 inhibitor, continue the beta blocker, and add an MRA. And that is really the important approach in this regard. So, ladies and gentlemen, this has been a real wonderful journey for me, for our patients, for the field. It has been a serendipitous story of SGLT2 inhibitors in heart failure that started with a very unusual observation from trials like DECLARE and others that showed prevention of heart failure. We have rapidly accelerated the development of this agent in the treatment of HFrEF, even in people without diabetes. So with that, I would like to end. I wish you a wonderful meeting, and I would be delighted to answer any of your questions through email. Feel free to contact me, and I very much look forward to seeing you in person. Have a good day. Giáo sư tiến sĩ Rubol Verma về một cái bài phát biểu hết sức là thú vị, rất là rõ ràng. Vì bài này đã được dàn theo từng ý một và những cái thông điệp quan trọng nhất đã được đưa ra. Và cuối cùng là những cái lời khuyên với thông điệp đưa ra với những minh chứng của các cái thử nghiệm lâm sàng hết sức quan trọng mà chính giáo sư Verma đã tham gia. Và cuối cùng là những cái lời khuyên về cái việc sử dụng rất là sớm cái thuốc SGLT2 inhibitor này, đặc biệt là dapagliflozin. Chúng tôi rất thích thú khi được nghe những cái câu giống như là chính giáo sư Verma cũng là một cái fan hâm mộ cho một cái thuốc mới như thế này. Và chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ là nhiều thầy thuốc ở trong ngành y, đặc biệt là các thầy thuốc có tham gia điều trị trong chuyên khoa tim mạch, nhất là điều trị cái bệnh nhân suy tim, thì chắc là cũng phải có những cái cảm xúc giống như những fan hâm mộ giống như giáo sư Việt Nam. Vì chúng tôi xin nói rất là nhanh thôi, có lẽ chúng tôi cũng là nhân chứng cho sự xuất hiện của tất cả các loại thuốc trong điều trị suy tim, từ những loại thuốc rất xưa như là thuốc dioxin nhóm đó, cho tới các loại thuốc lợi tiểu, cho tới các loại thuốc nhóm mà tác dụng tới tác dụng tới cái co sợi cơ, rồi tới thuốc giãn mạch, rồi các cái nhóm thuốc ức chế men chuyển, vân vân, kể cả những cái thuốc rất là quan trọng như là thuốc chặn beta blocker, vân vân, thì thấy rằng là thuốc nào nó ban đầu ra nó cũng có rất nhiều các cái lợi ích và hứa hẹn, nhưng sau đó có rất nhiều những cái điểm trong hạn chế của nó, ví dụ như khả năng dùng trong các chuyện khác, khả năng dùng trong mọi giai đoạn của suy tim, khả năng điều trị trong suy tim cấp và vấn đề tương tác với các thuốc men khác ở người lớn tuổi, vân vân, và kể cả vấn đề thời gian đánh giá và những cái chuyện khác, thì cuối cùng nó đều có những hạn chế của nó và làm cho việc sử dụng các thuốc này trở nên rất khó. Tôi rất là đồng ý với những cái ý kiến cuối cùng của giáo sư, rất là
thích thú. Và chúng tôi cũng là những người thấy rằng đây có lẽ là một thần dược gì đó, một cái thứ thuốc mà người ta mong đợi, nó rất là tốt, rất dễ xài, không cần phải điều chỉnh một cách khó khăn, liều lượng. Và tất cả các tác dụng phụ, những cái tác dụng ảnh hưởng cho tới những chuyện khác, ví dụ ảnh hưởng tới huyết áp, ảnh hưởng tới nhịp tim, ảnh hưởng tới chuyện chuyển hóa mỡ, rồi có thể nó sẽ có những cái rối loạn và tương tác khác khó khăn, nó làm cho người thầy thuốc trở nên rất là khó, và việc theo dõi cũng trở thành rất khó. Chỉ có một số các bác sĩ có thể bắt đầu có thể theo dõi rất kỹ, và những cái tai nạn có thể xảy ra do vấn đề phạm vào những cái điều mà gọi là tương tác không tốt đó, nó làm cho các thầy thuốc khi điều trị suy tim có rất nhiều những ngần ngại. Nhưng nếu mà đúng như thuốc này và giống như giáo sư Verma đã nói, thì quả thật nó là một thần dược, là một cái điều như chúng tôi nói là cái câu chuyện kỳ lạ thần kỳ về một loại thuốc. Chúng tôi chờ đợi các ý kiến của các đồng nghiệp để hỏi giáo sư Verma. Câu hỏi thứ nhất là trên lâm sàng hay đánh giá triệu chứng của bệnh nhân suy tim qua phân độ của NIHA, New York Heart Association. Xin giáo sư chia sẻ sau bao nhiêu lâu sử dụng SGLT2 inhibitor có thể thấy được sự cải thiện phân độ NIHA trên bệnh nhân. Thì cái này trong bài cũng đã có nói, một trong đặc điểm rất quan trọng của đó là cái thời gian để đánh giá được cái này khá sớm, dưới một tháng. Nhưng mà đây thì đồng nghiệp hỏi, chúng tôi xin chuyển tải tới cái này cho tới giáo sư Verma là sự cải thiện phân độ NIHA trên bệnh nhân bao nhiêu lâu. Well, thank you for the question, and thanks for the opportunity to be at this program with you. The benefits of dapagliflozin to improve symptoms, NYHA class, are seen very early. Quality of life outcomes and improvement in NYHA class are seen as early as 4 to 6 weeks after treatment are initiated. As I've shown you in some of the data presented today, we see consistent benefits in DAPA-HF, in EMPEROR-reduced and EMPEROR-preserved, all supporting the fact that SGLT2 inhibitors work very, very rapidly to improve these outcomes. Rất là hay, đây là trên thực tế. Đây cũng có lẽ là những thầy thuốc và cũng đã bắt đầu thuộc chuyên khoa rồi, là ngoài vấn đề đánh giá hiệu quả khi dùng đó, ngoài cái thăm khám lâm sàng, hỏi bệnh nhân triệu chứng khó thở rồi mệt mỏi vân vân, thì các đồng nghiệp có hỏi thêm là có thể sử dụng các cận lâm sàng, tức là ý các đồng nghiệp này muốn dùng các cái yếu tố rất là khách quan nữa, hơn là việc đánh giá các triệu chứng cơ năng đó, hay chẩn đoán hình ảnh nào như là EF là đương nhiên là gọi độ dày thất trái, độ dày thất trái, hay là cái xét nghiệm marker đó là NT-proBNP để đánh giá thêm hiệu quả trong điều trị suy tim của thuốc này không? Và theo ý ông giáo sư Verna, nên khuyên chúng ta có thể làm cái gì đó nó vừa phải trong thực hành lâm sàng. Xin cảm ơn. Yeah, so actually no test is required in people with high NT-proBNP or low NT-proBNP. They derive the same benefit with dapagliflozin, and therefore no ongoing expensive biomarker testing is required to prove that the benefit is occurring. The benefit was seen irrespective of any baseline biomarkers, including troponin. Rất là cảm ơn. Và nếu đấy là một cái tin rất là tốt đó. Có lẽ đấy là một cái tin làm cho chúng ta có khả năng có thể mở rộng việc sử dụng cái thuốc này một cách mạnh dạn hơn, là việc ngoài theo dõi triệu chứng lâm sàng, tức là đánh giá tất cả lưu sướng đoàn thầy thuốc cần, chúng tôi xin nhắc và các anh chị đừng bỏ qua cái đó, thì những cái gì gọi là chúng ta cần hơi cao một chút xíu, có thể nói là hơi phiền phức một chút xíu, thì theo giáo sư Verma chúng ta không cần, vì các cái nghiên cứu nó đã cho phép chúng ta thấy rằng rất là tốt. Trong vòng 6 tháng chúng ta có thể đánh giá được là có thể cải thiện về NIHA. Chúng tôi cũng rất là hay chuyện này, và thấy rằng là, nhưng mà cái xét nghiệm về siêu âm tim thì chúng ta có thể làm, vì đấy là những xét nghiệm mà non-invasive và không có gì phiền, chúng ta bây giờ có thể làm nhiều, cho nên EF hay là độ dày hay là co bóp các thứ thì chúng ta có thể làm, còn những xét nghiệm như NT-proBNP hoặc cái gì cao hơn thì có lẽ không cần. Yes, for sure. Vâng, I think có that,
Vâng, đây là một câu hỏi rất là quan trọng, xin giáo sư Việt Nga trả lời giúp. Là rất thực tế, có nhiều bệnh nhân suy tim đang điều trị ngoại trú. Và có lẽ là ý đồng nghiệp này muốn là đang điều trị ngoại trú và nó stable, tình trạng là khá ổn định. Có thật sự cần thiết phải hiệu chỉnh thuốc cũ để phối hợp đủ 4 loại thuốc chính giống như giáo sư đưa ra không, cho bệnh nhân không? Và có hướng dẫn về thời gian nào là cần thiết để bệnh nhân cần được sử dụng đủ 4 thứ thuốc này không? Đây là câu hỏi rất hay. Người ta đã dùng đủ 3 thứ thuốc rồi, thì bây giờ có cần thiết phải đưa thêm vô không? Và như vậy thì đủ và cái thời gian mà cần thiết để sử dụng đủ cả 4 thứ là thời gian nào? Cứ thêm vô hay là chúng ta có thể chờ thêm vài tháng nữa nếu bây giờ mình diễn rất rất tốt? Và đấy là cái ý hỏi giáo sư Việt Nam. Ý này rất có ý nghĩa thực hành lâm sàng. Yeah, thank you. There is nothing like stable heart failure. So whether patients are in the outpatient setting or in hospital, patients who have heart failure with reduced and now with preserved ejection fraction, if they have symptoms, they should be treated with quadruple therapy. And that's what we found in the DAPA-HF trial. There is no need to wait for patients to decompensate or develop worsening heart failure. Patients who have a diagnosis of heart failure and are symptomatic should be treated with quadruple therapy. Rất là cảm ơn giáo sư Việt Nam. Theo tôi thì có thể nói thêm với các anh chị, có nghĩa rằng cái nhóm thuốc này đó, dapagliflozin hay là SGLT2 inhibitor, làm thứ thuốc nó có lợi kể cả những giai đoạn rất sớm của suy tim. Rất sớm của suy tim, chưa kể chúng ta nói tới vấn đề phòng ngừa tim phát nữa. Rất sớm, vì vậy cho nên là gần như tất cả các cái giai đoạn nào đó, nếu chúng ta có điều trị mà chưa đủ 4 thứ, có nghĩa là chưa có dapagliflozin, thì xin các anh chị cứ việc thêm vô, vì nó thêm vô cả trong giai đoạn 4 cũng được, giai đoạn 3 cũng được, giai đoạn 2, giai đoạn 1 cũng được. Miễn là nó phải có mặt ở trong 4 thứ thuốc đó, còn các thứ thuốc khác chúng ta điều chỉnh. Đây là một cái ý rất hay, chúng ta có thể kiểm nghiệm trong thực tế lâm sàng của chúng ta. Nhưng đây là một cái thông điệp rất là đáng kể. Xin cảm ơn giáo sư Việt Nam. Còn một câu hỏi nữa có lẽ cũng liên quan tới cái chuyện ổn định hay không ổn định. Là trên bệnh nhân suy tim đang dùng ổn định liều furosemide, thì khi dùng dapagliflozin có cần hiệu chỉnh lời liều lời tiểu không? Lẽ tất nhiên đây là những bệnh nhân, các anh chị cũng nhớ là những bệnh nhân này thuộc loại nhóm ướt, và có phù hay cái gì đó. Chúng ta mới dùng các điều trị lâu dài, trong đó có thuốc là tiểu quay là furosemide. Thì các đồng nghiệp hỏi là khi bệnh nhân có vẻ ổn định, đỡ phù, khỏe, trong đó có thuốc là tiểu là furosemide, thì khi dùng thêm cái dapagliflozin này có cần hiệu chỉnh liều lời tiểu hay không? Yeah, that's also a really important question. And the answer to that is not really. We found again in the DAPA-HF trial, as long as people are hemodynamically stable, there is no need to down titrate diuretics, actively. What we found is that over time, there was a reduction in the dose of Lasix required. But there is no requirement for you to cut the dose of diuretics. There's no excess in hypovolemia-related side effects. Đấy là một câu hỏi rất một cái câu trả lời rất là hay. Trên thực tế chúng ta thấy có furosemide đúng, có nhiều khi nó mới giải quyết được cái chuyện lợi tiểu cho bệnh nhân. Nhưng mà khi đã điều trị mãn tính rồi, các anh chị cũng có những loại liều, loại thuốc phối hợp furosemide với lại cái kháng androsterol, và khi làm như vậy. Vừa rồi trong bài nói cũng có nói tới cái thông điệp rất là hay là những loại thuốc giống như đối kháng androsterol đó lại là những thứ thuốc có rất có lợi khi chúng ta dùng thêm cái nhóm thuốc dapagliflozin hay là SGLT2 inhibitor, vì nó làm cho cái biến chứng mà thường thường tăng kali máu đó nó xảy ra ít hơn. Thì điều này là điều cũng rất là hay. Vâng, có câu hỏi thứ năm, chúng tôi không biết có phải cuối cùng không vì thời gian chúng ta không có. Xin giáo sư chia sẻ thêm, cái này trong bài nói có nói rồi, là thuốc điều trị suy tim có liều tối ưu. Các thuốc khác đó, thí dụ ức chế men chuyển, ức chế vân vân cũng có các liều tối ưu được khuyến cáo. Thì cái SGLT2 inhibitor có liều tối ưu hay liều bắt đầu không? Tức là bắt đầu gọi là start
và chúng ta dùng liều cao nhất, maximum dose, và cái liều bắt đầu có hay không có. Yeah, just xin one dose is the optimal dose. It's 10 milligrams of dapagliflozin. Chạy là các đồng nghiệp cũng hiểu người ta khởi đầu. Lẽ đương nhiên rằng những bệnh nhân nào mà gọi là hơi có nguy cơ nhiều vấn đề thì thường thường là có thể bắt đầu với nửa viên, nhưng mà đấy là đây nó ông cứ cho một viên 10 mg, ví dụ Foxiga tức là dapagliflozin, không cần, và cũng khi đã cho rồi thì cũng không cần phải gọi là tăng liều hoặc là theo dõi để tăng liều và dùng cái liều như vậy. Đấy chính là một cái lợi rất rất có quan trọng của thuốc này đấy, xin các đồng nghiệp. Bây giờ còn câu hỏi thứ 6 là khi hỏi giáo sư có ý nghĩa của giá trị pro-BNP, là nhân bây giờ chúng ta làm anti-pro-BNP nhiều hơn trong theo dõi điều trị suy tim. Điều trị suy tim chúng ta có cần đưa pro-BNP về bao nhiêu không? Vâng, cái này là hỏi về một cái cardiac marker là anti-pro-BNP hay là pro-BNP gần đây được nói rất nhiều. Xin giáo sư cho ý kiến về cái xét nghiệm sinh hóa để theo dõi về suy tim ạ. Yeah, so it's a great question. And when it comes to SGLT2 inhibitors, we don't really usually need to follow a target, as I just mentioned earlier. But when we're treating patients with heart failure, if we are able to get their NT-proBNP to levels that are less than 300 picograms per mil, that seems to be a reasonable level. If we can get them below 150, that would be even better. Lower is better, but it does not mean that we need to follow the efficacy of SGLT2 inhibitors with a NT-proBNP measurement. Xin cảm ơn giáo sư. Không biết còn câu hỏi nào không? Tôi số 7, tôi không thể nhảy. Nhân tiện đây chúng ta còn được vài phút. Thì có những câu hỏi mà khi chúng tôi làm những cái việc mà nói chuyện về các loại thuốc này và các hội thảo thì có một vài các cái ý có thể hỏi giáo sư luôn. Trong đó có một cái ý như này, phải nói rằng đây là một thứ thuốc giống như giáo sư nói là tuyệt vời, mấy câu chuyện rất là lạ lùng ở trong y khoa, là một thứ thuốc được phát hiện ra không phải mục đích ban đầu của nó là để điều trị suy tim, ban đầu của nó là để điều trị đái tháo đường. Nhưng mà trong cái giai đoạn để kiểm nghiệm những vai trò, những cái tác dụng an toàn hay không an toàn của các thuốc đái tháo đường mới phát hiện, là xem có an toàn về tim mạch hay không, trong các nghiên cứu COVD đó, Cardiovascular Outcome Trial, thì nó lại phát hiện ra là những thứ thuốc này không những là an toàn mà nó lại còn rất tốt cho suy tim, và đặc biệt là cho cả vấn đề ngăn cản sự tiến triển của suy thận nữa. Đấy là một điều mà chúng tôi trong thực hành, giáo sư thì cũng có nói rất là nhiều về vấn đề này. Và đối với chúng tôi trong thực hành lâm sàng, suy tim hình như chúng ta cũng có cái cách, nhiều cách để làm. Nhưng mà đối với suy thận tiến triển là rất khó, đặc biệt là bệnh nhân có đái tháo đường hoặc có bệnh lý về sơ vữa động mạch. Và điều đó nó làm cho chúng tôi thấy rằng là một thứ thuốc mà cái tác dụng của nó lợi quá lợi đâu. Tác dụng ở trên tim, tác dụng ở trên giảm cho thận, cái tác dụng làm giảm chất lượng thời gian phải nhập viện, số lần nhập viện, tăng cái chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, không tương tác với các thuốc khác, có thể dùng rất là an toàn, không gây ra hạ huyết áp thêm, mặc dù nó là thứ thuốc gần như cũng là một loại thuốc lợi tiểu, tại vì nó thải natri và đồng thời nhưng không gây ra hạ huyết áp, không gây ra đi tiểu nhiều ban đêm, không gây ra rối loạn đường, không có những cơn hạ huyết áp rất là phiền phức khi chúng ta dùng các thuốc lợi tiểu khác, dùng được có thể dùng với tất cả các thứ thuốc khác mà tương tác không có gì nghiêm trọng. Chúng ta có thể dùng ở những bệnh nhân lớn tuổi mà cũng không có cái gì ngại ngùng cả. Và sau đó thì có những hiệu quả đối với cả bệnh nguyên nữa, tức là cái bệnh nguyên dẫn tới suy tim cũng có tương tác rất là tốt. Phải nói rằng là quá tốt. Khởi đầu chúng ta cũng không cần phải dò liều từ 1/3 viên, 1/4 viên, nửa vân vân, dò lên như thế nào, và theo dõi cũng không cần rút xuống như thế nào. Một viên duy nhất, đấy là một điều hết sức là quan trọng. Và đồng thời cái quan trọng nhất là chúng ta thấy rằng là cái đối với chức năng thận và đối với tim. Thì chị hỏi giáo sư một câu, nó tốt quá nhiều như vậy thì luôn luôn người ta hỏi vậy nó có gì xấu không? Xin hỏi giáo sư là có gì xấu không? Tức là những side effect cả đáng kể cho bệnh nhân có gì không? Và điều đó nó có thể nó sẽ làm phải không? Như chúng tôi đã khi làm thì không thấy những chuyện hạ huyết áp đúng, rối loạn đường không có, rối loạn chuyển hóa khác không có, những cái phiền phức của bệnh nhân không có,
Nhưng mà có cái vấn đề gọi là nhiễm trùng đường tiểu thì ở một số bệnh nhân nam giới họ than phiền với tỷ lệ như chúng tôi thấy cũng không phải là ít. Ở Việt Nam chưa có thống kê nhưng cỡ nó cũng khoảng độ mười mấy phần trăm. Và mình người bệnh nhân rất là đau buốt rát giống như cái kiểu bị viêm bao quy đầu hoặc là viêm niệu quản ngoài. Giáo sư có cái ý kiến gì nói về vấn đề này không? So urinary tract infection does not seem to occur with SGLT2 inhibitors, but genital tract infections do occur. Genital mycotic infections are common. They're seen in about 1-2% of people who are treated, and that may be one of the minor limitations of SGLT2 inhibitors. The other limitation, of course, is the risk of diabetic ketoacidosis, but that too is only seen in people rarely and can be avoided by not using the therapy in people with type 1 diabetes and by avoiding to use the therapy on sick days when people are having major surgery or are unwell because of another illness. But outside of that, you are absolutely right. This is a formidable therapy, a therapy that has really delivered for cardiovascular outcomes and heart failure outcomes and renal outcomes in people with and without diabetes, and in prevention and the treatment of heart failure with a reduced and a preserved ejection fraction. Đây còn có một cái câu hỏi cuối đưa lên hơi muộn màng nhưng mà thôi chúng ta cũng vẫn phải làm. Xin hỏi giáo sư về thang điểm KCCQ hay được dùng trong các nghiên cứu để đánh giá cải thiện triệu chứng của bệnh nhân suy tim. Tuy nhiên thì thực tế KCCQ khó ứng dụng trong điều trị hàng ngày. Thì xin giáo sư chia sẻ thêm về kinh nghiệm đánh giá cải thiện triệu chứng chất lượng cuộc sống của bệnh nhân suy tim. Xin đồng nghiệp này hỏi là muốn xem dùng thang điểm nào. Thế mà trên thực tế thì trong thực hành chúng tôi thấy không có quá nhiều các đồng nghiệp sử dụng thang điểm để đánh giá đâu. Các thang điểm đó nó xảy ra trong đầu của các anh chị chứ còn nhiều khi không tính. Nhưng mà tôi cứ hỏi giáo sư cái câu cuối. Đây là cái câu, the last question. Yeah, you're absolutely right. It is hard to calculate a KCCQ score at each and every visit. So quite frankly, it is simple questions about, sort of social functioning, about symptoms, how are your symptoms of heart failure? How is your level of shortness of breath? What is your level of activity and mobility? What is your NYHA class, if I may? How many stairs can you climb? Can you sleep well at night? Can you sleep without any pillows? Do you feel that you're less congested and less short of breath? And is your overall, social functioning improving? Is your mobility improving? Those are all components of KCCQ that look at symptom severity, and also social functioning. And if you can try to gauge that, you can get a pretty good sense that these drugs are improving all of those measures of patient-reported quality of life. Xin rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Ruben Verma. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn giáo sư Ruben Verma vì cái bài nói chuyện rất hay. Và chúng đề nghị dịch cho giáo sư Ruben là chúng tôi rất là thích thú cái cách diễn giải như vậy. Cách diễn giải rất thực hành là đặt ra những keynote và những key message và dùng các cái kết quả nghiên cứu để mà minh họa chứ không có đưa vô những cái số liệu của các cái thử nghiệm lâm sàng với các cái số liệu thống kê rất là khó hiểu. Và vì vậy cho nên nó rất có ý nghĩa thực hành, rất dễ để cho người ta nắm vững. Và những câu kết luận cho thấy rằng đây là một thứ thuốc rất là tuyệt vời. Liều lượng và tác dụng của nó rất là đơn giản, không cần tăng, không cần giảm. Liều bắt đầu cũng rất là dễ, có thể trong bệnh viện, có thể ngoài bệnh viện. Đang dùng tốt rồi, chúng ta cứ việc thêm vào nếu thiếu. Và cái thời gian đánh giá tác dụng khoảng trong vòng dưới một tháng chúng ta có thể đánh giá được rồi. Dung nạp thì là tuyệt vời với tất cả thứ thuốc khác quan trọng mà thường bệnh nhân dùng 5-6 thứ thuốc khác khi có các bệnh lý đồng phát, comorbidity khác có thể không ảnh hưởng gì cả. Ví dụ như huyết áp, chức năng thận hoặc là đường huyết, đặc biệt là vấn đề chức năng thận thì rất là tốt.
vừa cuối cùng thì do những bệnh nhân lớn tuổi, chúng tôi cũng rất là để ý tới chuyện này. Duy chỉ có những vấn đề mà chúng ta sau này có dịp thảo luận với giáo sư hoặc là giáo sư sang Việt Nam sẽ hiểu rằng cái cách mà chúng ta điều trị cũng như là vấn đề cost benefit khi thêm vô nó cũng là một cái phần rất là quan trọng, tiền bạc, bảo hiểm y tế, insurance, vân vân, tất cả những chuyện đó. Thì khi có guideline chúng ta cũng có thể làm tốt để cho thuốc men này nhanh chóng và theo tiêu bác sĩ cho ngay đi, không có, vì nó có tác dụng từ giai đoạn rất sớm cho đến giai đoạn cuối. Nếu chưa có chúng ta cứ nên cho, còn nếu có rồi chúng ta cho là chuyện đương nhiên, nếu không thì đấy là những thiếu sót rất là quan trọng. Lần nữa xin cảm ơn và nói hết sức ý nghĩa lâm sàng của giáo sư Dubon Verma. Xin chúc sức khỏe của giáo sư và thắng lợi, rất mong rằng nhiều của hội thảo khác gặp và chúng ta cũng rất mong được gặp đón tiếp giáo sư ở Việt Nam. Xin cảm ơn một lần nữa. Vâng, đấy là cái phần của thank you. Okay. Bye bye. Đấy là cái phần nói của giáo sư nước ngoài. Bây giờ chúng ta theo thời gian chúng ta sẽ chuyển sang cái phần là cái những cái phần tham luận lâm sàng các chuyên gia Việt Nam sau khi chúng ta nghe một chuyên gia, một cái người chính cái người tham gia vô các cái nghiên cứu đó, tức là chính những người nghiên cứu viên đó chia sẻ cho chúng ta, thì bây giờ chúng ta thấy như thế nào. Chúng tôi đã mời được rất nhiều các chuyên gia lâm sàng của Việt Nam và chúng ta xin bắt đầu cái phần chia sẻ của các chuyên gia lâm sàng Việt Nam. Vâng. Vâng, kính thưa tất cả các quý đồng nghiệp, tất cả các quý vị đại biểu tham gia cái buổi hội thảo với chủ đề là dapagliflozin, bước cùng bệnh nhân trong tối ưu hóa điều trị suy tim. Như vậy là hội thảo của chúng ta đang đề cập tới một vấn đề hết sức quan trọng, đó là vấn đề điều trị suy tim, một trong những cái bước cùng của cả con đường vòng xoắn bệnh lý từ rất nhiều các bệnh lý, và cuối cùng tới dẫn tới suy giảm chức năng của tim và bệnh nhân tử vong vì suy tim nặng lên và tới giai đoạn cuối. Chúng ta đã có những hy vọng bởi việc sự xuất hiện những thứ thuốc mới với các kết quả nghiên cứu rất là hay. Và hôm nay chúng ta thấy cái tên dapagliflozin và chúng ta sẽ cùng với nhau xem xét lại hết tất cả cái vai trò của dapagliflozin trong tất cả các giai đoạn của điều trị suy tim và làm thế nào để tối ưu hóa việc điều trị suy tim. Sau cái bài của giáo sư Dubon Verma ở Toronto University, chúng tôi thấy chúng ta đã có rất nhiều các thông tin bổ ích. Và như vậy thì chúng ta chuyển sang cái phần được gọi là phần thảo luận và các thảo luận, các ca lâm sàng của phía chúng ta. Đây là một việc rất rất là cần thiết để cho chúng ta hiểu được là chúng ta trong hoàn cảnh và bệnh lý của Việt Nam của chúng ta thì chúng ta nên áp dụng tất cả các thành quả nghiên cứu này như thế nào, làm thế nào cho thật tốt. Đầu tiên chúng tôi xin mở đầu là chúng ta có tất cả 4 bảng báo cáo đề cập tới 4 các cái tình huống rất khác nhau và rất là thường ở trong suy tim. Đó là vấn đề điều trị suy tim và trong giai đoạn bệnh nhân nằm bệnh viện. Khi nằm bệnh viện chúng ta điều chỉnh tất cả các cái trải qua giai đoạn khó khăn, nặng và cuối cùng chúng ta điều chỉnh một cái chế độ điều trị lâu dài cho bệnh nhân. Đó là đối với việc điều trị bệnh nhân lúc sắp xuất viện. Điều này rất quan trọng. Chúng tôi nghĩ rằng là để có được một cái kết quả tốt thì cái việc mà điều chỉnh liều lượng thuốc, chọn lựa các cái thuốc cho trước khi bệnh nhân xuất viện. Mặc dù cũng không phải là chúng ta đã chữa hết được toàn bộ, nhưng đây cũng là một việc hết sức quan trọng. Vì trong hoàn cảnh nằm bệnh viện, chúng ta có đầy đủ phương tiện từ theo dõi lâm sàng cho tới các cái xét nghiệm, cho tới cái việc chúng ta thay đổi thuốc và theo dõi tất cả các cái đáp ứng cũng như tất cả các tác dụng phụ của các thuốc một cách rất chắc chắn vì nó nằm trong tầm tay của chúng ta trong bệnh viện. Sau đó thì chúng ta có những cái tình huống khác nữa đã được thảo luận. Đó là cái tình huống là khi bắt đầu sử dụng các cái thứ thuốc, đặc biệt là cái thứ thuốc nhóm SGLT2 inhibitor là dapagliflozin này trong hoàn cảnh khi chúng ta thấy rằng bây giờ đã được sự khuyến cáo dùng rất sớm. Và khi sớm như vậy, khi bệnh nhân đang còn trong giai đoạn mà chúng ta cần phải dùng tới các loại thuốc lợi tiểu, đường trích, ví dụ như furosemide, v.v. thì chúng ta có những điều gì chúng ta cần phải quan tâm và kinh nghiệm là như thế nào. Đó là những điều rất hay. Còn chờ ngược lại, vấn đề sớm nữa
là nếu chúng ta bắt đầu áp dụng các phương pháp điều trị, trong đó có cái SGLT2 inhibitor này, dapagliflozin này, thì đối với bệnh nhân mới bắt đầu điều trị suy tim, chúng ta có thể dùng sớm được hay không? Chúng ta có thể dùng ngay trong ngay cái bước 1 đầu tiên hay không? Và trong cái bước 1 có 4 cái thuốc lúc chính đó, thì các thuốc này có thể được dùng không? Và chúng ta phải cần thận trọng những cái gì? Đó là vấn đề khởi động hay là ở những bệnh nhân mới suy tim. Và cuối cùng, trong những hoàn cảnh mà chúng ta biết trong suy tim, thì cái chuyện mà những bệnh phối hợp hoặc là những bệnh kèm theo, những bệnh đồng mắc hoặc là cái tình trạng nó biến chứng do suy tim đã lâu ngày, đó chính là vấn đề suy thận. Một trong những yếu tố nó làm cho các cái tiên lượng của suy tim trở nên rất là nặng. Và như vậy, khi suy tim mà có thêm nữa dấu loạn chức năng của tâm thượng của thận, thì cái vai trò của các thứ thuốc ở nhóm SGLT2 inhibitor này, đặc biệt dapagliflozin, hiểu như thế nào, dùng như thế nào, cẩn thận những cái điều gì và chúng ta theo dõi những điều gì, cũng đó là những phần chúng ta nằm trong cái phần được gọi là chúng ta cùng thảo luận với nhau trong hoàn cảnh áp dụng những kiến thức rất mới, những kết quả nghiên cứu gọi là nghiên cứu RCT cũng như là các kết quả ban đầu rất là rộng rãi của các cái kết quả trong đời thực đã đem lại từ rất nhiều các cái guideline trên thế giới đã được đưa về chúng ta như thế nào. Chúng tôi xin rất là hoan nghênh tất cả các quý vị đại biểu cũng như các quý đồng nghiệp đã dự hội thảo ngày hôm nay, và chúng ta xin mở đầu cái phần thảo luận cũng như là phần trình bày của về phía chúng ta trong hoàn cảnh Việt Nam bằng cách trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, là Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch Học Việt Nam và hiện tại đang là Viện trưởng Viện Tim Mạch Học Quốc gia, sẽ trình bày về chia sẻ các ca lâm sàng ở những bệnh nhân suy tim ổn định mà chuẩn bị sắp xuất viện. Xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng. Vâng, xin rất là cảm ơn lời giới thiệu của Giáo sư Đặng Vạn Phước, kính thư Giáo sư Đặng Vạn Phước, chủ tọa đoàn cũng như các thầy cô trong chủ tọa đoàn ngày hôm nay. Thì sau khi chúng ta đã được nghe cái phần báo cáo hết sức là cập nhật và chi tiết của Giáo sư Verma, thì chúng tôi xin phép là được chia sẻ về một cái khía cạnh mà chúng ta trong thực hành lâm sàng, cái trả lời câu hỏi của chúng ta là khi bệnh nhân nhập viện phải điều trị nội trú, sắp xuất viện thì làm sao để chúng ta tối ưu hóa các thuốc trụ cột cho bệnh nhân? Tại sao vậy? Chúng ta phải làm như vậy và chúng ta làm như thế nào để chúng ta đạt được cái hiệu quả tốt nhất? Thì như chúng ta đã biết, đối với điều trị suy tim ngay trong khuyến cáo của ESC với 3 mục đích chính. Một là đương nhiên là muốn làm giảm tử vong để kéo dài đời sống bệnh nhân hơn. Nhưng một cái mục tiêu cực kỳ quan trọng đấy là làm sao để bệnh nhân ít phải nhập viện hơn. Và cái mục tiêu số 3 thì là cải thiện cái chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Trong đó cái mục tiêu để bệnh nhân không phải tái nhập viện một cách gọi là bất ngờ, một cách phải bị nhiều lần nhất. Thì đấy là một trong những một mục tiêu được các tác giả đưa ra hết sức là quan trọng, nhấn mạnh đối với điều trị bệnh nhân suy tim. Đây là một cái slide cũng khá là kinh điển cho chúng ta thấy rằng là đối với bệnh nhân suy tim thì cái việc mà bệnh nhân cứ phải nhập viện đi, nhập viện lại, đấy chính là một cái chỉ dấu rất quan trọng để liên quan tới cái kết cục cuối cùng của bệnh nhân, đấy chính là tử vong. Bởi vì sau mỗi lần nhập viện thì bệnh nhân suy tim lại càng tiến gần đến tử vong. Và người ta cũng thấy rằng là ngay trong cái tháng đầu tiên, đấy chính là cái tháng mà cái tỷ lệ tử vong hoặc là tỷ lệ tái nhập viện ở những cái bệnh nhân suy tim phải nằm viện điều trị là chiếm một cái tỷ lệ cao nhất. Do đó cho nên là cái mục tiêu của chúng ta vô cùng quan trọng là làm sao chúng ta thấu hiểu được vấn đề này và chúng ta phải can thiệp cũng như là chúng ta có thái độ tích cực đối với những bệnh nhân ngay trong tháng đầu tiên, hay nói cách khác là ngay khi bệnh nhân còn đang nhập viện. Đây là một nghiên cứu cho chúng ta thấy rằng trong một cái nghiên cứu quan sát, nghiên cứu tại 21 quốc gia ở châu Âu và Địa Trung Hải, bao gồm 12.440 bệnh nhân trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2013, thì chúng ta thấy rằng là gì? Cái những thay đổi thuốc, nghĩa là cái thái độ của bác sĩ mà chúng ta điều chỉnh các thuốc thì thường chỉ xảy ra trong thời gian nằm viện. Đối với 5.039 bệnh nhân nội trú thì chúng ta thấy là trước khi nhập viện đây, trong lúc nhập viện là cái màu hồng nhạt hơn một chút và một năm sau là cái màu hồng rất là nhạt đây, thì chúng ta thấy rằng là gì? Đa số cái việc mà chúng ta điều chỉnh các cái thuốc từ như là các thuốc
ARB hoặc là ức chế men chuyển hoặc các thuốc chặn beta giao cảm, thuốc kháng thụ thể mineralocorticoid vân vân, kể cả lợi tiểu thì thường là người ta điều chỉnh trong cái giai đoạn bệnh nhân nằm viện nội trú sắp xuất viện. Còn ngay cả khi đối với những cái bệnh nhân ngoại trú thì cái lần khám đầu tiên cái điều chỉnh cho thuốc đấy cũng chính là cái cột mốc để chúng ta đánh giá là thường người ta xảy ra ở cái giai đoạn đó. Còn sau đó thì rất những cái điều chỉnh nó xảy ra là rất được ít. Để nói cái khác là cái việc của chúng ta tối ưu và cái việc mà thái độ của người thầy thuốc trong cái thời gian bệnh nhân nằm viện đóng vai trò hết sức quan trọng để chúng ta quyết định cái bệnh nhân có chế độ thuốc như thế nào và bệnh nhân có đạt được những cái mục tiêu của chúng ta mong muốn hay không. Và người ta cũng thấy rằng là khi bệnh nhân sắp xuất viện thì là một cái thời điểm, nếu chúng ta không có nói là một cái gọi là giờ vàng, thời điểm vàng để chúng ta khởi trị các thuốc điều trị suy tim nền tảng. Đây là một nghiên cứu cho thấy, ví dụ đối với trẻ beta giao cảm, theo dõi sau 60 đến 90 ngày, nếu trong ngay trong cái lúc mà chúng ta đã khởi trị được ở trong viện thì sau đó thì cái tỷ lệ bệnh nhân được dùng sẽ rất cao. Còn nếu là ngay sau khi bệnh nhân trước khi xuất viện chúng ta đã không cho khởi trị trẻ beta giao cảm thì nó chỉ đạt được 30% so với 93% sau từ 60 đến 90 ngày. Đặc biệt là một số thuốc mà bây giờ chúng ta gọi là nền tảng trụ cột trong điều trị suy tim, ví dụ như acne hoặc là ức chế thụ thể mineralocorticoid, thì chúng ta thấy rằng là nếu ngay sau khi ra viện mà chúng ta đã có được một cái thái độ cũng như chúng ta đã có được một cái sự ý chí của người thầy thuốc đánh giá bệnh nhân, chúng ta cho cái thuốc đó điều trị, so với khi ra viện chúng ta không cho điều trị thì chúng ta đã làm tăng 75% khả năng bệnh nhân đã được điều trị trong vòng 12 tháng. Hay nói cách khác, ngược lại, nếu chúng ta không cho trong cái thời điểm bệnh nhân trước khi ra viện thì chúng ta đã làm mất đi 75% cơ hội của bệnh nhân trong vòng 12 tháng sau đó được điều trị. Mà chúng ta biết được là những các cái thuốc, ví dụ như các thuốc acne, thuốc ức chế thụ thể SGLT2, mấy những nghiên cứu gần đây thì nó xuất hiện được cái lợi ích rất sớm và nó kéo dài. Do vậy cho nên là trong đặc biệt là trong cái tháng đầu tiên, nếu chúng ta không cho được cho bệnh nhân thì như vậy là chúng ta đã tước đi cái cơ hội 75% của bệnh nhân được hưởng lợi từ những các cái thuốc này. Và năm 2021 thì chúng ta biết được cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu ra đời và khuyến cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam chúng tôi cũng đã họp xong, đang phát hành trên mạng và đang in và đã cũng sẽ đến tay các bạn trong thời gian rất sớm. Thì khuyến cáo này có một cái điều rất là đặc biệt và cũng là thay đổi so với trước đây, đó là nhấn mạnh cái việc là đánh giá bệnh nhân suy tim thì phải được đánh giá hết sức đầy đủ các dấu hiệu, ví dụ sung huyết trước khi xuất viện, và chúng ta phải tối ưu hóa các thuốc uống, và đặc biệt là người ta khuyến cáo điều trị bằng các thuốc đã bằng chứng được đường uống trước khi xuất viện. Chúng ta nhớ lại và chúng ta vừa nghe được báo cáo của giáo sư Verma thì thấy là 4 trụ cột chính đã được đưa vào trong khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu. Và thời sự nhất là cách đây 2 hôm thì Hội Tim Mạch học Hoa Kỳ và trường môn Tim Mạch học Hoa Kỳ cũng đưa ra cái khuyến cáo về điều trị suy tim mới nhất, cũng không khác gì so với của châu Âu, với cái 4 trụ cột chính đó là các cái thuốc ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc acne, thứ hai là chặn beta giao cảm, thứ ba là thuốc kháng thụ thể mineralocorticoid và thứ tư là ức chế SGLT2, thụ thể SGLT2 thì chúng ta biết. Còn ngoài ra bệnh nhân mà có ứ huyết, sung huyết thì chúng ta cần phải cho lợi tiểu. Thì cái khuyến cáo này nói rất rõ là cố gắng cho bằng được các cái thuốc này trước khi bệnh nhân xuất viện với mức chỉ định là loại 1. Và đặc biệt ở đây cũng đưa ra một cái chỉ số để cho chúng ta khám khá là sớm là tất cả những bệnh nhân sau khi xuất viện vì suy tim phải trong vòng 1 đến 2 tuần phải được hẹn khám lại để đánh giá tiếp tục các dấu hiệu sung huyết, các dung nạp thuốc. Chúng ta bắt đầu hoặc chúng ta chỉnh liều các cái thuốc trong cái khuyến cáo mà các cái thuốc có bằng chứng, hay chúng ta thường nói nôm na là các cái tứ trụ để chúng ta quyết định là bệnh nhân này đã được điều trị đầy đủ các cái thuốc đó hay không. Nếu trong cái lúc thời gian trước khi ra viện mà vì một lý do nào đó chúng ta chưa thể cho được các cái thuốc trong tứ trụ đó thì chúng ta cũng phải đánh giá lại sớm để chúng ta cho được đầy đủ để bệnh nhân được hưởng lợi tốt nhất. Và những cái nghiên cứu gần đây đã cho thấy rằng là đối với những cái bệnh nhân được điều trị đầy đủ tứ trụ các thuốc đó thì là mang lại lợi ích tốt nhất so với tất cả những cái bệnh nhân mà chỉ được điều trị 1-2 thứ thuốc đó hoặc không được điều trị thứ nào, thì chúng ta thấy rằng là càng được điều trị đầy đủ càng tốt. Tuy nhiên trong thực hành, đối với những cái bệnh nhân phải nhập viện điều trị nội trú vì một cái đợt cấp của suy tim hoặc một đợt mất bù của suy tim thì không phải trường hợp nào chúng ta cũng dễ dàng cho được các cái thuốc trong tứ trụ. Cho nên ví dụ có tới 30% bệnh nhân nhập viện đến khi ra viện chúng ta cũng chưa chắc đã giải quyết được cái tình trạng sung huyết của bệnh nhân, thì cái chuyện ở cho chặn beta giao cảm khá là thách thức,
hoặc là bệnh nhân đã có những cái dấu hiệu của huyết áp thấp thì cái việc mà chúng ta cho ức chế men chuyển hoặc là acne cũng là một cái thách thức, chưa phải là có thể chúng ta đã cho được ngay. Tuy nhiên, khuyến cáo này cũng nói rất rõ là các cái thuốc ức chế thụ thể mineralocorticoid hoặc là thuốc ức chế thụ thể SGLT2 nên được cho sớm, bởi vì hai thuốc này người ta nhận rằng là khá là an toàn ở những cái bệnh nhân trong cái thời gian trước khi ra viện, ngay cả khi bệnh nhân vẫn còn đâu đó một chút các cái sung huyết mà chúng ta chưa thể ngày một, ngày hai chúng ta giải quyết được ngay. Để chúng ta thấy nó rõ, và kể cả khi bệnh nhân còn huyết áp gọi là không được cao lắm như chúng ta mong muốn. Và đấy là những cái dẫn nhập để chúng tôi giới thiệu một ca lâm sàng thực tế về viện chúng tôi. Đây là một bệnh nhân nam giới, 75 tuổi, tiền sử suy tim, tăng huyết áp, vào viện vì khó thở, phù hai chi dưới. Cái lúc vào viện đây thì huyết áp cũng la đà khoảng 100/70 mét thủy ngân. Tim thì không đều, có ngoại tâm thu, phổi thì thông khí giảm hai đáy, có ran ẩm hai bên, gan nách không to. Cái mức lọc cầu thận là 62 và đặc biệt là cái NT-proBNP rất là cao. Điện tâm đồ thì có ngoại tâm thu thất và có hình ảnh của bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ. X-quang thì suy tim, sung huyết, bóng tim to và dịch màng phổi hai bên. Siêu âm tim thì có giảm vận động khá đồng đều các thành tim với mức độ EF là 38%. Bệnh nhân sau đó được điều trị nội khoa tối ưu và có chỉ định chụp động mạch vành. Thì trường hợp này thì thấy sơ vữa nhẹ lan tỏa động mạch vành nhưng không hẹp đáng kể để phải can thiệp. Chẩn đoán là đợt cấp của suy tim mạn trên bệnh nhân tăng huyết áp đã không được điều trị một cách đầy đủ trước đây. Thì cái diễn biến của bệnh nhân này trong thời gian nằm viện thì ngay lúc đầu chúng tôi đánh giá đây là một đợt suy tim mất bù và đã cho điều trị bằng thuốc lợi tiểu đường tĩnh mạch, có bù kali, có cho một chút ức chế men chuyển, thở oxy vân vân. Sau đó diễn biến của bệnh nhân dần dần sau 7 ngày thì có đỡ khó thở hơn, huyết động tương đối ổn định, bệnh nhân tiểu được khoảng 1,5 lít, phổi có đỡ ran, siêu âm có đỡ tràn dịch màng phổi và NT-proBNP có xu hướng giảm. Chúng tôi tiếp tục bắt đầu bằng các cái thuốc khởi trị của những cái thuốc trong tứ trụ cho bệnh nhân thêm một cái thuốc ức chế SGLT2 là dapagliflozin 10mg trong một ngày, cho thuốc acne với cái liều khá là thấp, ở đây là 50mg ngày chia hai lần sau khi đã dừng cái thuốc ức chế men chuyển là pirenoprim, và furosemide đã chuyển sang đường uống 40mg một ngày, một cái spironolactone 25mg ngày, một thuốc ức chế mineralocorticoid. Và sau khi điều trị 14 ngày trong viện thì triệu chứng đã được cải thiện và được xuất viện sau 14 ngày điều trị. Cái đơn thuốc ra viện về cơ bản cũng giống như cái đơn thuốc mà còn giai đoạn sau 7 ngày mà chúng tôi đã cho trong viện, bao gồm một cái ức chế SGLT2, dapagliflozin, acne, cái lợi tiểu đường uống, thuốc kháng mineralocorticoid, spironolactone và một cái chẹn beta giao cảm bắt đầu được cho khi bệnh nhân ra viện với một cái liều rất thấp, liều khởi đầu rất thấp là 12,5mg. Thì câu hỏi của chúng tôi muốn xin ý kiến của các thầy cũng như các quan cố vấn và các bạn là khi nào thì bệnh nhân có thể sử dụng được SGLT2 và cần đánh giá tình trạng lâm sàng bệnh nhân như thế nào để chúng ta khởi trị. Câu hỏi thứ hai là chúng ta nên theo dõi như thế nào các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng khi chúng ta bắt đầu có ý định cũng như là chúng ta bắt đầu chúng ta sử dụng cái thuốc ức chế thụ thể SGLT2. Và xin cảm ơn các bạn và xin nhường lời lại cho chủ tọa đoàn giáo sư Đặng Vạn Phước ạ. Xin rất là cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng đã có một cái phần trình bày những cái ý quan trọng nhất liên quan tới vấn đề sử dụng thuốc SGLT2 inhibitor, đặc biệt đối với lại các cái trường hợp mà tiền gọi là chuẩn bị khi cho bệnh nhân sắp xuất viện. Như chúng ta đã nói rằng là cái này chúng tôi rất ủng hộ, là vì nếu bệnh nhân chưa có cái thuốc này thì cái việc mà chúng ta điều chỉnh thuốc, quyết định thuốc cũng giống y như vậy đó, là đối với bệnh nhân nằm viện sau khi giải quyết giai đoạn cấp cứu rồi, nó ổn rồi, bệnh nhân đỡ, không còn có đó, thì cái nhiệm vụ của người thầy thuốc và chúng tôi cũng là những người làm ở trong các bệnh phòng và thấy rằng đây là một việc hết sức quan trọng. Chúng ta phải vừa tích cực, tại vì kéo dài chừng nào thì bệnh nhân nằm lâu, giá tiền nằm rất là lâu và cũng kéo dài. Nhưng mà cũng cần phải rất nhanh chóng chúng ta điều chỉnh lại một cái chế độ thuốc, có nghĩa chúng ta tìm một cái chế độ thuốc để cho bệnh nhân tiếp tục điều trị ngoại trú về sau này. Và việc điều chỉnh đó như chúng tôi nói ban đầu hết sức tốt, là vì chúng ta có trong tay một bệnh nhân nằm ở trong bệnh viện, chúng ta khám hàng ngày, chúng ta có các thầy lớn, chúng ta có sinh viên, chúng ta có các bác sĩ nội trú theo dõi, chúng ta có đầy đủ tất cả các xét nghiệm trong tay.
Đó, từ xét nghiệm về chức năng, về điện tâm đồ, siêu âm tim, hình ảnh X quang và thậm chí có thể có cả chuyện chụp động mạch vành và các xét nghiệm về sinh hóa, mỡ trong máu, đường, tất cả thứ albumin đều. Tất cả cái chuyện đó nó giúp cho chúng ta thấy rằng việc xét đoán tới những thứ thuốc nào phù hợp là hết sức chắc chắn. Và điều quan trọng khi chúng ta thay đổi, điều này chúng tôi xin nhấn mạnh với các đồng nghiệp là không có gì tốt bằng khi chúng ta thay đổi hoặc thêm thuốc. Mà khi bệnh nhân còn nằm ở trong bệnh viện, chúng ta có thể khám lại ngày hôm sau, chúng ta có thể khám lại qua 3-4 ngày và chắc chắn chúng ta có thể phát hiện thấy những cái tác dụng phụ nó xảy ra có thể nghiêm trọng rất ngay để thấy rằng là thứ thuốc đó không hợp. Hoặc là chúng ta bắt đầu có thể điều chỉnh được liều lượng thuốc, chúng ta có thể tăng lên. Như chúng ta biết, beta blocker, tất cả các thuốc chặn beta giao cảm, người ta bắt đầu bao giờ cũng start low và go slow, tức là thấp, bắt đầu thì thấp và đi rất chậm. Thì cái đi rất chậm đó là bao nhiêu ngày, và chậm đó có phải là đúng là nằm trong giai đoạn chuẩn bị xuất viện rất an toàn không? Hơn là chúng ta đến lúc xuất viện rồi, chúng ta mới ghi tất cả thứ thuốc đó trong toa thuốc. Và nói thật với các anh chị, chúng ta nói chuyện Việt Nam, các anh chị hẹn 2 tuần bệnh nhân có lên không? Bệnh nhân lên có đúng ngày không? Bệnh nhân lên đúng ngày có đúng gặp đúng cái bác sĩ đó, cái bác sĩ mà điều trị cho người ta, cái bác sĩ mà có chủ đích đổi tất cả thứ thuốc và xác định tất cả thứ thuốc đó cho các anh chị, người bệnh nhân, người bà già đó, ông già đó, người bệnh nhân đó có gặp được các anh chị không? Và các anh chị có thể đánh giá lại để điều chỉnh được tốt hay không tốt. Do đó cho nên cái điều trị giai đoạn trước nhập viện theo chúng tôi hết sức quan trọng. Từ trước cái này, nếu chúng ta làm tốt thì gần như là cái việc về sau này chỉ cần điều chỉnh chút chút thôi và bệnh nhân có thể sử dụng cái chế độ thuốc đó lâu dài, nhiều tháng, nhiều về sau, rất là tốt. Thì chúng tôi rất là đồng ý với các cái chuyện đó. Và riêng cái đối với lại các cái thứ thuốc nào bắt đầu cũng vậy, cũng đều phải được khởi đầu và được theo dõi rất kỹ. Đặc biệt là cái nhóm thứ thuốc rất mới như là dapagliflozin này, thì việc cho thêm thô, theo tôi thì nói rằng là có một cái slide nói rằng là khi thêm nó vô thì nó khá, ở đây cho nói là safely, tức là nó khá là an toàn. Thậm chí kể cả bệnh nhân còn suy tim và đồng thời bệnh nhân có thể có huyết áp thấp. Chúng tôi cũng xin nói với các anh chị là những điều này là những điều chúng ta phải học và chút xíu nữa các thầy sẽ nói thêm. Đấy là thuốc và chưa kể rằng bệnh nhân có thể có tiểu đường nữa, lại càng chỉ được chỉ định. Thế thì tiểu đường cho vô có hại đường huyết nữa không? Lại là đặt vấn đề. Thuốc này nó có tác dụng có giãn mạch, nó có tụt huyết áp thêm không? Khi huyết áp của bệnh nhân chỉ còn 100 bao nhiêu trên 60, nó có thể tụt thêm không? Cũng phải theo dõi chứ, nhiều khi thì thêm. Và những thứ thuốc này nó có thể làm cho những cái tình trạng mà suy tim có thể nặng hơn không? Vấn đề đi tiểu hoặc là đỡ phù có giảm hay không? Thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng thêm chứ. Đây nó có tác dụng như vậy thì có nghĩa khi chúng ta thêm vô và bên cạnh đó chúng ta lại có cả Lasix. Lasix tức là furosemide, chúng ta có các loại thuốc đề kháng kháng aldosterone, chúng ta đã có sẵn các thuốc huyết áp nữa. Các anh chị cho cả acne hoặc nếu có ức chế men chuyển giống như ngày xưa, bây giờ nó đã huyết áp như vậy rồi, chúng ta thêm một thứ thuốc, mà thứ thuốc này chúng ta đang nói hay nữa là nó lại giãn mạch, nó lại hạ huyết áp. Và nói thật với các anh chị, khi chúng tôi dùng cho những bệnh nhân khi bắt đầu dùng cái này đó, huyết áp có xuống đấy nhé, chứ phải không đâu. Và chúng tôi đã có nhiều trường hợp theo dõi là có thể chúng ta giảm bớt đi các thuốc huyết áp đi là vì nó đã xuống tốt. Đường cũng xuống tốt. Thì cái này cũng xin ý kiến thêm các thầy là khi nào bệnh nhân có thể sử dụng SGLT2. Chúng ta không nói tới vấn đề thuốc ức chế aldosterone hoặc là beta blocker ở đây vì hôm nay không phải là trọng tâm cái này. Khi chúng ta nghĩ tới giống như là cái bệnh nhân của thầy Hùng đưa ra đó, là bệnh nhân không có thứ thuốc này và như vậy chuẩn bị xuất viện, chúng ta có thể nghĩ tới thêm thuốc này. Thì đánh giá lâm sàng như thế nào để chúng ta khởi trị, có cái gì ngại không và các cái triệu chứng lâm sàng nào cho chứng tỏ rằng thuốc này không dùng nạp hoặc là có thể nó sẽ hơi lố. Vì cái liều của SGLT2, đặc biệt là dapagliflozin, là một liều duy nhất, không có chuyện bắt đầu liều nhỏ, nửa viên 10mg, không có. Bắt đầu bằng viên 10mg cho mọi người. Đấy cũng là một điều đấy. Và cũng không có gợi ý là nếu không ăn thua gì cả, thì chúng ta tăng lên 10x2, không có. Điều này là điều rất là quan trọng. Chúng tôi xin có lẽ xin trân trọng mời chính thầy Hùng có kinh nghiệm để điều trị cho bệnh nhân. Thì có những cái chuyện gì mà khi vừa rồi chúng ta có cho cái này cho những bệnh nhân khi chúng ta thêm vô hoặc là trước chưa có hoặc là trước có rồi không được dùng từ lúc vào điều trị suy tim và trước khi xuất viện chúng ta bắt đầu cho lại cái SGLT2 inhibitor này. Ví dụ như dapagliflozin, chúng ta chú ý tới yếu tố nào và khi theo dõi của bệnh nhân để cho chúng ta có thể xác định được là nó rất tốt, thêm vô và nó rất là có lợi. Thì cái có lợi đó thể hiện qua cái gì? Nhịp tim tốt hơn, đỡ phù hơn,
huyết áp không tụt thêm hay là cái gì khác thì xin thầy Hùng, và đồng thời cũng xin mời hai báo cáo viên khác chuẩn bị ý kiến để chúng ta qua được cái ca lâm sàng là sử dụng các loại thuốc này trong giai đoạn chuẩn bị cho bệnh nhân xuất viện. Vâng, xin mời Phó Giáo sư Hùng ạ. Dạ, báo cáo thầy Phước, rất cảm ơn thầy Phước. Thì bản thân cá nhân ở chỗ chúng em thì từ sau khi có những cái dữ liệu lâm sàng, đặc biệt là những cái dữ liệu về các cái thuốc SGLT2 và đã được đưa vào trong khuyến cáo thì rất là mạnh dạn cho bệnh nhân. Và một trong những các cái, một bạn đang làm cái đề tài để theo dõi cái chỉ tiêu chất lượng của bệnh nhân điều trị suy tim là khi ra viện là bệnh nhân có được điều trị ít nhất là một thứ trong tứ trụ, xong ít nhất là hai thứ trong tứ trụ là bao nhiêu phần trăm, còn ít nhất là ba thứ ví dụ chẳng hạn là bao nhiêu phần trăm. Thì cá nhân em thấy là trong số bốn cái thuốc tứ trụ đối với những bệnh nhân mà nhập viện mà trước khi ra viện thì thường khi bệnh nhân nhập viện là phải là hoặc là trong tình trạng cấp suy tim hoặc là một cái giai đoạn mất bù rất nặng thì người ta phải nhập viện điều trị. Do cho nên là cái thuốc mà tương đối mà yên tâm an toàn khi chúng ta cần sử dụng đó là các thuốc ức chế SGLT2 và cái thuốc lợi tiểu kháng mineral corticoid, thực ra là thuốc đối kháng mineral corticoid. Thì thực ra đối với cái dapagliflozin thì chúng ta đang phải chờ một cái kết quả của nghiên cứu DELIVER, nhưng thực tế chúng ta cũng đã có một cái nghiên cứu với một cái thuốc khác cũng cùng nhóm để cho thấy rằng là khá an toàn đối với những cái bệnh nhân mà ngay cái sau cái giai đoạn cấp của suy tim hoặc mất bù. Trong cái nghiên cứu đó thì người ta cũng đã sử dụng ở những cái bệnh nhân là vẫn còn, thậm chí còn dùng lợi tiểu đường tiêm mà không cần phải tăng liều, người ta còn không cần phải dùng thuốc giãn mạch nữa trong vòng 6 giờ hoặc là không dùng thuốc tăng co bóp cơ tim trong vòng 24 giờ là người ta hoàn toàn là có thể cho bệnh nhân các cái thuốc ức chế SGLT2 mà không thấy những các cái tác dụng phụ rất là nặng nề như thầy Phước cũng đã gợi ý, và tương đối là an toàn nếu mà so với cái nhóm placebo thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm. Tuy nhiên cũng như thầy Phước nói, chúng ta là thầy thuốc lâm sàng và ngay cả trong cái khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu trong cái phần gọi là phần bổ sung ấy, người ta nói là cái hướng dẫn khi cho ức chế SGLT2 ngay lúc đầu thì chúng ta cũng vẫn phải cảnh giác, đặc biệt là bệnh nhân huyết áp tương đối thấp mà đang dùng lợi tiểu thì chúng ta phải lưu ý cái thuốc lợi tiểu đấy, chúng ta có thể giảm liều đi một nửa, cũng như là việc chúng ta phải theo dõi khá sát sao các cái triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng, đặc biệt là liên quan đến huyết áp, và thứ hai nữa là xem bệnh nhân có bị những các cái suy thận nặng lên quá mức không. Cái việc bệnh nhân có giảm chức năng thận đi một chút nhưng mà thì là hoàn toàn bình thường, thì cái vấn đề này chúng ta sẽ được nghe những các cái tham luận sau. Thì đấy là những cái kinh nghiệm của em, và theo em thì ức chế SGLT2 là một thuốc bác sĩ nên nghĩ tới hàng đầu, ngay đầu tiên nếu có thể được, khi bệnh nhân đang nằm trong tình trạng ra viện và trước khi ra viện, và đây cũng là một trong những trường hợp mà chúng ta nên nghĩ tới đầu tiên và nên cho, trừ trường hợp là không thể cho được chống chỉ định thì chúng ta thấy biết là khá là ít. Em xin hết ạ. Được, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng. Chúng tôi xin mời các co-chair ở đây nữa là Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí, cũng là opinion leader trong các cái phương tiện về vấn đề điều trị suy tim. Xin thầy Trí cũng cho ý kiến ngắn là có nên không, và có vấn đề gì chúng ta cần phải chú ý khi chúng ta bắt đầu sử dụng SGLT2 inhibitor. Dạ vâng, kính thưa giáo sư Đặng Quang Phước và kính thưa các thầy cô trong ban chủ tọa. Trước hết thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý với lại cái ý kiến của thầy Hùng á, là cái việc mà chúng ta bắt đầu sớm cái thuốc ức chế SGLT2 trong bệnh viện khi mà bệnh nhân sắp xuất viện á, là rất là hợp lý, và nó sẽ cho phép là bệnh nhân khi mà ra viện rồi đó sẽ được kê toa cái thuốc này trong cái điều trị ngoại trú. Về kinh nghiệm của tôi thì tôi nghĩ rằng khi bệnh nhân suy tim cấp nhập viện nhưng mà huyết động đã ổn rồi, tức là không còn cần dùng những cái thuốc tăng co bóp vận mạch, không cần dùng những cái thuốc giãn mạch đường tĩnh mạch và không phải tăng liều lợi tiểu tĩnh mạch đó, thì khi đó hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng cái nhóm thuốc này. Cái cách dùng rất là tiện và an toàn. Chỉ có lưu ý một điểm là nếu như chúng ta xem có điều mình phải kiểm tra cái chức năng thận trong bệnh viện, bệnh nhân đang nặng như vậy đó thì mình không có đánh giá cái lọc cầu thận, mà thường chúng ta sẽ coi cái thanh thải creatinine. Nếu mà thanh thải creatinine mà tôi nghĩ là từ 30 trở lên đó, thì chúng ta dùng cái này chắc chắn là có hiệu quả và an toàn. Thì xin có một số ý kiến ngắn như vậy. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí. Chúng tôi muốn nghe một bài cũng vài câu nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Văn Trí, chủ nhiệm bộ môn nội và trưởng khoa tim mạch của Bệnh viện Chợ Giấy.
Dạ vâng, kính thưa thầy Phước, thì em cũng đồng thuận với cái ý kiến của thầy Hùng cũng như là thầy Chí. Thực sự ra cái ca bệnh nhân này, bệnh nhân chuẩn bị xuất viện như thầy Phước cũng đã nói, và thực tế tại cái khoa mà nơi em đang công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ thì tụi em sẽ luân mỗi tuần. Chính vì thế mà cái cơ hội mà để bệnh nhân mà quay lại với chúng ta để mà có thể gặp lại đúng cái bác sĩ đó quả là khó khăn. Chính vì thế cái việc mà chúng ta cho tối đa được có thể các cái thuốc nền tảng trong điều trị suy tim cho những bệnh nhân trước khi xuất viện, thì em nghĩ là thực sự ra là rất là cần thiết, để trên cái đà đó khi bệnh nhân quay lại phòng khám có thể gặp một bác sĩ chuyên khoa tim mạch khác thì họ vẫn có thể điều chỉnh hoặc họ thêm cái thuốc. Còn bây giờ nếu như bệnh nhân xuất viện, chúng ta thấy rằng là bệnh nhân chỉ được cho 1-2 thuốc thôi, thì với cái tình hình như vậy thì khi tái khám thì có lẽ mình không nắm hết cả cái diễn tiến của bệnh nhân thì bác sĩ cũng rất e ngại khi cho thuốc. Cái thứ hai thì đối với ca lâm sàng mà thầy Hùng đã trình bày, em nghĩ đây là cũng một cái ca rất là hay, và phải là có những cái quyết định rất là mạnh dạn, tức là nắm vững được những cái cơ sở lý luận thì chúng ta mới có thể dám cho những cái thuốc là như vậy. Thì thường thì một bệnh nhân khi chuẩn bị xuất viện, đối với SGT2, ước chế SGT2 thì đối với em thì một là chúng ta thấy rằng là cái huyết áp bệnh nhân khi xuất viện như thế nào để chúng ta có thể cho bệnh nhân được hay không. Tại vì bản thân ức chế SGT2 cũng gây hạ huyết áp. Nếu chúng ta thấy rằng là huyết áp bệnh nhân có xu hướng thấp hoặc bệnh nhân có những triệu chứng mà chúng ta nghi ngờ hạ huyết áp tư thế, thì chắc có lẽ chúng ta cần phải thận trọng và chúng ta đánh giá hơn nữa cái chuyện này để chúng ta cho nó an toàn cho bệnh nhân. Cái thứ hai, cho tới bây giờ thì độ lọc cầu thận vẫn là một trong những cái tiêu chí để chúng ta chỉ định cho nó phù hợp cái nhóm thuốc này ạ. Chính vì thế mà chúng cũng cần đánh giá cái chức năng thận để chúng ta cho phù hợp. Và trong quá trình cho, đương nhiên ngoài vấn đề theo dõi những cái triệu chứng về mặt quan trọng là huyết áp, chức năng thận, thì đó là những cái thông số quan trọng mà cần theo dõi. Dạ, em xin vài ý kiến vậy ạ. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Văn Trí. Chúng ta như vậy là chúng ta thấy rằng là ý kiến của các thầy rất là đồng thuận, nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là những cái chuyện mà chúng ta thấy phải cẩn thận này, phải theo dõi này, huyết áp có tụt hơn nữa không này, chức năng thận có kém không. Rõ ràng là chúng ta thấy nếu để bệnh nhân ra ngoài và bệnh nhân ngoại trú và outpatient, chúng ta mới bắt đầu thêm những thứ thuốc này, quả thật nó sẽ có những nguy cơ. Và cho nên rất đồng ý với cái chuyện là cố gắng đi, nếu bệnh nhân vô viện sau giai đoạn cấp cứu, nếu bệnh nhân còn chuẩn bị viện, chúng ta phải nhanh chóng, rất là nhanh chóng xác định dụng và cho thêm thứ thuốc đấy với sự kiểm tra rất là ngặt nghèo, và thấy nó đã tốt rồi thì chúng ta có thể kê toa thuốc outpatient, tức là ngoại trú cho bệnh nhân. Ở đây cũng trước khi sang tới về cái khác, chúng tôi cũng xin nói với ý kiến của người nhân chứng. Có lẽ tôi là người đủ lớn để thấy nhân chứng. Xin các anh chị nhớ lại là beta blocker, tức là thuốc ức chế beta, là thuốc lúc đầu giải quyết ra để giải quyết vấn đề tăng huyết áp, dùng nó để điều trị hạ huyết áp. Nhưng khi bắt đầu sử dụng trong vấn đề trong điều trị suy tim, bọn tôi cũng sợ lắm chứ. Họ nói là nó hạ huyết áp. Bây giờ bệnh nhân suy tim, huyết áp có 105 hay là 110/70. Bây giờ để điều trị suy tim cho vô beta blocker, nó có tụt nữa hay không? Ai cũng sợ chứ. Nhưng cuối cùng bây giờ nó không những không tụt, nó giữ nguyên mà thậm chí nó còn tăng lên nữa. Là vì chính nó giải quyết được tình trạng gánh nặng của cái postload, tức là gánh nặng phía sau. Tim nó bóp tốt hơn thì huyết áp người lại lên. Cái đó là tôi thấy trong sự sợ hãi. Sự sợ hãi thứ hai nữa là ức chế men chuyển, các anh chị cũng thấy nó được khởi đầu với lại thứ thuốc hạ huyết áp, nhưng mà sau này khi nó được bắt đầu dùng trở thành một trong những tứ trụ thì chúng ta nói các anh chị bây giờ cho thoải mái à, có người nào mà đi thử chức năng thận hoặc là đi thử kali sau 5-7 ngày cứ cho không? Và chúng ta nếu huyết áp bệnh nhân có 100 hoặc là bao nhiêu trên 60, tôi thấy các anh chị trong thực hành chúng ta cũng cho tương đối là cũng thoải mái, lẽ nhiên liều không có liều cao, nhưng mà như vậy có nghĩa rằng là với những nghiên cứu của người ta thì những cái tác dụng để dùng tiêu chữa huyết áp thì nó xuống huyết áp, mà để chữa suy tim hoặc là tình trạng thì có khi nó lại không xuống thêm, mặc dù chúng ta rất cần. Cho nên chúng ta yên tâm, và chúng tôi cũng đồng ý là trên thực hành hàng ngày thì việc dùng tới cái dapagliflozin hoặc là các cái thuốc nhóm này đã trên thực tế nó tụt huyết áp ghê gớm thì bản thân tôi không thấy, nhưng mà chúng ta vẫn rất cẩn thận. Và điều đó chính là cái khi các anh chị cho, nhớ rằng cái gì cũng có thể xảy ra và chúng ta chỉ an toàn khi chúng ta có kiểm tra lại bệnh nhân. Và đấy là về vấn đề là suy tim sắp đến cái lúc xuất viện như chúng ta đã nói với những cái lợi của nó. Bây giờ chúng ta tính tới những người mà suy tim trong khi chúng ta điều chỉnh tình trạng congestion, tức là tình trạng suy tim ứ huyết, thế nào cũng phải có các loại thuốc lợi tiểu, chưa kể các loại thuốc lợi tiểu giải quyết cái tiền tải
prelude là bằng cách là dùng lại tiểu mạnh là tiểu thử quai. Thì chúng tôi chuyển sang một cái bệnh án. Cái bệnh án này là cái bệnh án liên quan tới có nên khởi trị SGLT2 inhibitor trên bệnh nhân suy tim còn đang dùng lợi tiểu quai đường tĩnh mạch. Đây cũng là vấn đề mà nó đặt vấn đề. Rồi qua giai đoạn cấp cứu rồi, vẫn còn phải, bệnh nhân vẫn còn phù, gan còn có thể hơi to. Và việc dùng lợi tiểu quai, nhất là furosemide, vân vân các loại lợi tiểu đó, vẫn còn chúng ta có thể dùng SGLT2 inhibitor không? Và đó chính là những cái phần trong cái phần trình bày cũng như bệnh án. Và chúng tôi trân trọng mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Hình Quang Trí, Chủ tịch Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch thành phố Hồ Chí Minh, thư ký của Hội Tim Mạch, và sẽ trình bày về bệnh án này. Xin cảm ơn. Kính thưa Giáo sư Đặng Văn Phước, kính thưa các thầy cô trong ban chủ tọa, thì tôi xin trình bày một cái báo cáo ngắn, và qua đó có một cái trường hợp lâm sàng nói về cái việc là chúng ta có nên khởi trị bằng thuốc ức chế GT2 trên bệnh nhân suy tim còn đang dùng lợi tiểu quai đường tĩnh mạch hay không. Các đồng nghiệp cũng nhớ là năm 2016 thì trong cái lưu đồ điều trị HFrEF, tức là suy tim với phân số thoát máu giảm, người ta chia làm nhiều cái bước khác nhau. Ban đầu thì chúng ta phối hợp ức chế men chuyển với dạng beta, và nếu như ức chế men chuyển dạng beta phối hợp rồi mà vẫn chưa cải thiện được triệu chứng của bệnh nhân và phân số thoát máu vẫn còn thấp thì người ta khuyên chúng ta phối hợp thêm một cái thuốc kháng aldosterone, và cái bước kế tiếp là chúng ta thay thế cái ức chế men chuyển bằng acne. Thì cái đó là cái lưu đồ hồi năm 2016. Đến năm 2021 thì các đồng nghiệp cũng biết là ESC người ta đưa ra một cái hướng dẫn mới về điều trị suy tim, và trong đó thì cái lưu đồ điều trị HFrEF, tức là suy tim với phân số thoát máu giảm, thì nó không còn chia làm 3 bước như là cái hướng dẫn 2016 nữa, mà người ta khuyến cáo là phối hợp cả 4 nhóm thuốc chính sớm ngay từ đầu. Tức là chúng ta phối hợp ức chế men chuyển là acne cộng với dạng beta, cộng với lại cái thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid, và cộng với lại cái thuốc ức chế GT2, và chúng ta thêm lợi tiểu nếu như bệnh nhân có ứ dịch. Và song song đó thì tùy thuộc vào cái phân suất thoát máu bệnh nhân như thế nào, dưới hay là trên 35%, cũng như là cái độ dài của cái phước bổ QRS trên điện tim, mà chúng ta sẽ quyết định là có đặt thêm cái máy ICD hay là CRT hay không. Và các đồng nghiệp cũng biết là trên thực tế đó, khi mà chúng ta điều trị HFrEF thì nó có 4 yếu tố ảnh hưởng đến cái việc kê toa thuốc. Thứ nhất là huyết áp. Chúng ta sẽ thấy là cái huyết áp ban đầu mà thấp đó, tức là dưới 90/60 mmHg thủy ngân, nó có thể là một cái trở ngại cho việc dùng các thuốc như là ức chế men chuyển, acne hay là dạng beta. Mà mình cũng nhớ là cái huyết áp tâm thu mà dưới 100 mmHg thủy ngân nó là một cái tiêu chuẩn loại trừ trong các thử nghiệm lâm sàng dùng cái acne. Yếu tố thứ hai đó là tần số tim. Tần số tim ban đầu mà thấp dưới 60 đó, thì nó có thể là một cái trở ngại cho việc dùng những cái thuốc như là dạng beta hay là ivabradin nếu bệnh nhân nhịp xoang. Yếu tố thứ ba là nhịp tim, tức là rung nhĩ đó, thì nó khiến cho cái việc mà sử dụng ivabradin không phù hợp nữa. Và ngược lại thì trong trường hợp này thì người ta có thể dùng digoxin để khống chế cái tần số thất. Và ở người rung nhĩ đó thì chúng ta sẽ xem xét dùng thuốc chống đông khi có chỉ định, tức là cái điểm dựa vào điểm CHAT-VASc. Và cái yếu tố thứ tư đó là có hay không bệnh thận mạng cũng như là tăng kali máu. Bởi vì chúng ta biết là cái sự hiện diện của bệnh thận mạng thì nó sẽ tăng gấp đôi cái nguy cơ tử vong của bệnh nhân HFrEF. Và nhiều cái thử nghiệm lâm sàng với thuốc điều trị HFrEF thì nó lại loại trừ những bệnh nhân có cái lọc cầu thận thấp dưới 30. Chúng ta cũng nhớ là dùng một số thuốc điều trị HFrEF cho người bệnh thận mạng thì nó có ảnh hưởng đến cái lọc cầu thận ban đầu cũng như là kali máu, cho nên là chúng ta phải theo dõi sát những bệnh nhân này. Và dựa trên 4 cái yếu tố là huyết áp, tần số tim, nhịp tim cũng như là cái hiện diện hay không bệnh thận mạng và tăng kali máu, 4 yếu tố mà tôi vừa trình bày đó, thì các chuyên gia của SFA, tức là Hiệp hội Suy Tim trực thuộc cái hội tim mạch châu Âu á, người ta mới đưa ra một cái văn kiện đồng thuận về cái cách tiếp cận khởi trị bệnh nhân suy tim. Và cái trong cái văn kiện đồng thuận này đó, người ta chia làm 11 cái dạng lâm sàng khác nhau. Và có một cái điểm mà chúng ta phải nói ngay từ đầu là cái nhóm thuốc mà cái hiệu quả và tính an toàn cao trong tất cả các dạng lâm sàng được đề cập đến đó chính là cái nhóm thuốc ức chế GT2. Tức là miễn là khi nào cái lọc cầu thận mà chúng ta tính được
là nó trên hoặc bằng 25 thì chúng ta có thể dùng cái nhóm thuốc này có hiệu quả. Trong 11 cái dạng lâm sàng được đề cập đó thì có một cái dạng lâm sàng xếp số 8, đó là những bệnh nhân trước khi xuất viện, và cái dạng lâm sàng này cũng đã được Phó Giáo sư Phạm Anh Hùng đề cập trong cái báo cáo của mình. Thì người ta nói rõ như vậy là khoảng 30% bệnh nhân nhập viện bị suy tim á, vẫn còn tình trạng sung huyết dù huyết động đã ổn định vào cái thời điểm trước xuất viện. Và mình lưu ý đó là chúng ta sẽ không bắt đầu lại hay là bắt đầu cái thuốc dạng beta ở người bệnh tim suy tim vẫn còn sung huyết. Và ở cái người trước xuất viện á, chúng ta cũng lưu ý là nếu như huyết áp tâm thu của bệnh nhân dưới 90 á, thì mình cũng phải hết sức là cẩn trọng và có thể là khoan dùng lại ức chế men chuyển. Còn nếu như huyết áp tâm thu mà dưới 100 á, mà chúng ta muốn dùng acne thì cũng vậy, chúng ta cũng hết sức là cẩn trọng. Và cũng nhắc các đồng nghiệp nhớ đây là một cái tiêu chuẩn loại trừ trong các thử nghiệm lâm sàng với cái thuốc acne. Trong cái văn kiện đồng thuận của HFA, tức là Hiệp hội Suy tim Châu Âu á, thì tôi xin nhắc lại một cái điều mà thầy Hùng khi nãy có đề cập, đó là hai cái nhóm thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid và ức chế GT2, đây là hai nhóm thuốc mà chúng ta có thể dùng một cách an toàn ngay cả cho những cái bệnh nhân còn sung huyết và cao huyết áp thấp. Thì trên cái nền như vậy đó, thì tôi xin trình bày một cái trường hợp lâm sàng về một cái ca bệnh nhân suy tim vẫn còn đang sử dụng cái lợi tiểu tĩnh mạch và được điều trị bằng cái nhóm ức chế GT2. Đây là một cái ca cũng nhập viện gần đây ở viện tim. Bệnh nhân nam 71 tuổi, bệnh nhân này có tiền sử là nhồi máu cơ tim và được đặt một cái stent động mạch vành xuống trước trái 7 năm trước. Sau đó thì bệnh nhân vẫn còn đau ngực và siêu âm thì có một cái hở vành hai lá 3/4, cho nên bệnh nhân được phẫu thuật bắt cầu chủ vành cộng với lại sửa vành hai lá 4 năm trước. Về địa phương ở Bình Phước thì bệnh nhân lại uống thuốc không đều và dựa chủ yếu vào cái lãnh thuốc của bảo hiểm. Và do vậy cho nên là có lúc có thuốc này, có lúc không có thuốc này, tức là uống rất là không đều đặn. Ngày 11 tháng 1 năm 2022 đó, thì bệnh nhân nhập viện vì mệt và khó thở nhiều khi nghỉ. Và bệnh nhân khai là cái khó thở này nó tăng dần từ một tuần trước. Khám lâm sàng đó thì tim đều 95 lần phút, huyết áp là 110/60, thì vội có ranh ẩm hai đáy. Bệnh nhân thở là thở nhanh 28 lần phút và cái SpO2 đo khí trời đó là 88%. Trên điện tim thì có một cái nhịp xoang và có QV1, V3, ST bình thường. Siêu âm tim thì có một cái thất trái rất là giãn với cái kích thước cuối thâm trương là 65mm. Phần sứ tố máu thì giảm 31% và bệnh nhân còn một cái hở hai lá là 2/4, không có dịch màng tim. Xét nghiệm thì cái creatinine huyết thanh là 1.1, tương ứng với là một cái lọc cầu thận là 5-6. Bệnh nhân thì có natri kali trong giới hạn bình thường, NT-proBNP thì rất là cao, trên 15.000. HS troponin T đó thì 4, tức là bình thường, và bệnh nhân có TSH cũng bình thường. Bệnh nhân thì không có thiếu máu với một cái hemoglobin là 14. Cái xử trí phòng cấp cứu thì bệnh nhân được cho thở oxy mũi 6 lít phút, chích furosemide tĩnh mạch 40mg và sau đó thì chuyển khoa hồi sức. Thì ở khoa hồi sức đó, do cái thở oxy mũi vẫn chưa nâng được cái SpO2 đủ, cho nên bệnh nhân được thở CPAP qua mặt nạ. Và bệnh nhân được tiêm nhắc lại cái furosemide 40mg mỗi 8 giờ. Có cho phòng ngừa cái thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch bằng cái enoxaparin tiêm dưới da. Và đây là cái diễn tiến ở khoa hồi sức. Thì như vậy các đồng nghiệp thấy là ở ngày thứ nhất thì bệnh nhân vẫn phải thở CPAP qua mask. Furosemide thì dùng cái liều là 120mg tĩnh mạch. Lúc này thì tính được là cái cân bằng nước, dịch thì nó âm là 2.9 lít. Qua ngày thứ hai thì do cái SpO2 của bệnh nhân cải thiện, cho nên bệnh nhân được thở cái oxy qua canin mũi. Cái liều furosemide là 100 và cái cân bằng thì nó âm là như vậy là 1.1 lít. Qua ngày thứ ba thì bệnh nhân vẫn thở oxy mũi. Furosemide thì vẫn dùng 80 đường tĩnh mạch nhưng mà có chuyển qua 40mg đường uống. Và lúc này do bệnh nhân uống được cho nên là được cho dùng lại những cái thuốc mà trước đó bệnh nhân có uống, tức là aspirin và cái rosuvastatin. Trong ngày này đó thì cái bi lăng nó vẫn tiếp tục âm. Qua ngày thứ tư thì oxy canin mũi lúc này thì cái lưu lượng giảm xuống là 3 lít/phút, tức là lưu lượng tương đối là thấp. Cái liều furosemide thì vẫn giữ 40 tĩnh mạch và chuyển qua 80 uống. Bệnh nhân thì vẫn được uống aspirin, rosuvastatin,
và bắt đầu cho thêm cái dapagliflozin cùng với lại cái spironolactone. Cái cân bằng lúc này á, thì nó là của cái ngày thứ tư này đó, thì nó vẫn là âm 607. Và đến ngày thứ năm á, thì bệnh nhân cải thiện rõ, tức lúc này thì không cần phải thở oxy nữa, thở khí trời thì cái SpO2 nó cũng được 93-94%. Cái furosemide thì chuyển hoàn toàn sang uống là 80 mg mỗi giờ. Và bên cạnh cái aspirin, rosuvastatin, dapagliflozin và spironolactone á, thì bệnh nhân được cho dùng thêm cái acne với cái liều thấp 50/2 và được bệnh nhân được chuyển trại. Ở ngoài trại bệnh thì cái điều trị này tiếp tục được duy trì trong ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Qua ngày thứ 8 á, thì do lúc này bệnh nhân cái ứ dịch nó đã giảm rõ, cho nên là bên cạnh cái việc giảm liều furosemide còn 40 thì bệnh nhân được cho dùng thêm cái chạng beta là bisoprolol đều rất thấp là 1.25. Qua ngày thứ 9 thì huyết động bệnh nhân vẫn ổn định với cái điều trị như vậy. Và cái ngày thứ 9 này đó thì bệnh nhân được cho xuất viện buổi chiều hôm đó với cái tình trạng lâm sàng là ổn. Thì đây là một cái tình huống lâm sàng mà tôi muốn nêu ra. Và qua tình huống lâm sàng này đó thì tôi cũng đưa ra một cái câu hỏi thảo luận, cũng xin được ý kiến của các thầy là khi bệnh nhân còn đang dùng lợi tiểu quay đường tĩnh mạch đó, thì có lưu ý gì khi mà chúng ta thêm một cái thuốc ức chế GT2? Vâng, có lẽ là thầy nhờ thầy Chí bắt đầu luôn. Vì chúng ta không có thời gian để tương tác với lại các đồng nghiệp, cho nên xin thầy Chí nói luôn. Dạ vâng, thì qua cái ca lâm sàng này thì tôi cũng xin trình bày như vậy là khi bệnh nhân còn đang dùng lợi tiểu quay và đường tĩnh mạch đó, thì chúng ta có cái lưu ý gì? Thì mình dùng bệnh nhân suy tim cấp nhưng mà phải có huyết động ổn đó. Và cái quan trọng là bệnh nhân tự thở tốt, tức là có thể bổ sung oxy, nhưng mà oxy này là oxy qua cái canin chứ không phải là oxy qua mask. Và bệnh nhân uống được thì khi đó chúng ta mới dùng những thuốc uống. Tôi nhắc lại một cái điểm là cái thuốc ức chế GT2 đó thì nó không ảnh hưởng đến huyết áp cũng như là tần số tim của bệnh nhân, cho nên là nó dễ xài. Nó có tác dụng lợi tiểu nhẹ, và thật ra đó thì đối với lại cái liều tiểu quay mà đường tĩnh mạch đó thì nó cũng không có ảnh hưởng gì đáng kể, tức là chúng ta và nhất là bệnh nhân được theo dõi sát trong hồi sức đó thì cái cân bằng xuất nhập mình chúng ta đánh giá rất là kỹ. Có một cái người ta khuyên là vệ sinh vùng sinh dục sau khi tiểu, nhưng mà cái này thì chủ yếu là cho những người đã ra trại rồi hay là bệnh nhân điều trị ngoại trú. Còn đối với bệnh nhân đang nằm trong hồi sức được chăm sóc cấp 1, hộ lý cấp 1 á, và một số người đặt xong tiểu á, thì thật ra cái này nó cũng không phải là một cái mà chúng ta phải quan tâm lắm. Và cái một cái điểm mà tôi cũng muốn lưu ý như vậy là khi chúng ta dùng những cái thuốc lợi tiểu quay, lợi tiểu chazip thì thường nó sẽ ảnh hưởng đến cái điện giải, tức là nó gây hạ kali máu, hạ cái natri máu. Còn nếu chúng ta dùng cái thuốc kháng andosterone tức là spironolactone thì ngược lại nó lại làm tăng cái kali máu. Và những cái thuốc này ít nhiều thì nó đều có cái tình trạng là nó gây ra cái kiềm hóa máu do cái hạ clor. Trong khi đó, đó thì chúng ta thấy là cái thuốc nhóm thuốc ức chế GT2 thì nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì trên cái điện giải và nó cũng không có ảnh hưởng trên cái cân bằng kiềm toang, thì đó là một cái lợi của nhóm thuốc này. Và chỉ có một cái lưu ý là trong những cái thử nghiệm lâm sàng dùng cái nhóm thuốc này cho bệnh nhân ngoại trú thì người ta ghi nhận là khi khởi trị khoảng vài tuần đầu thì cái lọc cầu thận nó có giảm từ 4 cho đến 5 cái đơn vị là ml trên phút trên 1,73 mét vuông diện tích cơ thể. Trong những nghiên cứu như là Emperor Reduce hay là nghiên cứu DAPA-HF thì thật ra cái mức giảm nó là thoáng qua, nó nhẹ và thoáng qua, cho nên là chúng ta cũng không phải là lo lắng lắm. Mình nếu chúng ta thử ra mà mình thấy là cái creatinine nó có tăng nhẹ đó thì đó cũng là một cái đáp ứng bình thường. Như vậy thì từ cái ca lâm sàng này á, thì tôi có một cái số thông điệp như vậy là cái khuynh hướng điều trị HFrEF hiện nay đó là chúng ta phối hợp sớm 4 nhóm thuốc chính cộng với lợi tiểu quay nếu như bệnh nhân có sung huyết. Thứ hai là bệnh nhân nhập viện vì suy tim mất bù á, thì chúng ta bắt đầu sớm cái nhóm ức chế GT2 cũng như là kháng andosterone, thì như vậy nó sẽ cho phép rút ngắn cái thời gian đến khi mà chúng ta dùng đủ 4 nhóm thuốc chính. Và cái việc bắt đầu cái ức chế GT2 cho bệnh nhân suy tim đang dùng lợi tiểu quay được tĩnh mạch á, thì qua ca lâm sàng này tôi muốn nó đưa ra một cái ý kiến là nó tính an toàn cao. Nếu như bệnh nhân đã huyết động ổn rồi, tự thở tốt và uống được thì chúng ta hoàn toàn dùng và mình yên tâm. Xin cảm ơn sự chú ý của quý thầy cô, quý đồng nghiệp. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí đã cho chúng ta thêm những cái dữ liệu về vấn đề các cái tác dụng
của SGLT2 inhibitor khi chúng ta cho thêm vô, có gì cần chú ý và có gì có gây ảnh hưởng chung cho đến vấn đề cái bệnh cảnh chung của một cái suy tim, có thể đợt cấp suy tim mất bù và có những tình trạng congestion, tức là tình trạng sung huyết mà chúng ta phải dùng tới lợi tiểu quai, tức là lợi tiểu đường tĩnh mạch. Như vậy thì theo như là cái lời khuyên cuối cùng là nó khá an toàn, chúng ta có thể sử dụng với điều kiện đấy nhiên cũng thăm dò. Chúng tôi xin thêm ý kiến các cái kinh nghiệm lâm sàng hoặc là những cái lời khuyến cáo chung của Phó Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Phạm Mạnh Hùng, viện trưởng Viện Tim Mạch Học ở ngoài Hà Nội, Bạch Mai đó. Có ý kiến gì chỉ đạo về vấn đề này không? Khi dùng với các loại lợi tiểu hoặc là khi bệnh nhân còn đang phải dùng những cái loại lợi tiểu và lợi tiểu quai, có nghĩa là tình trạng mà ư huyết, gánh nặng về mặt cái khối lượng tuần hoàn vẫn còn đang cần phải được điều chỉnh. Xin mời thầy Hùng ạ. Vâng, rất là cảm ơn thầy Phước ạ. Trước hết là cũng rất là cảm ơn Phó Giáo sư Hồ Huỳnh Quang Trí đã cho một ca lâm sàng rất thú vị, cũng để minh họa được là cái việc chúng ta hoàn toàn có thể mạnh dạn và yên tâm sử dụng thuốc ức chế SGLT2 ở những cái bệnh nhân mà đang còn dùng lợi tiểu và các cái lợi tiểu đường truyền tĩnh mạch đó. Và Phó Giáo sư Hồ Huỳnh Quang Trí cũng đã đưa ra một số các cái điểm lưu ý. Ở đây thì em chỉ xin phép bổ sung thêm một chút là thông qua cái dữ liệu mà chúng ta có hiện nay là ở qua cái nghiên cứu mà cô em đã nhắc tới lần trước là nghiên cứu IMPULSE đối với một loại ức chế SGLT2 khác và một nghiên cứu SOLOIST đối với cũng là một loại ức chế SGLT2 ở những cái bệnh nhân sau giai đoạn cấp. Thì ở đây người ta thấy rằng là bệnh nhân không phải tăng cái liều lợi tiểu trong vòng 6 giờ thì dùng là hoàn toàn là yên tâm và tính an toàn của nó cũng khá là tốt so với cái nhóm mà giả dược từ những các cái tiêu chí như là gây ra tụt huyết áp, gây ra những các cái nặng nề về suy thận vân vân, mà thậm chí là người ta thấy rằng là khi phân tích subgroup ấy, thì ở cái nhóm mà sử dụng SGLT2 thì cái tỷ lệ bệnh nhân được sử dụng cái thuốc ức chế mineralocorticoid nó sẽ cao hơn và cái tỷ lệ mà dung nạp được tốt hơn cũng như là cái tỷ lệ tăng kali máu ở những cái nhóm mineralocorticoid mà khi mà không có dùng kèm theo ức chế SGLT2 thì đây cũng là một trong cái phân tích dưới nhóm mà em cũng xin muốn bổ sung thêm. Về cá nhân thì chúng em, bản thân cá nhân em thì cũng đã rất là mạnh dạn sử dụng ở những cái bệnh nhân sau cái giai đoạn cấp của suy tim hoặc là những bệnh nhân suy tim mạn mất bù mà vẫn còn dùng lợi tiểu và cái lượng lợi tiểu đường tiêm đó không bị tăng lên, không phải cần thiết phải tăng lên và huyết áp là tương đối ổn định thì hoàn toàn là chúng em sẽ cho rất sớm cái thuốc ức chế SGLT2 với những cái lưu ý giống như là Phó Giáo sư Trí cũng đã trình bày. Em xin hết. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Phạm Mạnh Hùng. Như chúng ta thấy cái bệnh án đó là bệnh án mà điều trị cấp cứu, sau khi cấp cứu xong nó ổn định rồi, liều furosemide đã bắt đầu giảm từ 80 xuống 40 và có thể chuẩn bị chuyển sang đường viên, viên uống. Thì không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Văn Trí ở bên Chợ Giấy khoa cấp cứu, và đây cũng là vẫn chuyển sang cho chuyển trại đó, tức là chúng ta vẫn chưa xuất viện, đây vẫn là giai đoạn chuẩn bị cho bệnh nhân xuất viện, rất là hay. Nó có thêm tình huống đó là vấn đề sử dụng chung với các loại thuốc lợi tiểu quai. Có vấn đề gì và có cái gì mà cần phải chú ý không? Xin mời thầy sĩ. Dạ vâng, dạ kính thưa thầy Phước cũng như tất cả các thầy cô. Thực sự ra thì chúng em thì hay gặp những cái bệnh nhân suy tim mà kèm những cái bệnh đồng mắt, và thường là suy tim tới bệnh viện Chợ Rẫy thì đa số là cũng NIHA 3, NIHA 4 hoặc là suy tim cấp, và cũng hay phối hợp những bệnh khác. Chính vì thế mà cũng đồng thuận với là thầy Trí với là thầy Hùng, tức là những trường hợp mà suy tim cấp hoặc là suy tim chúng ta đang sử dụng mà những cái thuốc vận mạch hoặc là thuốc lợi tiểu đường tĩnh mạch khi huyết động bệnh nhân như tạm ổn thì chúng em mới bắt đầu chúng em sử dụng những cái nhóm thuốc khác, đặc biệt là những cái nhóm thuốc mới khi mà nó còn đang trong những cái tiến trình mà chúng ta thấy một khuyến cáo một cách mạnh mẽ hơn. Thì cái ca lâm sàng sau em cũng sẽ minh họa một trường hợp nó cũng tương tự như vậy, tức là cái thời điểm tụi em xài có lẽ thì nó cũng sẽ hơi trì hoãn một tí, tại vì cũng gặp những trường hợp như vậy, huyết áp bệnh nhân nó hơi xuống rồi sau đó là phải ngưng cái này ngưng cái kia, và cái là những cái mà tụi em cũng đã gặp. Dạ, em xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ. Chúng tôi trân trọng mời Tiến sĩ bác sĩ Vũ Quỳnh Nga, Phó Giám đốc của Bệnh viện Tim Hà Nội, có lời bình luận hoặc là có thể comment thêm nữa về vấn đề sử dụng SGLT2 inhibitor khi bệnh nhân còn vẫn phải dùng các loại lợi tiểu quai hoặc là lợi tiểu đường tĩnh mạch.
Xin mời tiến sĩ Nga. Dạ vâng ạ. Em cảm ơn lời của giáo sư Đặng Vạn Phước ạ. Kính thưa các thầy trong chủ tọa đoàn, thì em cũng hoàn toàn nhất trí với ý kiến của các thầy là mình có thể cái việc mà mình cho thêm ức chế SGLT2 ở cái giai đoạn mà bệnh nhân tình trạng suy tim cấp đã ổn định rồi, nó có thể giúp cho bệnh nhân rút ngắn cái khoảng thời gian bệnh nhân nằm viện, và mình có thể phối hợp thêm với các thuốc khác cũng cùng trong tứ trụ để điều trị suy tim. Chỉ có điều là với những bệnh nhân mà tình trạng ổn định, tức là mình sẽ phải lợi tiểu ổn định nhưng mà nó phải ở lợi tiểu liều thấp, chứ còn nếu như mà vẫn đang lợi tiểu liều cao hoặc đang truyền tĩnh mạch thì có lẽ là mình cũng chưa nên cho ngay, và mình sẽ hạ đến liều nó thấp hơn, tấm như là liều trong bài bệnh nhân của thầy Trí là mình sẽ hạ xuống khoảng 40 đường tĩnh mạch, thì bắt đầu mình mới bắt đầu nên vào các thuốc đường uống, ví dụ như là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là acne, hoặc là ức chế SGLT2, bởi vì nó sẽ có một cái hiện tượng là nếu như mình dùng bệnh tiểu liều cao thì nó sẽ bị ức chế renin, và nếu như mình cho thêm những cái nhóm thuốc mà có thể tác dụng đến RAS, nó sẽ làm cái tình trạng suy thận nặng lên, và nó sẽ làm cho cái việc giảm mức lọc cầu thận này, cũng như là già có thể làm tăng kali, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiến triển suy tim của bệnh nhân ạ. Đúng hết ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nga. Như vậy tức là thầy Trí có định có cái lời message cuối cùng về vấn đề này cái gì không ạ? Dạ vâng, thì cũng anh chỉ có một cái thông tin là thật ra thì cái việc mà đang xài lợi tiểu đường tĩnh mạch đó, thì nó không cái dù là tĩnh mạch hay là uống á, mà khi huyết động bệnh nhân đã ổn định rồi với cái huyết áp ok, không phải xài tăng co bóp giãn mạch, và cái cũng không phải xài giãn mạch đường tĩnh mạch ví dụ như nitroglycerin chẳng hạn, thì cái việc dùng cái thêm một cái ức chế SGLT2 đó thì nó thì theo ý kiến của em là đó là một cái điều rất là an toàn, và cái số ca mà đã xài ở viện tim thì nó cũng bây giờ thì nó cũng phải là chưa gì nó đã nhiều được, nhưng mà nó cũng bắt đầu có tích lũy kinh nghiệm và các bác sĩ cũng mạnh dạn hơn về cái vấn đề này. Em thì có một số ý kiến như vậy. Vâng, xin cảm ơn thầy Trí. Như vậy là chúng ta đã thảo luận khá nhiều về các trường hợp mà suy tim nặng vào cần phải xử trí cấp cứu, và sau khi đã ổn định chuyển trại trước khi xuất viện thì chúng ta có những cái chỉ định, và đều thấy rõ rằng vai trò của nhóm SGLT2 inhibitor 2 này rất là tốt, khá an toàn, cùng với lại thuốc kháng với mineral corticoid đối kháng là có thể sử dụng an toàn, kể cả những trường hợp mà huyết áp tương đối hơi thấp và bệnh nhân có thể vẫn còn đang phải dùng các loại thuốc để giải quyết khối lượng tuần hoàn, đó các loại thuốc lợi tiểu quai và dùng đường tĩnh mạch, và thấy là an toàn. Điều này rất là hay chứ phải không đâu, bởi vì nó sẽ giải tỏa được khá lớn những cái lo lắng của các bác sĩ tại nhiều cơ sở điều trị là không biết cho vô nó có gây gì không, tụt huyết áp không. Thì được thấy rằng là trong tất cả các loại đó, trong tứ trụ đó thì hai thứ thuốc này lại là thứ thuốc an toàn. Trước khi chúng ta sang tới các nữa thì chúng tôi cũng truyền một chút xíu là những cái thứ thuốc để điều trị suy tim, thì có lẽ tôi cũng là những người nhân chứng. Các anh chị thấy tôi là những người hồi đó còn đi làm, sinh viên còn đi làm những thứ thuốc như là Nereolin, các anh chị biết các cái cây cái lá ngón đó trong điều trị suy tim này. Rồi sau đó thì người ta nói không, chỉ có Warbain thôi, chỉ tĩnh mạch lúc đó mới điều trị suy tim. Và sau đó thì vẫn giữ vai trò của dioxin tức là digoxin, và chữa. Sau đó người ta tìm tới các thứ thuốc khác là ức chế cái DPP4-5 đó, DP5, và để được có thể tìm ra được một số các loại như Mirinol, Amrinol, cũng rất là tốt, nhưng mà đã phải dùng đường tĩnh mạch. Và cũng có hướng về vấn đề dobutamin như các anh chị nói, nhưng tất cả cuối cùng đều rơi tới cái chỗ là có hoặc là sử dụng rất hạn chế trong cấp cứu trong một số trường hợp, và không phải là thứ thuốc để dùng lâu dài điều trị bệnh nhân suy tim mãn tính. Còn hôm nay chúng ta nói tới cái này thì có thể chúng tôi xin nói một câu thôi, để cho một số các đồng nghiệp khi theo dõi cái này, chúng tôi xin lấy lỗi các đồng nghiệp đã biết rõ rồi. Một số các đồng nghiệp khác bảo tự nhiên có cái thứ thuốc này nó trước kia nó là số thứ hai hoặc số thứ ba. Theo cái kiểu gọi là điều trị step care, từng bước một đó, tức là đi từng bước một thứ này thứ kia, thì nó ngày xưa đó là thứ hai của thứ ba, bây giờ nó nhảy lên là tứ trụ, và trong cái tứ trụ đó này lại nhảy lên là có thể là một trong hai thứ có thể khỏi từ đầu nữa, thì cũng hay chứ. Nhưng mà cũng xin nói với các anh chị là nó ở đâu ra, thì nhất là nhanh, nó là những thứ thuốc thực sự ban đầu người ta tìm ra để điều trị đái tháo đường, và khi điều trị đái tháo đường thì người ta có cái nhu cầu bắt buộc phải chứng tỏ cái sự an toàn về tim mạch. Tại vì với vai trò của các cái thứ thuốc
trong cái nhóm mà cái nhóm Avandia đó, nó có gây ra một số đó. Cho nên trước khi mà để điều trị đái tháo đường, người ta phải làm các COVT, tức là các thử nghiệm an toàn về tim mạch. Thế thì cái hay của nó là không những so với lại GNP1 agonist là nó trả lời là những cái nhóm đó là an toàn, thì cái nhóm này này SGLT2 không những là an toàn mà nó lại không những an toàn, nó lại còn tốt. Bởi vậy cho nên nó chắc chắn là sẽ rất tốt khi bệnh nhân có đái tháo đường. Nhưng mà nó còn hay hơn nữa là người ta mở rộng ra là nếu bệnh nhân không có đái tháo đường thì nó có tốt cho tim và thận không, thì cái câu trả lời lại qua các cái thử nghiệm DAPA-HF vân vân các thứ thì lại là tốt luôn. Cho nên bây giờ có khi là đây ngồi đây không có người nào than cả, nhưng mà đều là tim mạch, và có lẽ dần dần để trở thành một thứ thuốc điều trị tim mạch rất là tốt. Và các anh chị thấy không những vậy, trong điều trị suy tim nó lại là thứ thuốc rất tốt, nhiều ưu điểm. Chỉ có một cái, chúng ta hãy cùng nhau học hỏi, chúng ta hãy cùng nhau thử nghiệm, và tới lúc nào đó chúng ta ngồi lại với nhau nói rằng đúng là như vậy, và trong hoàn cảnh nào đó với các cái lại thế giới cũng như trong hoàn cảnh thực tế của Việt Nam, chúng ta công nhận nó là một thứ thuốc hết sức tốt, lợi ở chỗ nào, lợi ở điểm nào, và đặc biệt là ở những nhóm bệnh nhân nào. Thì đấy là một cái rất là đặc biệt. Thế bây giờ trở lại là nếu bệnh nhân mới xuất hiện suy tim, có nghĩa là chúng ta trở lại cái step đầu tiên, cái bước một đầu tiên, thì các loại thuốc này có vai trò hay không, và việc sử dụng các thuốc này đối với các thuốc khác như thế nào, thì đấy là cái chủ đề của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hoàng Văn Sĩ, Chủ nhiệm Bộ Môn Nội Đại học Y Dược TP.HCM. Và xin đề tài là phối hợp thuốc trên bệnh nhân suy tim mới được chẩn đoán, còn hồi nãy là nặng rồi trong bệnh viện trước khi về, còn bây giờ là mới được chẩn đoán, thì chúng ta chữa cái gì và vai trò của SGLT2 inhibitor là như thế nào? Vâng, xin mời thầy sĩ ạ. Dạ, kính thưa thầy giáo sư tiến sĩ Đặng Văn Phước, cùng tất cả quý thầy cô, chủ tọa báo cáo viên. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe hai cái ca lâm sàng rất là lý thú về vấn đề sử dụng thuốc ở bệnh nhân suy tim ép giảm. Thì cái ca lâm sàng này thì em xin vô thẳng cái ca trình bày ca lâm sàng luôn trên một bệnh nhân suy tim mà chúng ta coi như là bệnh nhân mới được chẩn đoán để mới bắt đầu để chúng ta điều trị cho bệnh nhân, thì chúng ta sẽ điều trị như thế nào. Thì đây là một bệnh nhân nữ 54 tuổi, thì nghề nghiệp của bệnh nhân là bán hoa cả hoa quả thôi. Bệnh nhân thì cũng mới nhập viện tại cái khoa mà em đang điều trị, đó là ngày 14 tháng 3 năm 2022, với cái lý do nhập viện là khó thở. Thì đây là cái bệnh sử và cái tiền căn ngắn gọn của bệnh nhân. Thì cách đây là 10 năm thì bệnh nhân cũng chỉ mô tả một cách mơ hồ là có đi khám tại một cái bệnh viện, được chẩn đoán là một cái hở van hai lá nhẹ, nhưng bệnh nhân cũng không điều trị gì cả, tại vì họ nói bệnh tim gần như không đáng kể gì cả. Bệnh nhân cũng làm việc và sinh hoạt hàng ngày gần như bình thường và cũng không có triệu chứng gì cả. Cho tới một tháng trước khi nhập viện thì thỉnh thoảng khi bệnh nhân gắng sức, đặc biệt khi bệnh nhân đi nhanh hay chạy, thì tức là tập mà đi nhanh lên thì cảm giác nó hơi hụt hơi và hơi mệt, nhưng bệnh nhân vẫn không ghi nhận là có đau ngực hay có phù gì cả. Rồi 10 ngày trước nhập viện thì bệnh nhân lại thấy hai cái chân nó đầy lên, bắt đầu là ấn lõm và mềm, nhưng mà cũng không đau. Thường thì buổi chiều thì cảm thấy nhiều hơn, nhưng bệnh nhân vẫn sinh hoạt gần như là bình thường, với những công việc hàng ngày là bán hoa quả, không đến nỗi mà phải quá nặng nề như vậy. Tuy nhiên thì 3 ngày sau thì bệnh nhân lại có cái cơn khó thở về đêm, và cái phù mặc dù thì nó vẫn tương tự như vậy. Chính vì thế mà bệnh nhân sẽ nhập viện trong cái bối cảnh là khó thở, mặc dù bệnh nhân cũng không mô tả cái gì về vấn đề đau ngực. Thì đây là cái sinh hiệu khi bệnh nhân nhập viện, mạch là 80 lần một phút, huyết áp thì ghi nhận 100/60 mm thủy ngân. Cái BMI của bệnh nhân là 20 kg/m². Tính mạch cổ thì nổi, phù hai chân, phù mềm, ấn lõm và không đau. Ngoài ra thì cũng chưa ghi nhận một cái bất thường gì khác trên cái khám này. Về khám các cái cơ quan thì tim thì thấy bóng tim to với mỏm tim ở khoảng lên sườn 6, lật ra đường đắt giữa, nhịp tim thì vẫn đều, âm thổi thì nghe thì có một âm thổi thông thô. Ở đây là bạn nghĩ là cơ năng, cho nên là cũng có mô tả cụ thể chi tiết cái âm thổi. Về phổi thì nghe ran ẩm hai đáy khi bệnh nhân nhập viện, và gan 2 cm dưới bờ sườn, thì ấn thì hơi tức ở cái vùng gan là như vậy. Và bệnh nhân được làm một số những cái cận lâm sàng cơ bản về mặt sinh hóa, về mặt huyết động, thì hầu như chức năng thận, chúng ta thấy độ lọc cổ thận vẫn
trên 60, đây là 71,5, HB1C là 6,7%, yêm đồ kali 3.9, chúng ta thấy rằng men gan vẫn trong giới hạn bình thường. Ở đây ghi nhận có một cái hồng cầu nhỏ nhược sắc, và nếu mà đứng về cái tiêu chuẩn là thiếu sắc thì chúng ta thấy đủ tiêu chuẩn. Chúng ta thấy là ferritin là 269 và độ bão hòa trong ferritin là dưới 20 là 17,4%, thì đủ tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán đây là một cái thiếu sắt. Thì đây là X quang lúc bệnh nhân nhập viện, thì em xin lỗi cái hình ảnh X quang thì nó không được đẹp lắm. Thì chúng ta thấy nổi bật lên hình ảnh này đó là một cái bóng tim to, chúng ta thấy to bộ cái bóng tim như vậy và có hiện tượng xung huyết phổi, và chúng ta thấy rằng là chủ yếu là thấy phù một kẽ phù ở cái khoảng kẽ của hai cái phổi thì chúng ta làm như vậy. Về điện tâm đồ thì bệnh nhân được đo lúc nhập viện thì cũng chỉ ghi nhận, chúng ta thấy ở đây có một cái điện vẫn là nhịp xoang, chúng ta nhịp tim khoảng 82, 84 lần một phút, và chúng ta thấy ở đây vẫn là một cái điện thế ngoại biên nó thấp và nó có hình ảnh là sóng quy, chúng ta thấy rằng là cũng rất là rõ quy bệnh lý ở D3 AVF cũng như hiện tượng cắt cột từ V1 chúng ta thấy rằng là cho tới là V4 và cái hình ảnh điện tâm đồ này nó cũng không thay đổi cho đến khi bệnh nhân xuất viện. Chính vì thế trong cái trường hợp này thì cái hình ảnh điện tâm đồ này thì hướng tới những cái chẩn đoán có thể là một cái nhồi máu cơ tim cũ hoặc cũng có thể là một ảnh giả nhồi máu cơ tim khi chúng ta thấy nó lan tỏa những cái sóng quy liên tục như vậy. Và bệnh nhân sau đó được chuyển lên trại thì bệnh nhân được làm những cái siêu âm tim, thì chúng ta thấy siêu âm tim cũng cho thấy rằng là giãn, chúng ta thấy rằng là buồng tim bên trái, thất trái và nhĩ trái, và chúng ta thấy là giảm co bóp toàn bộ coi như là thất trái, hở van hai lá ở đây chúng ta thấy cái van vẫn còn tốt và hở van hai lá ở mức độ trung bình do giãn cái vòng van thôi. Thì đây là cái kết quả hình ảnh của siêu âm. Và siêu âm tim đánh dấu mô cơ tim thì chúng ta thấy rằng là cho thấy nó giảm động toàn bộ cái thất trái, chứ nó cũng không khu trú đặc biệt ở cái vùng nào cả. Và với cái sức căn dọc toàn bộ thất trái là giảm, chỉ còn âm 7,1% mà thôi. Còn buồng thất trái thì chúng ta thấy rằng đường kính thất trái thì khâm trương là 56mm giãn rộng, cũng phù hợp với hình X quang cũng như khám lâm sàng mà vừa rồi tôi có mô tả ở trên. Về troponin thì cái ca này thì tôi cũng xin trình bày cái diễn tiến của troponin. Troponin khi nhập viện là 0.86, chúng ta thấy tăng ở mức độ nhẹ, nhưng mà theo dõi ngày thứ 2 sau đó ngày thứ 14 chúng ta thấy gần như nó không biến động gì đáng kể. Chúng ta thấy cái độ chân ngày thứ nhất, ngày thứ hai chỉ khoảng 3,4% thôi. Chúng ta thấy rằng có một cái tổn thương cơ tim đó, nhưng cái tổn thương này cái kiểu không phải là của nhồi máu cơ tim khi nó tăng giảm theo những cái tiêu chuẩn của nhồi máu cơ tim, mà có lẽ trong cái bệnh cảnh của một cái suy tim có thể làm tăng men tim nhiều hơn. Và cái NT-proBNP thì tăng rất cao, 2072 picogram trên ml. Thế vậy đứng về tiêu chuẩn thì chúng ta thấy cái ca này đủ tiêu chuẩn để chúng ta chẩn đoán là một cái suy tim EF giảm, và có lẽ bệnh nhân vô trong cái đợt này vẫn là một cái suy tim cấp. Và trước đây hoàn toàn bệnh nhân cũng không thấy khám để mà theo dõi để biết rằng là mình có hay không có suy tim từ cái thời điểm nào. Theo cái bệnh sử thì có thể là chúng ta thấy rằng là cách đây một tháng bắt đầu nó có triệu chứng thôi, nhưng cũng hoàn toàn không được điều trị gì cả trước đây. Chính vì thế cái ca này thì cái nhóm bác sĩ điều trị trong khoa thì họ chẩn đoán là một cái đợt mất bù suy tim, phân suất tống máu giảm. Nguyên nhân có thể là do một cái nhồi máu cơ tim cũ, hoặc cũng có thể là do một cái bệnh cơ tim giãn trên cái nền bệnh nhân có thiếu sắt. Thì đây cũng là cái suy tim lần đầu tiên bệnh nhân được chẩn đoán và được điều trị, còn trước đây thì bệnh nhân chưa được điều trị gì cả. Như vậy quay lại cái phác đồ điều trị suy tim của SC 2021 thì chúng ta thấy rằng là lợi tiểu đấy, để giảm xung huyết vẫn luôn luôn như thầy Chí cũng đã trình bày cũng như thầy Hùng đã trình bày là một trong những cái thuốc mà chúng ta cần phải xem xét cân nhắc khi bệnh nhân nhập viện vì vấn đề chúng ta thấy là suy tim cấp hoặc là suy tim mất bù. Bên cạnh chúng ta thấy rằng là bốn cái nhóm thuốc nền tảng chúng ta thấy, thì đối với ca lâm sàng này về mặt thời điểm chẩn đoán, về mặt nguyên nhân, về mặt những cái huyết động của bệnh nhân khi bệnh nhân nhập viện như vậy, thì nếu như chúng ta điều trị thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng những thuốc nào trong những cái thuốc nền tảng là bốn cái nhóm thuốc như điều trị suy tim. Thì đây là cái câu hỏi mà em đặt ra trên cái bệnh án này, nhưng mà chắc có lẽ em xin phép thầy Phước cũng như các thầy em xin trình bày luôn rồi sau đó thảo luận để thấy cái ca lâm sàng này thì thực sự ra thì tụi em điều trị như thế nào trên cái đối tượng này.
Vấn đề chúng ta bắt đầu bằng cái thuốc này nào thì có lẽ cái câu trả lời một cách chung nhất vẫn là chúng ta cá thể hóa, chúng ta điều trị. Và rồi thầy Chí cũng đã trình bày 4 cái đặc điểm để chúng ta có thể quyết định là chúng ta lựa chọn cái thuốc nào để chúng ta điều trị qua các cái thẻ hay là lâm sàng, tức 11 thẻ lâm sàng khác nhau. Thì với cái ca lâm sàng này thì có lẽ theo em thì bệnh nhân sẽ rơi vào một trong hai cái tình huống này. Tại vì huyết áp của bệnh nhân là 10/6, 10/7, chúng ta thấy có vẻ nó nằm chậm chèm ở đây, chậm chèm ở trong khoảng này. Nhịp tim bệnh nhân 82-84 thì nằm trong này vẫn là nhịp xoang, bệnh nhân không có gì, không có rung nhĩ, bệnh nhân không có bệnh thận mãn. Thế như vậy chúng ta thấy rằng là trong cái khuyến cáo là cá thể hóa thì chắc có lẽ thì cái thuốc mà chúng ta có thể xem xét tới ở đây, một là ức chế SGLT2, chẹn beta, cái nhóm ức chế hệ thống RAS, và trong đó có lợi tiểu kháng aldosterone. Bên cạnh chúng ta thấy lợi tiểu để giảm sung huyết và xem xét cái ivabadin. Nhưng mà cái ca này thực tế bệnh nhân được điều trị như thế nào? Thì thực sự ra khi bệnh nhân nhập viện trong cái bối cảnh buổi tối cấp cứu hôm đó thì bệnh nhân được cho 2 ống Placid, tức là 40mg, và sáng hôm đó bệnh nhân lại được cho một lần nữa. Tại lúc đó bệnh nhân vẫn khó thở, nằm đầu qua, phù chân, gan 2cm, tĩnh mạch cổ nội, v.v. Bác sĩ thì buổi sáng ngày hôm sau, cái này họ cho trong cái đêm trực, hôm sau thì họ cho cái lợi tiểu kháng aldosterone là 50mg spironolactone, họ cho aspirin 81mg và họ cho losartan. Buổi hôm đó trong tủ trực thì có losartan. Buổi sáng thì họ cho 50mg một viên uống. Thì cái ca này thực tế thì tại khoa thì bác sĩ trực vào buổi sáng họ xử lý như vậy. Thì đây là cái diễn tiến của bệnh nhân khi mà chúng em điều trị. Thì cái ngày thứ nhất chúng ta thấy rằng là mặt 84, huyết áp 10/6, bệnh nhân vẫn có khó thở, phù, gan to, chúng ta thấy tĩnh mạch cổ nội. Thì lợi tiểu sau khi chích như em vừa trình bày thì tới ngày thứ hai chúng ta thấy rằng là tình trạng khó thở có cải thiện, mặc dù bệnh nhân vẫn còn phù, gan vẫn còn to, phổi vẫn còn nghe. Và này bác sĩ để họ chuyển sang, chúng ta thấy rằng sau khi chích 4 ống họ chuyển sang cho furosemide là uống, và cho một viên là 40mg uống. Thì buổi sáng họ đã chích là một ống rồi, và họ thêm isosorbid dinitrat 60mg. Tuy nhiên khi họ cho như vậy thì tới ngày thứ ba thì huyết áp bệnh nhân còn có 90/50 thủy ngân mà thôi, mặc dù nhịp tim bệnh nhân 70, bệnh nhân bớt khó thở nhiều hơn, bớt phù hơn, phổi không nghe ra nữa. Thì lúc này thì bác sĩ lại lúng túng, bắt đầu họ lại giảm cái lô sạc tăng xuống 25mg mỗi ngày, và họ ngưng luôn cái nitrat. Bên cạnh đó họ thêm cái atorvastatin. Tại khi họ nghĩ rằng đây có thể là một cái nhồi máu cơ tim cũ là như vậy. Và diễn tiến thì cho tới ngày thứ 7 tình trạng bệnh nhân càng ngày càng tốt hơn, huyết áp bệnh nhân vẫn dao động, tâm thu là khoảng 90, tâm trương khoảng là 50-60 mét thủy ngân thôi. Thì tới ngày thứ 8, khi mà bệnh nhân hết phù, hết khó thở, gan nhỏ lại, phổi không ran nữa rồi, hoàn toàn bệnh nhân như vậy rồi, thì bác sĩ điều trị họ cho một lúc như vậy là bisoprolol, ta thấy liều rất thấp, tức là 1,25mg, dapagliflozin 10mg, chúng ta thấy dapagliflozin họ cho được cái liều theo đúng cái liều khuyến cáo. Còn acne cũng cho một cái liều rất là thận trọng, tức là viên 50mg cũng cho có nửa viên nhân 2, và lúc này họ ngưng cái furosemide. Bởi lẽ chúng ta thấy khi họ cho cái này họ nghĩ rằng có thể đưa tục huyết áp hơn nữa, tại vì huyết áp bệnh nhân cũng chòm chèn trong cái khoảng 90-60, 90-50mm thủy ngân. Thì cho cái này vô thì theo dõi tình trạng bệnh nhân thì vẫn ổn định. Thì lúc này bác sĩ họ đánh giá thêm, tức là có cần điều trị thêm nữa cho bệnh nhân hay không. Thì chúng ta đang nghĩ rằng đây là một bệnh cơ tim giãn, hoặc cũng có thể đây là một cái nhồi máu cơ tim cũ. Và với một cái EF thấp như vậy thì có vai trò hay có chỉ định để chúng ta đặt một cái máy pháo rung tự động cho bệnh nhân hay không. Thì sau đó bệnh nhân được chụp mạch vành, thì đây là kết quả chụp mạch vành. Chụp động mạch vành bên phải chúng ta thấy là hoàn toàn chúng ta gần như bình thường, chỉ có thâm nhiễm nhẹ bên đây thôi. Động mạch vành bên trái thì chúng ta thấy rằng có một cái tổn thương rất khá nặng ngay cái chỗ chia đôi ra cái nhánh chéo đây. Thực ra khi mà bung cái bóng lên thì nó hẹp rất là dữ, tức là cái eo của nó thấy rất là rõ ràng. Và đây là hình ảnh sau khi mà chúng em can thiệp cái động mạch vành, can thiệp bên đây thì nó rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng là với một cái tổn thương ở cái nhánh này, nó có đủ giải thích cho một cái giảm động toàn bộ một cái thắt trái hay không, hay không ép thấp vậy hay không, thì cái này chắc có lẽ thì không phải là cái chủ đề ngày hôm nay, cho nên em cũng không có đi sâu vô chi tiết. Chỉ thấy rằng ca này cũng có một cái tổn thương mạch vành. Thì bệnh nhân sau đó thì được can thiệp mạch vành và bệnh nhân cũng được cấy một cái ICD. Sau đó bệnh nhân được tăng cái statin lên là 40mg atorvastatin và thêm clopidogrel trước và sau khi bệnh nhân được can thiệp mạch vành. Mặc dù chúng ta thấy rằng là các cái thuốc nền tảng về vấn đề suy tim vẫn đang sử dụng ở cái liều thấp, thấp với đủ bốn nhóm là bisoprolol,
dapagliflozin, acne và là lợi tiểu kháng aldosterone như vậy. Thì thực sự ra thì trong cái khuyến cáo mới nhất của trường môn tim Hoa Kỳ 2022 trong cái hội nghị ACC vừa rồi đó thầy, online đó, thì trong cái khuyến cáo này thì vừa rồi thầy Hùng cũng đã trình bày nó cũng gần như cũng giống như của SC 2021, nhưng ở đây ACC họ khẳng định sau cái bản đồng thuận vào tháng 3 2021 là bốn cái nhóm thuốc thấy rằng là acne, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, chẹn beta, chúng thấy lợi tiểu cholesterol và ức chế estrogen, họ cho thành một cái nhóm, chúng ta thấy ở đây là nên, họ có bước đầu tiên là nên được bắt đầu cùng lúc khi mà chúng ta khởi động với cái liều thấp ở bệnh nhân suy tim ở em giảm, hơn là chúng ta đi từng bước. Đương nhiên vẫn có một cái chiến lược khác là chúng ta đi từng bước, nhưng mà ở trong đây cái bước này họ khuyến cáo nên cùng lúc và với cái liều thấp bên cạnh chúng ta cho cái thuốc lợi tiểu để chúng ta điều trị sung huyết như cái bài của thầy Trí cũng như thầy Hùng đã trình bày. Thì cái việc chúng ta thấy rằng là bác sĩ họ cho như vậy chắc có lẽ họ cũng tuân theo cái khuyến cáo của ESC và họ cho cũng rất là thận trọng, tại vì lúc này thì lúc mà bệnh nhân này thì chưa có cái hội nghị của ACC này diễn ra là như vậy. Rồi về cái kết quả theo dõi diễn tiến, đối với theo dõi diễn tiến của chức năng thận thì chức năng thận lúc bệnh nhân vô ngày hôm sau có kết quả là độ lọc cầu thận là 71.53, thì tới ngày 14 á, thì khi điều trị suy tim tình trạng nó cải thiện rất tốt thì độ lọc cầu thận nó lên, nhưng mà chúng ta thấy rằng là tới tuần thứ hai, tại vì ca này phải chờ để mà cấy cái ICD cho nên thời gian nó mất hơi lâu, thì cái độ lọc cầu thận chúng ta thấy rằng là nó xuống. Như vậy chúng ta thấy cũng tuân thủ giống như là thầy Trí đã trình bày là có sự dao động cái độ lọc cầu thận khi chúng ta sử dụng cái nhóm ức chế estrogen, và cái sự giảm này vẫn nằm trong cái biên độ, tức là một cái giảm chức năng cho phép. Còn về cái BNP thì tụi em có theo dõi là khi bệnh nhân vào và khi bệnh nhân chuẩn bị xuất viện thì nó có giảm, nhưng mà giảm chỉ âm 8.5% mà thôi. Thì nếu đứng về cái tiêu chí mà chúng ta thấy rằng là để mà cải thiện tốt về cái chỉ số NT-BNP, do chúng ta đánh giá ở đây mới có 2 tuần, thường là đánh giá 2 tuần, 4 tuần, 8 tuần và 12 tuần, thì BNP khi xuất viện người ta vẫn khuyến cáo là dưới 1.000 picogram trên ml thì cái tiên lượng, cái kết cục nó thấp hơn, hoặc chúng ta thấy là chúng ta đánh giá sau 4 hoặc là cho tới 10 tuần theo những công trình nghiên cứu mà nó giảm được trên 30% thì vẫn có hiệu quả hơn. Ở đây chúng ta thấy chúng ta sử dụng cái liều của các cái nhóm thuốc vẫn còn rất thấp, thì hy vọng rằng là theo dõi sau đó nếu như chúng ta tăng được liều lên thì cái vấn đề bệnh nhân sẽ được cải thiện hơn. Thì đây là cái toa thuốc trước khi xuất viện chúng em sử dụng, đó là acne vẫn là 50mg mỗi ngày, spironolactone 50mg, bisoprolol có 1.25mg cộng với là dapagliflozin với cái liều full ở đây theo khuyến cáo là 10mg, và bên cạnh những cái thuốc điều trị cho cái bệnh mạch vành là statin kháng tiếp tục tiểu cầu kép. Thì cái thông điệp từ cái ca lâm sàng này thì em muốn truyền tải là thứ nhất là vấn đề khởi trị bốn cái thuốc nền tảng cho một bệnh nhân suy tim ở ép giảm mà chưa điều trị một cái thuốc suy tim trước đây bao giờ cả, thực sự ra đối với chúng em vẫn còn là những cái thách thức, tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cái bệnh cảnh suy tim của bệnh nhân để chúng ta quyết định. Như vừa rồi em đã nói là bốn cái yếu tố, và cái quan trọng hơn nữa là cái sự quen thuộc sử dụng các cái thuốc kinh điển trước đây, đó là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc lợi tiểu kháng aldosterone hay chẹn beta. Đối với bác sĩ có lẽ cái đó chúng ta cũng đã được quen bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ một cái nhóm thuốc mới đã được chứng minh hiệu quả và an toàn vẫn còn là một cái gì mà bác sĩ còn e ngại khi sử dụng. Một cái thông điệp thứ hai là cái nhóm ức chế estrogen là cái nhóm thuốc thì qua ca lâm sàng này chúng ta vẫn có thể khởi trị cho hầu hết những bệnh nhân trước khi bệnh nhân xuất viện, nhưng thực tế vẫn còn những cái khó khăn mà em nghĩ rằng có thầy Phước ở đây cũng như thầy Hùng ở đây, chúng ta cũng có lẽ cũng cần có một cái khuyến cáo tại Việt Nam cho bệnh nhân điều trị suy tim mà không có đái tháo đường, và tăng cường sự quan tâm của nhân viên y tế hơn nữa về lợi ích cũng như những cái hạn chế của nhóm thuốc này. Thì đó là cái ca lâm sàng em xin chia sẻ. Em xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Trí đã có một cái trường hợp lâm sàng cũng khá là đầy đủ và cũng khá đặc trưng, khá là điển hình cho các cái trường hợp mà suy tim, mà cái suy tim đầy đủ với lại cái phân suất tông máu giảm, khá đầy đủ triệu chứng và diễn biến của nó, cũng như là việc đã điều chỉnh như thế nào, thậm chí kể cả các cái kết quả cận lâm sàng. Theo tôi thì cái này là chắc là có nhồi máu cơ tim với QS 1, 2, 3, D3, AVF vân vân, và các triệu chứng đó cũng khá rõ. Những cái thông điệp từ ca lâm sàng của thầy sĩ thì có vẻ hơi dè dặt, và cũng là nói thực tế như vậy, thì chúng ta chút xíu nữa khi thảo luận thì các anh chị có thể cho thêm. Chúng tôi không biết thầy Hùng có ý kiến gì về các cái thông điệp này không, khởi trị
phụ thuộc vào bệnh cảnh suy tim của bệnh nhân. Điều đó có nghĩa rằng có khi không cần phải 4, có khi bắt đầu bằng 2 hoặc 3 rồi mới thêm, vân vân. Và đấy, thứ hai nữa là con nêu lên sự quen thuộc của các thuốc trên men chuyển đến chi thụ thể ấy. Và đồng thời chẹn beta gần như chắc rồi. Cái việc mà khởi đầu ngay từ ban đầu bởi các cái thuốc kia theo tôi và chưa đâu. Và chính vì cái chưa đó cho nên là cái ý kiến thứ hai là cần có khuyến cáo Việt Nam cho bệnh nhân suy tim không có đái tháo đường. Thì cũng xin nói với các anh chị, nếu khuyến cáo thế giới thì chắc chắn là không có đái tháo đường, nó vẫn có rồi. Là vì tất cả các cái thử nghiệm DAPA-HF với cả là bản thân cái đưa vào đã không có đái tháo đường tới khoảng hơn một nửa rồi, 2/3 rồi. Nhưng mà tác dụng của nó vẫn rất là tốt. Có cái là thậm chí người ta còn trở ngược thêm nữa, là không những suy tim với phân suất tống máu giảm, tức là HFR reduced ejection fraction, mà bây giờ cả cái preserve, tức là nhiều suy tim với phân suất tống máu bảo tồn, bây giờ cũng đã có kết luận là nó cũng có tác dụng. Và đấy cũng là một cái điều rất là mới, cũng có thể sẽ mở rộng ra trong vấn đề sử dụng cái thuốc này còn sớm hơn. Chứ chúng ta thấy nó xuống dưới từ 40 tới 50 thì cái đó là khá rõ rồi. Và không cần có đái tháo đường cũng đã tốt. Thì cái này chúng tôi biết là thầy Hùng cho ý kiến đến vừa rồi là có ra chưa, và trong ra thì hình như là có cả dapagliflozin lẫn cả thuốc ca và rồi. Chứ mời thầy Hùng ạ. Empagliflozin. Vâng, cảm ơn thầy Phước ạ. Xin báo cáo với thầy Phước và em sẽ có hai ý ạ. Ý thứ nhất là cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam thì đã họp xong và đã ra một cái công văn lên Bộ Y tế để chúng ta sẽ chỉnh sửa lại cái hướng dẫn điều trị suy tim cập nhật, và Bộ Y tế đã có công văn trả lời, đã thành lập hội đồng và Bộ Y tế sẽ chính thức sẽ ban hành một cái quyết định về cái hướng dẫn điều trị bệnh nhân suy tim, và trong đó cái tinh thần là cũng từ cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam và chính thức đưa các thuốc ức chế SGLT2 vào trong cái chỉ định của điều trị suy tim có phân suất tống máu giảm, cũng như là bắt đầu đưa vào ở một số trường hợp suy tim có phân suất tống máu bảo tồn và phân suất tống máu giảm nhẹ. Thì cũng xin thông báo là với các thầy như vậy là sẽ chắc là đến tháng 5 thì sẽ có cái quyết định của Bộ Y tế về cái hướng dẫn điều trị suy tim, và cái tinh thần cũng sẽ dựa trên cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam. Vấn đề số 2 thì cũng rất là thống nhất với cái khuyến cáo và cái message của Phó Giáo sư Sĩ. Đấy là chúng ta thấy rằng là trong thực tế thực hành chúng ta điều trị, chúng ta vẫn còn khá là dè dặt trong cái việc chúng ta đẩy nhanh cái tiến độ là cho bệnh nhân cùng một lúc cái tứ trụ. Bởi vì trong thực tế, trong thực hành thì khi mà các bác sĩ hết sức là dè dặt và hết sức là sẽ rất lo sợ khi chúng ta cùng một lúc cho 4 thứ thuốc. Và bản thân em cũng xin chia sẻ một ca lâm sàng khi mình cũng vừa một cái nhân viên của mình cũng rất là hồ hởi cho một cái bệnh nhân 4 thứ thuốc, thì ngay ngày hôm sau bệnh nhân tụt áp và khá là nặng nề và rất cả là sợ. Thì hóa ra là chúng ta cũng hồ hởi quá, chúng ta không để ý tới những cái khía cạnh khác của người bệnh, đặc biệt là khi huyết áp cũng như là cái bệnh nhân của Việt Nam chúng ta là cái cân nặng cũng còn tương đối còn nhẹ, và chúng ta cho một cái liều khá là cao so với cái người bệnh Việt Nam của chúng ta. Nhưng cái tinh thần mà chúng ta thấy là ngay cả trong của Hội Tim Mạch Châu Âu và đặc biệt của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ vừa rồi, người ta nói là nếu có thể chúng ta cho càng sớm càng tốt 4 cái thứ thuốc đó. Nhưng người ta cũng nêu thêm một câu, nhưng ở cái mức độ an toàn nhất. Thì quay trở lại cái ca bệnh nhân của Phó Giáo sư Sĩ thì cũng thấy là rất là đồng ý với các cái phương pháp tiếp cận. Nhưng mà chúng ta đâu đó thì chúng ta cũng hơi nặng về cái mạch vành, khi cái huyết áp bệnh nhân còn tương đối ổn thì chúng ta lại tăng rất là nhiều cái liều của nitrat cũng như là các cái thuốc khác, thay vì là chúng ta nghĩ tới cái 4 cái tứ trụ kia. Nhưng trong cái bối cảnh đó khi chúng ta chưa chụp được mạch vành thì em cũng hoàn toàn thống nhất là chúng ta tiếp cận như vậy, và sau đó là rất là nhanh chóng thì chúng ta đã tiếp cận bằng là con đường là của cái tứ trụ để chúng ta cho bệnh nhân, và hết sức là đồng ý với cái message như vậy. Và xin cảm ơn thầy. Và chúng tôi xin muốn mời thêm bác sĩ tiến sĩ Hồ Huỳnh Quang Trí có ý kiến gì không? Trong khi đó thì cũng có thể có những thứ thuốc mà chúng ta đã xài cũng hơi quen rồi. Đó là nhóm tác động tới cái chuyển hóa ở tế bào. Đó là trimetazidine. Và trong khi đó có cả thứ thuốc mà đã được đó là ivabradine. Ivabradine thì nó có cái chỉ định của nó rất là tốt trong nghiên cứu SHIFT thì đã rất là tốt. Vai trò của các thứ thuốc đó như thế nào? Xin thầy Trí có thể có ý kiến và ý kiến thêm bổ sung. Dạ vâng, cảm ơn thầy Phước. Thì thật ra thì cái ca lâm sàng của thầy sĩ trình bày nó cũng phản ánh một cái thực tế là
các bác sĩ của mình nhiều khi cũng chưa có quen với cái việc phối hợp sớm bốn thuốc. Thật ra thì trong cái hướng dẫn của ESC thì người ta nói là chúng ta phối hợp sớm, hay là cái văn kiện đồng thuận năm 2021 của trường môn tim Hoa Kỳ thì người ta cũng nói là phối hợp sớm, nhưng mà không nhất thiết với chúng ta phải cho cùng một lúc. Tức là nếu mà mình phối hợp sớm mà mình lần lượt cho, và người ta nói là đã làm cách nào để trong vòng 4 tuần, tức là trong vòng 1 tháng mà bệnh nhân có được đủ 4 thuốc thì nó là tốt. Thì tôi nghĩ là chúng ta cũng không phải là ngay cái đợt nhập viện đó mình cho một lần 4 thuốc, nhưng mà mình phải tức là có những cái phác đồ điều trị của bệnh viện, và mình phải huấn luyện anh em thế nào để anh em nhớ là khi mà đã chẩn đoán là như vậy là HFrEF rồi đó, tức là suy tim phân số máu giảm, thì lần lượt là phải có 4 thuốc đó, làm cách nào trong vòng 1 tháng là bệnh nhân phải có đủ. Và như vậy thì chúng ta có thể là mình sẽ tổ chức những cái đợt mà gọi là chấm điểm bệnh án phòng kế hoạch tổng hợp. Chúng ta xem xét bệnh án, chấm điểm bệnh án xem là điều trị có đúng hay không, thì cuối cùng là anh em sẽ quen dần với lại những cái cách điều trị này. Dạ, xin hết. Ý kiến của thầy Chí thì rất đúng, và đó chính là cái tôi rất là phân vân. Tại vì thực sự nếu chúng ta không nói tới giai đoạn nằm viện, chúng ta điều chỉnh như hồi nãy nói là quá lời rồi, nhưng mà cũng có khi không thể được. Tại vì nếu mà hàng tháng thì không có phải nghĩa là vì chúng ta phải cho đủ 4 thứ mà thời gian theo dõi hàng tháng. Có thể bệnh nhân vô viện 2 tháng, 2 tuần quay trở lại, và như vậy thì nhiều lần quay trở lại. Nhưng cũng xin nói với các anh chị, chúng tôi biết rất rõ, các anh chị nào mà thắc mắc tôi thì cứ gặp tôi. Việc khám hiện tại khám ngoại trú ở bệnh viện, ở các bệnh viện lớn từ Nhân dân Gia Định cho tới Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, nó có một cái kẹt là khi các anh chị cho bệnh nhân đi về, và cái tái khám đó gặp rất nhiều các rủi ro. Và những rủi ro đó nhiều khi cũng không phải là tại bệnh nhân, tại vì các anh chị có một cái ngày khám nhất định, các anh chị có hẹn để tên hẳn thành là Đặng Văn Phước chiều thứ ba hàng tuần, nhưng mà khi hỏi bệnh nhân tại sao bệnh nhân không trở lại thì bệnh nhân nói rằng: thưa bác sĩ ơi, ở chỗ chúng tôi đi nó phải tập hợp lại, khi anh ở dưới đủ khoảng tất cả, ông kia khám xương, ông này khám khớp, ông kia khám phổi thì bọn tôi mới tổ chức đi, mà nó vô không phải ngày thứ ba nữa, nó vô ngày thứ tư thì tôi cũng phải đi. Và khi đi lên thì lại gặp một ông bà hoặc x khác không hiểu được cái chuyện mà chúng ta định cho cái gì, và trong quá trình đang cho như vậy sẽ thêm cái gì. Cái thông tin đó không phải là luôn luôn với nhau, và như vậy thì hoàn toàn nó mất đi rất là nhiều. Thậm chí chưa kể rằng một trong cái thấy rằng là thấy ngứa tay lắm, phải thay đổi các thứ thuốc đó nó mới chịu đựng được. Và cho nên những thứ thuốc đã có sẵn rồi, đáng nhẽ chỉ cần thêm thôi, thì lại thay đổi. Và vì vậy cho nên là đấy là cái chuyện mà rất khó. Và do đó cho nên chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà giữ cái khám, đặc biệt là giữ được cái khám, tái khám đó rất là tốt. Làm sao có thể thông tin được với những đồng nghiệp khác rằng chúng tôi đang cho như thế này. Nếu bệnh nhân đó tốt thì có thể tiếp tục, nếu bệnh nhân không tốt thì có thể là thêm cái thứ thuốc gì đó. Thì cái đó lại rất khó. Cái đó nói thì nghe rất hay, nhưng mà rất khó. Chứ nói thật với các anh chị, anh chị nào mà nói là tốt thì cho tôi. Và chưa kể rằng ta còn thay đổi các cái thuốc của các đồng nghiệp trước nữa. Thì đấy là những ý kiến rất là hay, rất là thực tế. Ở đây chỉ có một cái rất lấn cấn trước khi chúng ta sang cái về thận. Xin hỏi thầy sĩ là tại sao cái trường hợp này khi chọn cái nhóm ức chế men truyền, ức chế thụ thể và nhóm acne thì lại chọn lô sắc tăng? Và trong khi đó có một số các cái guideline thì bây giờ người ta đề là cả ACE inhibitor, ARN, tức là gọi là thuốc ARB, và sau đó thì acne. Nhưng có một số cái thì nó chỉ đề là ACE inhibitor với acne thôi. Và lúc đọc ở dưới thì người ta nói rằng là nếu vì lý do nào phản ứng hoặc là không tác dụng phụ với lại ức đấy thì lúc đó người ta mới dùng ARB, tức là lô sắc tăng và ten vi sắc tăng vân vân. Thì ở đây có vấn đề gì trong cái chuyện đó không? Có một cái điều gì tế nhị không? Hay là chúng ta có thể nhóm chung đó, nó gọi là ARS, tức là renin angiotensin system, gọi là hệ thống tác dụng cây đó, blockage của hệ thống aldosterone system. Thầy cho. Và lý do tại sao quân của thầy lại cho lô sắc tăng, lại không cho perendoprine, print, nhiều thứ print lắm. Dạ, nhớ là nó rẻ. Và nếu nó không ho, người bệnh cũng đỡ được một phần nào chứ phải không, nếu nó vẫn còn có tác dụng. Dạ, đây cũng là một trong những cái ý mà thầy đã tìm ra trong cái bệnh án này. Thực sự ra thì trong khoa em thì hầu như những bệnh nhân nếu mà
cái khả năng họ họ được là từ em đều chuyển qua ACNI hết thầy, trước khi bệnh nhân xuất viện. Thì những cái ca mà khi bệnh nhân vô, chính vì lý do như vậy, hầu hết nếu như xài cái nhóm ức chế tổng RAS là khởi động bằng cái nhóm ức chế thụ thể để sau đó chúng em chuyển luôn sang cái nhóm ACNI, không cần phải ngưng một cái khoảng thời gian theo khuyến cáo là 36 giờ. Đó là cái lý do mà tại sao thì hầu hết thì trong khoa chúng em lại khởi động, nếu mà dùng cái nhóm ức chế hệ thống RAS trong suy tim á, là bắt đầu bằng cái nhóm ức chế thụ thể trước, rồi sau đó bắt đầu chuyển qua cái nhóm ACNI. Cái ca này chuyển qua hơi trễ, để vì huyết áp bệnh nhân nó cứ hơi tà tà, hơi thấp thấp này, 10 rồi sau nó còn 9, chính vì thế mà chuyển sang ACNI hơi hơi bị rẻ rặt, sau đó là một tuần sau bắt đầu mới chuyển sang cái nhóm đó. Dạ. Vâng. Thì đấy cũng là một vấn đề chứ không đâu, nếu chúng ta đi giao xét, chúng tôi luôn luôn có nói rằng thế này, một cái toa thuốc hoặc một cái y lệnh của các bác sĩ khi chúng tôi đi buồng hoặc hỏi hoặc là xem toa thuốc đó, nếu hỏi những bác sĩ đó và bác sĩ đó nói rất rõ, phản ứng rất nhanh, rất rõ, thì chúng tôi hiểu rằng người ta đã có tư duy rất kỹ về chuyện đổi hoặc là chọn. Chứ còn nói rằng em cũng không nhớ nữa, hình như là thế kia, thì lúc đó chúng ta cẩn thận. Tôi rất mong các bác sĩ trẻ, các bác sĩ bây giờ làm thực hành trong từng thuốc một, trong khi chúng ta tính toán, chúng ta đều có trong đầu một cái sự tính toán và có tính toán hết sức kỹ, hoặc là kinh nghiệm của mình, hoặc là cả thuốc đó cho vân vân nhá. Thì mong rằng là như vậy. Chúng ta không có thời gian nữa, cho nên chúng tôi xin trân trọng mời tiến sĩ bác sĩ Vũ Quỳnh Nga, Phó Giám đốc Viện Tim Hà Nội. Xin tiến sĩ Nga có ý kiến gì về những cái chuyện mà liên quan tới sự khởi đầu của tứ trụ, hoặc là có gì khó khăn không, thì tiến sĩ Quỳnh Nga cho biết. Và nếu không, hoặc là nếu nói xong cái ý kiến đó, thì chúng tôi cũng xin trân trọng mời tiến sĩ Quỳnh Nga báo cáo luôn cái đề tài của mình. Một cái đề tài rất rất là hay, có thể nói rằng một trong những đề tài nó là điểm nhấn của cái nhóm nhóm này đã, nhóm SGLT2 inhibitor, là một trong điểm nhấn. Đó là lợi ích của SGLT2 inhibitor trên bệnh nhân suy tim kèm theo suy thận. Và xin mời tiến sĩ Nga. Em chỉ có một ý kiến là với những bệnh nhân mà suy tim mới mắc tầm huyết cao của thầy sĩ, thì mình bệnh nhân trong bệnh viện nó sẽ là cái bước khởi đầu của mình cho bốn nhóm thuốc tứ trụ, và có thể sẽ là liều thấp thôi chứ mình không cho liều cao, và mình sẽ cho dần dần trong vòng 4 tuần. Thì cái việc 4 tuần đấy không phải bệnh nhân sẽ nằm viện được 4 tuần đâu, mà bệnh nhân có thể là ra viện xong là 1 tuần hoặc 2 tuần sau, tùy theo tình trạng bệnh nhân, rõ ràng là phải cá thể hóa tình trạng bệnh nhân. Và sau đấy thì trong những tháng sau mình sẽ cố gắng để mình chỉnh liều, bởi vì như kháng ức chế SGLT2 thì mình chỉ có một cái liều duy nhất, như là dapagliflozin hoặc là empag thì đều là liều 10, nhưng mà các thuốc chạy beta hoặc là ức chế men chuyển hoặc là ACNI nó đều có những cái liều mà mình có thể chỉnh dần liều, thì mình sẽ cố gắng chỉnh liều trong những tháng sau để đạt được cái liều mà tối ưu mà bệnh nhân, tức là liều tối đa bệnh nhân có thể dung nạp được, để mình đạt được cái hiệu quả tốt nhất cho thuốc ạ. Em hết ạ. Sau đấy thì rất là cảm ơn, đúng là như vậy đó. Chứ nói thì rất là dễ, nhưng mà chỉnh ngay cả liều của beta blocker hay là liều của ACNI người ta cũng có, và ngay cả liều của lợi tiểu nữa. Trong lợi tiểu thì chúng ta có nói tới vấn đề về phối hợp giữa các thứ thuốc furosemide với lại verospirone, có. Bây giờ nó có những cái viên thuốc nó có 10 hay là 20 mg furosemide cộng thêm với lại khoảng 25 mg. Rất là tốt. Chúng ta có thể uống một loại vừa giữ kali đồng thời vừa có lợi tiểu. Thì tất cả những chuyện đó trong những quá trình khi mà chúng ta khám lại cho bệnh nhân, có thể thay vì uống 2 viên chúng ta còn uống 1 viên. Đừng quên rằng số lượng thuốc uống quá nhiều, quá phức tạp là một trong những yếu tố làm mất đi sự gắn kết của bệnh nhân đối với điều trị. Và chúng ta nếu lấy bệnh nhân làm trọng tâm, chúng ta luôn luôn nghĩ tới cái chuyện làm sao cho bệnh nhân uống dễ nhất, đảm bảo được nhất, tuân thủ được dễ nhất. Thì cũng xin nói đây cũng nó không phải là cái chủ đề ngày hôm nay. Hôm nay chủ yếu là thành phần đó. Vâng, chúng tôi nếu mà tiến sĩ Nga không có mình còn gì thêm, chúng tôi mời tiến sĩ Nga trình bày cái phần của mình ạ. Thì tiếp theo 3 bài báo cáo rất là hay của về các khía cạnh khác nhau của bệnh nhân, những cái bệnh cảnh khác nhau của bệnh nhân suy tim trên lâm sàng, thì em xin trình bày một cái bệnh cảnh mới cũng khá là thường gặp, đó là lợi ích của ức chế SGLT2 trên bệnh nhân suy tim kèm suy thận. Chúng ta được thấy rằng là bệnh nhân bệnh thận mạn thì nó sẽ làm có liên quan đến việc tăng nguy cơ suy tim. Ở hai cái hình ảnh bên trái này chúng ta thấy là ở nhóm một, đường màu xanh là nhóm bệnh nhân có suy thận và đường màu đỏ là nhóm bệnh nhân không có suy thận. Thì theo thời gian, nhóm bệnh nhân, cái tỷ lệ suy tim ở bệnh nhân có suy thận, dù là suy tim phân số tổ máu giảm hoặc là suy tim phân số tổ máu bảo tồn, thì ở nhóm bệnh nhân có suy thận đều cao hơn ở nhóm bệnh nhân không có suy thận. Và với những bệnh nhân suy tim thì nó sẽ theo thời gian nó cũng sẽ làm tăng cái tỷ lệ bệnh nhân có giảm mức lọc cầu thận.
được một ghi là của những bệnh nhân nhóm bệnh nhân có suy tim và màu vàng là những bệnh nhân không có suy tim, thì cái tỷ lệ mà có suy giảm mức lọc cầu thận nó sẽ nhiều hơn. Và với những bệnh nhân, nếu như ở dân số, nhóm dân số chung thì chúng ta chỉ thấy là có khoảng 11% là nhóm bệnh nhân, là bệnh nhân có giảm chức năng thận, thì ở nhóm bệnh nhân có suy tim mãn tính thì có tỷ lệ này chiếm đến 42%, tức là đến gần một nửa những bệnh nhân suy tim mãn tính có thể có tổn thương thận ở các mức độ khác nhau. Và ở đây chúng ta thấy không những là cái tỷ lệ cao những bệnh nhân suy tim có suy thận, và với những bệnh nhân suy tim và có kèm tổn thương chức năng thận mà có kèm tổn thương thận mạn, thì các biến cố về suy tim như là biến cố tử vong do tim mạch, nhập viện do suy tim hoặc là tử vong chung cũng cao hơn ở nhóm bệnh nhân có suy tim. Và ở nhóm bệnh nhân này thì nguy cơ cao ngoài là bệnh lý mắc kèm nặng thì nó còn có một cái là với những bệnh nhân có suy tim kèm suy thận thì cái việc mà tối ưu hóa điều trị suy tim cũng sẽ rất khó khăn, bởi vì chúng ta đều biết có 4 nhóm thuốc tứ trụ trong điều trị suy tim thì có khá nhiều nhóm thuốc đều ảnh hưởng đến cái mức lọc cầu thận cũng như là ảnh hưởng đến điện giải đồ khi mà cái mức lọc cầu thận bị giảm đi, đó là tăng kali máu. Ở đây chúng ta thấy rằng là với nhóm ở đường cái hình ảnh trên á, thì cái việc mà sợ những bệnh nhân mà có tăng kali máu như là kali trên 5,5 và kali trên 6 thì cái tỷ lệ mà được bệnh nhân đến 100% các bệnh nhân là không được kê các thuốc ức chế men chuyển hoặc ức chế thụ thể hoặc là các thuốc kháng aldosterone thì cái tỷ lệ này cũng sẽ rất là thấp ở nhóm bệnh nhân mà có điện giải đồ có kali máu cao. Thì em xin trình bày một ca lâm sàng minh họa cho bệnh nhân có suy tim kèm suy thận. Trở lại là bệnh nhân này thì tiếp nhận đến Bệnh viện Tim Hà Nội chúng em là năm 2020, tức là những năm mà bắt đầu cái nghiên cứu DAPA HF được công bố, và nó cũng là những cái bước sơ khởi bắt đầu chúng ta sử dụng ức chế SGT2 ở bệnh nhân suy tim, nhất là nhóm bệnh nhân cũng tương đối khó là suy tim có kèm suy thận, thì cũng xin ý kiến của các thầy để góp ý luôn. Đây là bệnh nhân nam 66 tuổi, bệnh nhân này đã được chẩn đoán là tăng huyết áp năm 2015, và năm 2018 thì bệnh nhân được chẩn đoán là suy tim có phân số tổng máu giảm. Bệnh nhân cũng đã trong cái bi lăng để tìm nguyên nhân của suy tim thì bệnh nhân được chụp mạch vành và cho thấy là có hẹp 50% của LAD đoạn 2, và bệnh nhân trong năm 2020 thì bệnh nhân bị tái nhập viện 2 lần, bệnh nhân đến khám vào cuối năm 2020, cho nên là đầu trong năm 2020 thì bệnh nhân bị tái nhập viện 2 lần. Khi bệnh nhân hiện tại thì đang được điều trị, bệnh nhân có dung nhĩ cho nên được điều trị bằng kháng vitamin K. Vì do điều kiện kinh tế cho nên bệnh nhân không được điều trị bằng các thuốc chống đông thế hệ mới, cho nên là chúng ta điều trị bằng kháng vitamin K và duy trì mức INR là khoảng 2-3. Bệnh nhân được dùng thêm một thuốc statin là rosuvastatin 10mg một ngày với cái mức do cái hẹp mẹ của LDD. Có dùng acne với việc thuốc điều trị suy tim thì bệnh nhân có acne với liều là 100mg 2 viên một ngày, spironolactone liều 25mg một viên, bisoprolol với liều thấp là 2,5mg một viên một ngày, và bệnh nhân có bị tái nhập viện nhiều lần trong năm cho nên là cũng sẽ dùng thêm chút dioxin liều thấp là 1,2mg một nửa viên một ngày, và dùng thêm lợi tiểu 40mg một viên một ngày. Chỉ trên khi mà tái khám bệnh nhân tại phòng khám thì bệnh nhân có tình trạng khó thở nhẹ khi leo gác tầng 2, NIHA 2, mạch thì là 78 lần trên phút, huyết áp là 110 trên 65. Về điện tim thì bệnh nhân có dung nhĩ và phì đại thất trái. Trên siêu âm tim thì có thất trái giãn và phân số tổng máu là 34%. Công suất máu thì HB ở giới hạn thấp khoảng 13,5 gram trên lít. Về sinh hóa thì bệnh nhân có một cái tình trạng suy thận mạn với cái ure là 10,8, creatinine là 142 micromol trên lít, tức là tính ra mức lọc cầu thận theo APCKD là khoảng 44 ml trên phút trên 1,13 m vuông. Và có điện giải đồ thì là kali là 4,2. Bi lăng lipid máu của bệnh nhân thì tạm ổn, đạt được đích của LDL cholesterol. Và NT-proBNP của bệnh nhân là 1000 picogram trên ml, cũng tương đối cao. Do bệnh nhân đã có lúc này thì nghiên cứu DAPA HF mới được công bố, và chúng em cũng mạnh dạn là thêm một nhóm thuốc thuộc nhóm ức chế SGT2, đó là dapagliflozin 10mg. Và do bệnh nhân có tình trạng suy thận và lo ngại là có thể có những biến đổi về creatinine cũng như là điện giải đồ thì bệnh nhân được tái khám sau một tuần. Thì sau một tuần bệnh nhân quay trở lại thì là mạch là 79 lần trên phút, tính sinh tồn tương đối ổn, mạch 79 lần trên phút, huyết áp là 115/70. Tuy nhiên là creatinine thì đã tăng lên 168, tức là tính ra mức lọc cầu thận là khoảng 36. Nó giảm xuống từ 44 xuống còn 36 ạ, và điện giải đồ thì kali là 5,2. Chính vì vậy thì các bệnh nhân này đã được hướng dẫn là ngừng kali này và uống đủ nước, và furosemid thì được tăng lên là 60mg một ngày, vẫn duy trì tiếp dapagliflozin cũng như là các thuốc khác như là acne hoặc là spironolactone. Sau 2 tuần thì bệnh nhân quay trở lại thì creatinine là xuống 156, điện giải đồ thì kali xuống còn 4,5, và bệnh nhân tiếp tục được duy trì với phác đồ như vậy. Và để sau 1 tháng thì chúng ta thấy là creatinine xuống còn 138 và kali là 4,2. Sau đấy thì trong những cái tháng điều trị tiếp theo thì bởi vì là lúc này thì
cái tình trạng kinh tế của bệnh nhân cũng hạn chế, cộng với cả sự lo ngại về cái việc là có thể tăng kali máu, cho nên là các bác sĩ chỉ đã hạ xuống là ước chế SGLT2 dưới liều 5mg một ngày. Còn chúng ta thấy là theo thời gian từ tháng 3 này, tháng 6, tới khoảng 3 tháng một lần bệnh nhân thì được làm nhiều hơn. Tuy nhiên rằng là trong cái thời gian này thì bọn em kiểm tra lại thì các xét nghiệm về chức năng thận khoảng 3 tháng một lần, điện giải đồ cũng vậy. Trong quá trình này thì ngoài cái việc chỉnh, ở đây thì chúng ta nói về các nhóm thuốc mà có thể tác dụng ảnh hưởng đến mức lọc cầu thận cũng như là điện giải đồ. Còn tất nhiên là bệnh nhân vẫn được chỉnh lý thêm, chẳng hạn như là với chạy beta thì bệnh nhân vẫn được chỉnh liều này, vẫn tiếp tục duy trì statin cũng như là kháng vitamin K. Thì ở đây từ tháng 3 thì chúng ta thấy rằng là cái creatinine là 162 này, kali là 4,5, vẫn duy trì tiếp với liều acne là 200mg một ngày, spironolactone là 25mg một ngày, furosemide là 90, là bệnh nhân dùng đến hơn 2 viên, và ước chế SGLT2 là 5mg, và cái phác đồ này được duy trì tiếp cho đến tháng 6 và tháng 9 thì chúng ta sẽ giảm được liều furosemide vì là bệnh nhân đái tương đối tốt rồi. Tuy nhiên là ước chế SGLT2 thì vẫn dùng đến liều 5mg, và đến tháng 9 thì quyết định là tăng lên 10mg và vẫn duy trì acne liều 200, spironolactone là 25 và furosemide là 60. Thì đã thấy là sau khi mà tăng liều ước chế SGLT2 lên 10mg thì đến tháng 12, tức là sau đấy một tháng thì đã có creatinine lại tăng lên là 167 và kali là 5,0. Và vì vậy thì các bác sĩ lại quyết định là dừng spironolactone và vẫn duy trì tiếp acne cộng với cả ước chế SGLT2 liều 10 và furosemide là liều 60mg. Và đến tháng 3 vừa rồi bệnh nhân tái khám thì bệnh nhân tình trạng lâm sàng khá là ổn về mặt huyết động. Bệnh nhân cảm thấy là khỏe hơn. Ước chế men thuốc chặn beta của bệnh nhân thì trong quá trình này thì đã được đến cuối tháng 12, đến tháng 3 năm 2022 thì bệnh nhân đang dùng là 2 viên bisoprolol, tức là 10mg. Bệnh nhân thấy là leo gác ổn NIHA thì trong khoảng 1-2, và hy vọng là trong thời gian tới hoặc được lần tái khám sau thì có thể là cái creatinine nó xuống hơn, hoặc là cái kali sẽ giảm hơn để chúng em có thể tiếp tục vào lại spironolactone để bệnh nhân có thể đảm bảo được 4 cái tứ trụ của các nhóm thuốc điều trị suy tim. Thì ở đây chúng em muốn đưa ra một số câu hỏi thảo luận. Thì thứ nhất là vai trò của nhóm thuốc ức chế SGLT2 trên bệnh nhân suy tim có suy giảm chức năng thận, và thứ hai là theo dõi chức năng thận trên bệnh nhân khi có sử dụng SGLT2. Thì em cũng xin trình bày luôn một số những cái nghiên cứu cũng như là một số những cái cơ sở lý luận của nhóm thuốc khi mà chúng ta sử dụng được nhóm thuốc ức chế SGLT2 ở bệnh nhân suy tim có kèm theo suy thận. Thì với nhóm thuốc ức chế SGLT2 thì nó sẽ có cơ chế đó là giảm áp lực lọc cầu thận, do làm giảm cái co cái mạch đến, do đó thì nó làm tăng co tiểu mạch đến và giảm áp lực lọc cầu thận, cho nên nó bảo tồn được cái mức lọc cầu thận này, điều hòa thần kinh thể dịch, hoạt tính giảm hoạt tính của hệ RAS ở thận cũng như là hệ thần kinh giao cảm, giảm hiện tượng viêm cũng như là sơ hóa và giảm thiếu oxy tại thận. Và cuối cùng thì trên lâm sàng chúng ta thấy là nó bảo tồn được mức lọc cầu thận, và các nghiên cứu đã cho thấy rằng là trong giai đoạn đầu thì có thể nó sẽ có giảm một cách cơ năng ở mức lọc cầu thận, nhưng sau đó theo thời gian thì sẽ được cái mức lọc cầu thận này sẽ được cải thiện dần theo thời gian, và sau thường khoảng 1 năm thì mức lọc cầu thận nó sẽ tốt hơn ở nhóm bệnh nhân không được sử dụng ức chế SGLT2, giảm huyết áp ở mức độ nhẹ khoảng 2-4mm thủy ngân, cũng như là làm giảm cái tổn thương ống thận và làm giảm albumin niệu, và cũng như là làm giảm cái thiếu máu cục bộ ở thận. Và cuối cùng là cái chức năng thận này được bảo tồn. Và nhất là ở nhóm bệnh nhân đã có suy thận thì nó sẽ hạn chế đến cái việc mà tăng gấp đôi creatinine cũng như là hạn chế đến suy thận giai đoạn cuối. Và cái việc bảo tồn chức năng thận này thì nó sẽ làm giúp chúng ta làm tăng tỷ lệ bệnh nhân được phối hợp thuốc, cũng như là giúp chúng ta có thể chỉnh đến cái liều tối đa mà bệnh nhân có thể dung nạp được, chỉnh đến cái liều mà cao hơn thì bệnh nhân có thể dung nạp được với cái liều cao hơn của các nhóm thuốc khác, ví dụ như là nhóm chặn beta hoặc là nhóm tác dụng lên hệ RAS như là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là acne. Và các thuốc, cái việc cải thiện này thì nó sẽ giúp cho tạo ra một cái tác dụng hiệp đồng ở trên thận, bởi vì là khi mà chúng ta phối hợp được ức chế SGLT2 cộng với cả ức chế men chuyển hoặc là acne thì nó cũng sẽ cải thiện được cái một cơ đồng tác dụng hiệp đồng lên cầu thận, một đằng là làm giãn cái co tiểu động mạch đến và làm giãn tiểu động mạch đi, cho nên nó làm giảm áp lực lọc trong cầu thận và nó làm giảm cái albumin niệu cũng như là giảm tiến triển đến cái suy thận ở mức độ nặng hơn. Ở đây là cái sơ đồ cho chúng ta thấy rằng là trong thời gian đầu khi mà chúng ta sử dụng ức chế SGLT2 thì có thể có cái giảm chúng ta mức lọc cầu thận, và cái slide này thì chúng ta đã rất là quen thuộc và cũng đã được trình bày với các báo cáo trước. Sau đó thì theo thời gian thì cái mức lọc cầu thận nó sẽ tiến lên, và chúng ta thấy là cái đường gặp nhau ở đây là khoảng tuần thứ 50, và sau đó thì ở nhóm bệnh nhân được sử dụng ức chế SGLT2 thì mức lọc cầu thận nó sẽ tốt hơn ở nhóm bệnh nhân không được sử dụng ức chế SGLT2.
cái việc mà trong cái việc sử dụng ức chế SGLT2 ở nhóm bệnh nhân có mức lọc cầu thận thấp hoặc suy thận nặng lên thì chúng ta cũng cần phải chú ý là nó sẽ có hiện tượng tăng creatinine và nó và hậu quả của nó có thể là làm ảnh hưởng đến giải đồ, tức là làm tăng kali máu. Thì mình ức chế SGLT2 thì không làm tăng kali máu, tuy nhiên khi mình sử dụng thêm phối hợp, nhất là khi phối hợp với các nhóm thuốc khác, ví dụ như là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là acne hoặc là kháng aldosterone thì có thể sẽ làm tăng kali máu, và đây cũng sẽ là một cái rào cản để các chúng ta có thể tăng liều của các nhóm thuốc khác, cũng như là tăng cũng như là để duy trì những cái nhóm thuốc này. Thì ở đây khuyến cáo của Hội Tim mạch châu Âu cho thấy rằng nếu như mà nồng độ creatinine chỉ tăng nhẹ dưới 50% hoặc là tăng đến cái mức là dưới 2.5 mg/dL hoặc là mức lọc cầu thận dưới 30, chúng ta không cần dừng thuốc và chúng ta có thể tiếp tục sử dụng ức chế SGLT2 và đánh giá chức năng thận định kỳ. Còn nếu như mà creatinine tăng từ 50-100% hoặc là tăng đến mức 3.5 mg/dL hoặc là mức lọc cầu thận xuống đến 20 thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng ức chế SGLT2. Tuy nhiên chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ chức năng thận. Và chú ý là nếu như, nhất là khi mà cái mức lọc cầu thận này nó tăng đột, cái creatinine tăng đột ngột, thì chúng ta phải chú ý là kali máu có thể tăng cao và chúng ta sẽ phải sử dụng các biện pháp để hạ kali máu hoặc là ngừng những cái thuốc mà làm tăng kali máu. Và khi mà nồng độ của creatinine tăng trên 100% hoặc là creatinine tăng đến hơn 3.5 mg/dL hoặc là mức lọc cầu thận dưới 20 thì chúng ta cái việc có cân nhắc sử dụng tiếp SGLT2 hoặc là có thể ngừng giải thuốc nếu như mà chúng ta thấy là cân nhắc với cái việc là lợi ích và nguy cơ khi mà bệnh nhân có thể có tăng kali máu ở đây. Tuy nhiên rằng là nếu như qua cái giai đoạn cấp mà bệnh nhân chức năng thận được cải thiện thì chúng ta lại có thể cân nhắc được là việc chúng ta tái sử dụng lại cái nhóm thuốc này khi mà sau 1-2 tuần thì chức năng thận được cải thiện hơn, thì chúng ta sử dụng các biện pháp để có thể làm hạ kali được rồi này, hoặc là chúng ta truyền dịch này cho tương dụng nội tiểu thì cái tình trạng thận được cải thiện, thì chúng ta có thể vào lại được nhóm ức chế SGLT2. Thì với đồng thuận của hội suy tim châu Âu thì chúng ta sẽ có những cái nhóm bệnh nhân khác nhau ở những nhóm bệnh nhân mà có giống như lúc nãy trong bài trình bày của phó giáo sư Hồ Quang Trí đã trình bày ạ, chúng ta có 4 cái nhóm đặc điểm trên lâm sàng mà chúng ta cần phải chú ý khi sử dụng các nhóm thuốc tứ trụ ở nhóm bệnh nhân suy tim, tức là xem là tần số tim là bao nhiêu, huyết áp của bệnh nhân là bao nhiêu, bệnh nhân có dung nhĩ hay không, và bệnh nhân có chức năng thận rối loạn hay không, và nhất là kali máu như thế nào. Thì chỉ ở những nhóm bệnh nhân mà có, đặc biệt là nhóm bệnh nhân có suy thận, thì chỉ khi mà kali máu trên 5 mmol/L thì chúng ta sẽ giảm liều ức chế men chuyển, ức chế thụ thể acne và thậm chí là có thể ngừng thuốc kháng aldosterone. Còn các nhóm thuốc ở ức chế SGLT2, chạy beta giao cảm và lợi tiểu, chúng ta hoàn toàn vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nếu như mức lọc cầu thận vẫn còn trên 30 thì chúng ta vẫn có thể sử dụng các nhóm thuốc này và có thể thêm nitazoxin hoặc isosorbid nitrat. Và với nhóm bệnh nhân mức lọc cầu thận dưới 30 thì chúng ta lúc này chúng ta mới xem xét là có thể ngừng hoặc là giảm liều của ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc acne hoặc là kháng aldosterone. Và với đặc biệt là chú ý là những cái nhóm thuốc mà có thể ảnh hưởng đến chức năng thận như là NSAID thì chúng ta sẽ phải ngừng thuốc. Để tóm lại thì có một số cái thông điệp ở nhóm bệnh nhân mà suy tim kèm theo bệnh thận mạn, thì chúng ta thấy là bệnh thận mạn là một cái bệnh lý mắc kèm thường gặp ở bệnh nhân suy tim và có thể làm nặng thêm tiên lượng những bệnh nhân suy tim này. Và cái chỉ số để theo dõi bệnh lý về bệnh thận mạn đó chính là mức lọc cầu thận eGFR, thì đây lại là một cái chỉ số động và nó có thể thay đổi trong quá trình theo dõi và quản lý điều trị bệnh suy tim. Nó thay đổi theo cái chế độ ăn của bệnh nhân này, bệnh nhân có dùng đủ nước hay không, cũng như là các thuốc mà bệnh nhân dùng trong điều trị suy tim, cũng như là các thuốc điều trị các bệnh lý mắc kèm. Và có 4 nhóm thuốc trụ cột trong điều trị suy tim phân xuất tổ máu giảm, và có đến 3 nhóm có thể tác động lên mức lọc cầu thận và điện giải đồ, nhất là có thể ảnh hưởng đến việc tăng kali máu là một cái rào cản để bắt chúng ta phải chỉnh liều giảm đi hoặc là ngừng thuốc, đó là ức chế men chuyển, ức chế thụ thể hoặc là acne, ở nhóm ức chế SGLT2 và nhóm kháng aldosterone. Và vì vậy thì ở những nhóm bệnh nhân suy tim có kèm theo suy thận thì cái việc theo dõi định kỳ chức năng thận và điện giải đồ là cần thiết để lựa chọn thuốc và chỉnh liều khi điều trị bệnh nhân suy tim có kèm theo giảm chức năng thận. Và thực ra là ở trong cái kinh nghiệm của em từng thì trong các nhóm thuốc này thì nói thật là nó cũng sẽ rất là tốn kém cho bệnh nhân khi điều trị, bởi vì là acne cũng là một nhóm thuốc mới này, cũng một số giá trị của một viên thuốc cũng nhiều này, ức chế SGLT2 cũng là một nhóm thuốc mà thuốc mới, tuy nhiên là về cũng phải có những cái nghiên cứu về điều trị chất lượng, tức là giữa kinh tế y tế, giữa hiệu quả và lợi ích, cũng như
và kinh tế để chúng ta có thể được sử dụng hay không, thì cũng rất là mừng là đến tháng 3 năm 2022 thì đã được Cục Quản lý Dược của Việt Nam phê duyệt cho chỉ định là suy tim phân suất tổ máu giảm, và do đó thì nó cũng có thể là một cái vũ khí và chúng ta có thể sử dụng nhóm thuốc này cho những cái nhóm được nhiều bệnh nhân suy tim có phân suất tổ máu giảm hơn và mang lại những cái lợi ích về lâu dài trên lâm sàng. Em xin cảm ơn ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Vũ Quỳnh Nga đã có một cái bài theo tôi thì rất hay, và cái phần cuối trong những cái thông điệp mang về đó đã bắt đầu đề cập tới vấn đề kinh tế y tế, cost benefit, tức là cái mà giữa tiêu tốn và cái làm đấy, chúng ta với là cái thực tế của chúng ta. Tất cả các loại thuốc chúng tôi chưa dám nói tới, nhưng mà các anh chị thấy rằng Uperio và rồi các loại thuốc như này là giá cả nó cao hơn. Và chưa kể, nói thật với các anh chị nói rất hay, cho điều chỉnh rất tốt, nhưng về bệnh nhân mà tiếp tục đi mua thuốc, chỗ có, chỗ không, lúc có, lúc không, và khó quá thì phải nhờ người ta chạy, và người ta chạy thì người ta lấy tiền cò, tiền này, tiền kia, cái giá tổng cân, cái total cost nó tăng lên rất là nhiều. Đấy cũng là rào cản, chúng ta đừng quên chuyện đó. Nếu các anh chị có tiếp xúc với bệnh nhân, thì trời, và có bệnh nhân nói rằng uống thì tốt lắm, nhưng mà con tôi một tháng chỉ cho tôi 1 triệu, mấy thôi, mọi lần, bây giờ hàng năm nay các bác sĩ vẫn cho tôi uống, bác sĩ đổi 3-4 thứ, lúc đó nó tính lên tới 3 triệu mấy chẳng hạn, nhà con tôi nó chịu, nó không có, nó không cho nữa, và thôi thì xin bác sĩ cho lại cái thuốc cũ, và nếu mà xin cho lại thuốc cũ cũng đỡ, còn bây giờ lại uống lại những cái thuốc ở dưới, tức là những thuốc bổ với thuốc tuần hoàn não, trong khi đó những thuốc ở trên thì lại bỏ đi, thì lúc đó chúng ta lại không. Nếu chúng ta nói lấy bệnh nhân làm trọng tâm, vấn đề kinh tế y tế, đừng bao giờ quên có thể cả những chuyện đó, chúng tôi hoàn toàn, hôm nay chúng ta không bàn đến đây. Trước khi chúng ta sang những cái thảo luận để kết thúc cái buổi ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng xin nói với các anh chị, ở đây là tiến sĩ Quỳnh Nga có dùng một cái chữ này thì theo tôi nó là gọi, tức là suy tim, thì có hai vấn đề, một là suy tim, thứ hai là suy thận, hay là suy giảm chức năng thận. Nhưng cái suy tim với suy giảm chức năng thận, nó là hậu quả, nhân quả, hay là cùng với nhau, hay là cùng chồng lên. Cho nên từ trước cái này đều dùng cái chữ là suy tim kèm suy thận. Cái chữ kèm này đó, nó nhiều nghĩa lắm. Bởi vì nếu chúng ta suy luận ra cái cơ chế để nó tạo ra từ suy tim sang suy thận thì nghĩa là khác. Và suy thận kèm theo hoặc là suy thận ngược lại tạo ra suy tim thì khác. Còn vừa suy tim vừa suy thận vì bệnh nhân này đái tháo đường, sơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim vân vân, thì cái cơ chế mà tác động qua lại của nó rất là phức tạp chứ không phải. Thành cái chữ kèm đây đó, thì nó có tính chất là khi gặp hai cái này, nhưng mà lẽ nhiên trong điều trị chúng ta cũng biết cái nào là nhân, cái nào là quả, tác động cái nào vân vân, còn rất khá nhiều vấn đề ở đây này. Bệnh nhân suy tim có giảm chức năng thận có hay là kèm vân vân, thì chúng ta cần rất kỹ, tại vì đây là những câu hỏi một của các bác sĩ ở dưới các tuyến phía dưới khi chúng tôi làm cái đào tạo sau đại học đó, họ hỏi nói mình dùng đúng hay không, và khi cách nghĩa các cơ chế đó chúng ta cũng nói đấy là kèm theo. Và nếu mà giải quyết đây, tức là suy thận, nó là những biến đổi ở trong bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân đái tháo đường, thì nó cơ chế nó rất là phức tạp. Nó tác động có thể qua chuyện sơ vữa động mạch, nó có thể tác động qua cái bệnh cơ tim do đái tháo đường, diabetic and cardiomyopathy, rồi sau đó nó suy tim, từ suy tim giảm chức năng thận, và cuối cùng cái suy thận. Tất cả nó đều là những cái cơ chế khá phức tạp. Nhưng mà tuy nhiên, chúng tôi chỉ nói ngắn, là nói thật với các anh chị đó, nhé, chúng tôi điều trị nội khoa cũng nhiều lắm, cao huyết áp, động mạch vành, rồi vấn đề mà đái tháo đường vân vân, thì nói thật với các anh chị cũng có nhiều biến chứng lắm, nhưng mà tim thì hình như mình chống chọi tốt, huyết áp cũng có khá nhiều thứ thuốc tốt, cơn đau thắt ngực cũng tốt, rồi có cả nông này nông kia vân vân, rất là nhịp tim các thứ. Nhưng nói thật các anh chị, tôi rất sợ và rất ngại đối với tình trạng suy thận diễn tiến, nó cứ thế, nó cứ lẳng lặng, càng ngày nó càng lên, lâu lâu nó nặng lên, nó giảm xuống, lâu lâu nó nặng lên. Và nếu mà các anh chị cũng thấy, thì rất nhiều những bệnh nhân mãn tính kiểu đó, rất nhiều bệnh vừa sơ vữa động mạch, vừa đái tháo đường, vừa huyết áp vân vân, thì cuối cùng cái chết là các anh chị biết đó chính là cuối cùng lại là suy thận giai đoạn cuối, end stage renal disease. Lúc đó cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân rất tội nghiệp, các anh chị chả làm gì được cả, cuối cùng là nó đen ure lên cao, rối loạn điện giải vân vân, đủ thứ. Và bệnh nhân cuối cùng thì giật chúng ta vì phải đi lọc máu, thì phải đi lọc peritoneal đó, tức là lọc thận, và sẽ đi tìm cách để mà chạy thận nhân tạo, và tới một lúc nào đó đi đeo ghép thận ở đâu Trung Quốc vân vân các thứ, và cái chết cuối cùng là cái chết do suy thận trong cái giai đoạn đó. Thì tôi rất ngại, vì chính vì lý do đó cũng xin chia sẻ với các anh chị là trong các thuốc điều trị
khi chúng tôi nghe thấy các nghiên cứu về empiric outcome canvas, sau đó thì cái chúng ta gọi là declare TIMI 58, người ta bắt đầu cho kết quả thì thật là mừng. Đối với tôi rất chú ý cái chuyện mà giảm được chuyện mà tim mạch suy tim, phần nào mình cũng thấy cũng vui mới, nhưng mà cái nó giảm được tình trạng suy thận một cách rất đáng kể, có thể nói là tới 30-40% đi xuống, hơn cả là giảm suy tim luôn, là rất mừng. Và cái đó gần như nó thêm được cái điều, và tôi nghĩ rằng trong các cái bài ngày hôm nay, cái bài về suy thận đó là một cái bài chúng ta rất nên làm rất kỹ để cho một cái chỉ định sau này nó được mở rộng, chúng ta có thể cho sớm hơn, có thể là ngăn cản được những cái khác thuốc men theo tôi, hoặc là hay là mình là dân tim mạch cho nên là mình thuốc men các thứ. Nhưng mà nói thật là chúng tôi cũng làm rất nhiều ca rất là tốt rồi, nhưng cái suy thận hình như mình tác động cho sự diễn tiến dần dần của nó tới cái end state renal disease đó rất là kém, và rất nhiều bệnh nhân cuối cùng chết. Khi hỏi là kết quả chết tại sao là phải đi vô và chạy thận, rồi cuối cùng chết vì những cái biến chứng. Khi chạy thận rồi, thuốc men nó lại khác đi, thì tất cả thuốc chúng ta cho nó lại là được lọc qua thận về một tuần, chạy 3 lần. Các chị thấy cái người bệnh cứ một ngày nghỉ, một hai ngày nghỉ, một ngày chạy thận, tất cả các thuốc chúng ta cho có khi là nó lại lọc ra ngoài, liều lượng phải thay đổi, và cuối cùng bệnh nhân vẫn chết vì tình trạng vi thận. Thành ra riêng bệnh thận, riêng đấy là tôi chia sẻ cái cảm giác của tôi. Rất là cảm ơn thầy cô Nga. Thời gian thì chúng ta không có, nhưng mà không biết là các thầy, giáo sư Hùng có gì không ạ? Rồi thầy Sĩ với lại thầy Trí có thêm, có một thêm hai thêm thông điệp về vấn đề là cái tác dụng suy thận, đối với lại suy thận hoặc là ngăn cản tình trạng suy thận tác dụng tốt trên thận của cái nhóm thuốc SGLT2 inhibitor. Thầy mới thầy Hùng ạ, có một vài câu đấy. Còn vừa rồi tôi chia sẻ của tôi rồi ạ. Vâng, cảm ơn thầy Phước ạ. Vâng, thì thực sự là cái ức chế SGLT2 là một trong những các cái rất là quan trọng ở hiện nay mà chúng ta, các bác sĩ điều trị. Nếu chúng ta nói về đến cái vấn đề về thận của nó thì lại là một cái chủ đề rất là hay khác, như thầy Phước cũng vừa nói. Đấy chính là từ trước đến nay có một cái loại thuốc mà lại cải thiện được tiên lượng của bệnh nhân suy thận. Nhưng ở đây hôm nay chúng ta nói về cái việc mà bệnh nhân vừa suy tim vừa kèm theo có cái bệnh lý về thận, thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là như phần trình bày của tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga đã cho thấy rằng đây là có lẽ là một vũ khí rất là quan trọng. Tuy nhiên khi chúng ta điều trị thì cũng rất tâm đắc là chúng ta phải có sự theo dõi hết sức là chặt chẽ người bệnh. Bản thân cá nhân em thì cũng đã có điều trị những cái trường hợp có suy tim và có suy thận là rất thường gặp ở những cái bệnh nhân tim mạch. Tuy nhiên khi chúng ta điều trị thì chúng ta phải theo dõi, nhưng cũng không hoảng sợ quá. Và hôm nay chúng ta có thêm những cái thông tin rất là quan trọng là khi nó tăng lên tới 50% thì chúng ta cũng không có gì đáng sợ cái việc mà chúng ta cần phải là dừng cái thuốc đó, mà chúng ta vẫn có thể yên tâm chúng ta dùng. Và như tiến sĩ Vũ Quỳnh Nga vừa trình bày thì theo dòng thời gian, thậm chí những cái nó chỉ là cái sự giảm đấy là nhất thời, nhưng lâu dài thì nó còn làm chậm diễn tiến của cái bệnh lý của thận của người bệnh, và đặc biệt là bệnh nhân có suy tim, cái nó suy thận, thì đây là một cái lợi ích kép của cái thuốc ức chế nhóm ức chế SGLT2. Và em xin hết ạ. Xin cảm ơn thầy Hùng. Mời thầy Trí có gì không ạ? Thầy chia sẻ thêm một hai câu về vấn đề là vai trò đối với lại suy thận. Em cảm ơn thầy Phước. Thì em cũng xin có một cái nhận xét thêm như vậy là trước đây đó, khi mà công ty AstraZeneca mới đưa vào cái thuốc dapagliflozin thì do cái vấn đề chọn bệnh trong nghiên cứu, cho nên công ty có đưa trong cái thông tin kê toa đó là dùng khi nào cái lọc cầu thận trên 45, và đó cũng là một cái lý do khiến cho ban đầu các bác sĩ chưa có mạnh dạn dùng, là vì cái mỗi lần mà xem cái lọc cầu thận nó, của bệnh nhân mà nó dưới cái mức đó thì lại không dùng được. Nhưng mà sau khi hàng loạt những nghiên cứu như là DAPA-HF và đặc biệt là cái nghiên cứu DAPA-CKD, tức là nghiên cứu trên bệnh nhân có suy thận, rất là chức năng thận có thể do đái tháo đường hay là không do đái tháo đường, cho thấy là cái thuốc này nó bảo vệ thận bất kể là bệnh nhân có hay không có đái tháo đường. Và bắt đầu từ cái mức là lọc cầu thận từ 25 trở lên thì khi đó các bác sĩ mình bắt đầu mạnh dạn hơn dùng cái dapagliflozin cho những cái người mà có cái mức lọc cầu thận thấp hơn cái mức 45 ban đầu. Và bây giờ thì cái mức mà mình chấp nhận giờ là 25, từ 25 trở lên. Xin hết. Xin cảm ơn thầy Trí. Không biết là cô tiến sĩ Nga thì có nhiều kinh nghiệm về vấn đề sử dụng không? Và tôi thì tại vì không thể cách chúng ta không còn thời gian, nhưng mà tôi được biết có một thông tin là đứng về phía tác dụng để giảm chậm tình trạng suy thận đó, thì không biết là empagliflozin hoặc là dapagliflozin, vừa rồi có một cái thử nghiệm người ta đã quyết định kết thúc sớm
Tại vì cái tác dụng làm chậm sự tiến triển của suy thận quá rõ rệt, người ta đã chậm lại. Đấy là một cái tin rất hay. Và như nói tại sao tôi hay để ý là vì tôi nói là chữa cái mấy cái kia tôi chữa được. Mà riêng cái chuyện mà cầm cự cho bệnh nhân mà suy thận diễn tiến đó, tôi hình như là hơi kém, tôi phải học thêm. Và khi thấy có một cái thứ thuốc mà nói lại là tác dụng lại giảm tình trạng suy thận này ngoạn mục hơn là đối với lại tình trạng suy tim, bệnh nhân phải tái nhập viện hoặc là điều trị suy tim cũng tốt lắm rồi, nhưng mà đối với thận thì lại tốt hơn. Và tôi nghĩ đây là thêm, có lẽ lâu lắm rồi, người ta nói hình như là 20 tới 30 năm rồi đó, những cái thuốc cũ và những cái thuốc mà còn hàng làm cái kết quả gọi là Renan đó, với lại ức chế thụ thể là Losartan vân vân có, nhưng mà không có tác dụng nhiều. Những thứ này mới nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là hồi nãy thầy Hùng nói là một lĩnh vực khác. Vâng, chúng tôi cũng cho lĩnh vực khác, nhưng mà riêng đối với lại suy tim nó có kèm theo suy thận thì nó cũng rất là quan trọng. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta phải truyền tải cái thông tin này để cho các đồng nghiệp khác chúng ta chú ý và chúng ta điều trị. Vâng, kính thưa tất cả các quý đồng nghiệp dự cái buổi ngày hôm nay. Cho tới đây thì thời lượng đã không còn cho phép. Chúng tôi xin rất là cảm ơn. Đầu tiên là dĩ nhiên là giáo sư Rudolf Verma. Lẽ tự nhiên nếu chúng ta có một cái gì đó thì các anh chị có thể sử dụng các cái kênh thông tin và hỏi thêm giáo sư Rudolf Verma. Nhưng mà còn bốn cái báo cáo viên của chúng ta với các ca lâm sàng rất hay, mang tính chất rất đặc thù của những bệnh nhân của chúng ta, thì tôi thấy rằng là đối với vấn đề áp dụng cái SGLT2 inhibitor, đặc biệt là dapagliflozin, và giống như thầy Hùng nói đã đưa vô trong cái guideline rồi, chúng ta nên mạnh dạn phổ biến cho tất cả các anh chị. Đối với bệnh nhân nằm trong viện và chuẩn bị về nhà, chúng ta phải bắt buộc phải có, thiếu là một sai lầm, trừ trường hợp lẽ nhiên đã có những chống chỉ định. Sau đó thì chúng ta có những chuyện chúng ta phải có những giai đoạn để mà set up, để đảm được tùy theo thời gian, một tháng hay 2 tháng, nhưng mà có phải đầy đủ. Và cái việc sử dụng luôn cả bốn tứ trụ này là một cái cố gắng của tất cả chúng ta phải làm để có trách nhiệm đối với người bệnh trong vấn đề điều trị suy tim. Cuối cùng là đối với tác dụng thận, chúng ta đã nói vừa rồi rất là nhiều. Nó là một cái thứ thuốc như tôi, đối với tôi thì rất là ấn tượng, rất là ấn tượng, và chúng tôi có theo dõi cái vấn đề này rất là nhiều, và đặc biệt theo dõi về cơ chế của nó, tại sao nó lại có thể có tác dụng vừa trên tiểu đường, tất nhiên là ức chế việc hấp thu kali, xin lỗi, hấp thu glucose và đồng thời hấp thu cả natri ở tại cái ống lượn đó, và nó gây ra, nhưng đồng thời nó lại có tác dụng quá tốt khác nữa, đem lại một cái thuốc men rất là nhiều hứa hẹn trong vấn đề điều trị, đặc biệt là vấn đề nội khoa. Đây là một cái điều rất là hay. Tất cả các cái thông điệp chúng ta có nói tương đạt, và chúng tôi cũng sẵn sàng nhận được tất cả các cái lời bình luận cũng như các câu hỏi bình luận của tất cả các quý đồng nghiệp. Mong rằng thế này, những thông tin này là những thông tin cung cấp cho các anh chị để các anh chị hiểu, tìm hiểu. Cái quan trọng là chúng ta hãy kiểm chứng bằng các thực hành của chúng ta. Các anh chị cố gắng trong cái hoạt động hàng ngày của chúng mình là các thầy nói vậy, có phải vậy không? Có đúng như vậy không? Có những tình huống nào khác không? Hoặc là thực sự phải có chú ý những cái gì khác. Chúng tôi nghĩ đấy mới là thực tế. Cho nên ta nói là lý thuyết thì rất khô khan, nhưng mà thực hành thì nó luôn luôn là xanh tươi. Xin được cảm ơn phần thảo luận của chủ tọa đoàn. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý bác sĩ dược sĩ sẽ hướng mắt về màn hình cùng xem lại hành trình của dapagliflozin tại Việt Nam. Dapagliflozin đã có mặt. Cải thiện chuyển hóa tại tim, giảm phù thể tích khoang kẽ. Đến năm 2019, thử nghiệm DAPA HF được công bố tại hội nghị ESC.
khẳng định lợi ích trên lâm sàng của Dapagliflozin giúp bệnh nhân suy tim đạt được cả 3 mục tiêu điều trị cốt lõi. Với hiệu quả được chứng minh từ cơ chế đến thử nghiệm lâm sàng, tháng 5 năm 2020, FDA chính thức phê duyệt Dapagliflozin trở thành ức chế SGLT2 đầu tiên điều trị bệnh nhân suy tim có hay không có đái tháo đường. Từ lợi ích giảm tử vong, nhập viện, dung nạp tốt và ít ảnh hưởng lên huyết động của bệnh nhân suy tim, tháng 8 năm 2021, các ức chế SGLT2 Dapagliflozin được guideline suy tim ESC khuyến cáo dùng sớm cùng với các nhóm thuốc nền tảng để giảm tử vong cho mọi bệnh nhân suy tim. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, cột mốc đánh dấu Dapagliflozin chính thức được Cục Quản lý Dược Việt Nam phê duyệt cho điều trị bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm có eGFR trên 30ml trên phút. Khoa học luôn cải tiến không ngừng. Từ bước tiến của các hoạt chất mới, của các thử nghiệm lâm sàng, đến thay đổi cách mạng trong khuyến cáo điều trị suy tim để đáp ứng mong mỏi của bệnh nhân. Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là một hành trình. Vào giờ đây, hành trình đó được tiếp nối để đồng hành cùng bệnh nhân suy tim của các bác sĩ tại Việt Nam. Giúp bệnh nhân được sống lâu hơn, sống tốt hơn và sống bên cạnh người thân và gia đình. Thời gian cũng đã không còn sau tới hơn 3 giờ tham gia hội thảo với chủ đề là Dapagliflozin bước cùng bệnh nhân trong tối ưu hóa điều trị suy tim. Chúng tôi hy vọng rằng các quý đồng nghiệp đã có được cho mình những thông tin hữu ích về mặt lý thuyết cũng như thực hành lâm sàng trong điều trị suy tim. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư Rudolf Werner cũng như các báo cáo viên tại Việt Nam đã dành những thời gian chuẩn bị và các bài báo cáo trình bày rất hay và giá trị. Hội Tim Mạch Học Việt Nam cũng ghi nhận sự hợp tác và đồng hành cùng công ty AstraZeneca. Và chúng tôi rất hy vọng rằng công ty sẽ sản xuất ra những video clip đầy đủ để cho các đồng nghiệp có thể có thời gian xem lại vì rất nhiều những vấn đề cần phải bình tĩnh để chúng ta tham khảo thêm. Xin đề nghị các hội thảo để cho các hội thảo sắp tới có những thông tin phù hợp với thực tế lâm sàng, mời các quý đồng nghiệp thực hiện một khảo sát nhỏ trước khi ra về. Xin chúc quý đồng nghiệp một ngày chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc và xin trân trọng cảm ơn. Chương trình hội thảo trực tuyến Dapagliflozin bước cùng bệnh nhân trong tối ưu hóa điều trị suy tim với phần trình bày của báo cáo viên và phần thảo luận sôi nổi từ chủ tọa đoàn cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hoàng Vĩnh sẽ được thay mặt cho Hội Tim Mạch Học Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn AstraZeneca Việt Nam cảm ơn chủ tọa đoàn, các diễn giả đã dành thời gian quý báu của mình để chia sẻ những kinh nghiệm của bác sĩ trong điều trị suy tim cho bệnh nhân. Và cũng xin phép được gửi lời cảm ơn đến các quý bác sĩ, dược sĩ tham dự qua đường truyền trực tuyến. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe. Dễ dàng của bệnh nhân suy tim. 9 trên 10 bệnh nhân suy tim vẫn còn triệu chứng mặc dù đã được điều trị với các liệu pháp chuẩn. Từ những khoảnh khắc yêu thương bị bỏ lỡ đến mong ước sớm được về nhà khi có đến 60% bệnh nhân suy tim tái nhập viện ngay trong 3 tháng đầu tiên sau khi xuất viện và hơn 50% bệnh nhân suy tim tử vong sau 5 năm chẩn đoán. Chặng đường nghiên cứu và phát triển được tiếp bước đến năm 2018. Thử nghiệm Diglatimi 58 được công bố. Dapagliflozin cho thấy lợi ích bảo vệ tim thần cho bệnh nhân đái tháo đường type 2
dù đã có bệnh tim mạch hay chỉ mới có các yếu tố nguy cơ. Cũng từ thử nghiệm Diglutimi 58, các cơ chế mang lại lợi ích trên suy tim của Dapagliflozin dần được làm rõ như tăng thải natri niệu, giảm tiền tải, hậu tải, giảm áp lực lọc cầu thận, bảo vệ thận, cải thiện chuyển hóa tại tim, giảm phù thể tích khoang kẽ. Đến năm 2019, thử nghiệm DAPA-HF được công bố tại hội nghị ESC, khẳng định lợi ích trên lâm sàng của Dapagliflozin giúp bệnh nhân suy tim đạt được cả 3 mục tiêu điều trị cốt lõi. Với hiệu quả được chứng minh từ cơ chế đến thử nghiệm lâm sàng, tháng 5 năm 2020, FDA chính thức phê duyệt Dapagliflozin trở thành ức chế SGLT2 đầu tiên điều trị bệnh nhân suy tim có hay không có đái tháo đường. Từ lợi ích giảm tử vong, nhập viện, dung nạp tốt và ít ảnh hưởng lên huyết động của bệnh nhân suy tim, tháng 8 năm 2021, các ức chế SGLT2 Dapagliflozin được guideline suy tim ESC khuyến cáo dùng sớm cùng với các nhóm thuốc nền tảng để giảm tử vong cho mọi bệnh nhân suy tim. Ngày 28 tháng 3 năm 2022, cột mốc đánh dấu Dapagliflozin chính thức được Cục Quản lý Dược Việt Nam phê duyệt cho điều trị bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm có eGFR trên 30ml trên phút. Khoa học luôn cải tiến không ngừng. Từ bước tiến của các hoạt chất mới, của các thử nghiệm lâm sàng, đến thay đổi cách mạng trong khuyến cáo điều trị suy tim để đáp ứng mong mỏi của bệnh nhân. Hạnh phúc không phải là điểm đến, hạnh phúc là một hành trình. Vào giờ đây, hành trình đó được tiếp nối để đồng hành cùng bệnh nhân suy tim của các bác sĩ tại Việt Nam, giúp bệnh nhân được sống lâu hơn, sống tốt hơn và sống bên cạnh người thân và gia đình.